Ngài Vương, Thương hội Cửu Vương là do 9 vương tộc lớn của Yên Kinh tạo thành, bọn họ chỉ cúi đầu chứ không ngẩng lên, nếu như ngài thương sĩ đúng lúc lại chọn vương thị thì chúng ta sẽ bị tai họa ngập đầu. Vương Nhất gật đầu, không sai, nhưng nếu thương sĩ muốn giao cho ai đó thì nhất định không phải là người của Thương hội Cửu Vương, lá gan của hắn cũng không lớn đến vậy đâu. Thần sắc của La Chí Viễn càng đờ đẫn hơn. Làm sao ông chủ lớn có thể biết được quyết định của ngài thương ép? Tuy nhiên, khi hai người đang trò chuyện thì cánh cửa lại mở ra. Đánh tôi à, các người cảm thấy bản thân có thể rời đi sao? Một giọng nói hung dữ truyền đến. Chỉ thấy Vương Hạn Kiệt với khuôn mặt đã được rửa sạch đang dẫn theo người của mình tiến vào, trên mặt đằng đằng sát khí, chỉ ước gì có thể nhanh chóng giết chết Vương Nhất. Đằng sau anh ta là một nhóm vệ sĩ với thực lực mạnh mẽ, bọn họ chỉ đứng đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy ngộp thở. Sắc mặt La Chí Viễn trắng bệch, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Mặc dù ông ta là tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng nhưng cũng không dám làm gì Vương Hạn Kiệt của Thương hội Cửu Vương. Vương Nhất, vừa rồi nhân viên y tế đã nói sống mũi của tôi bị gãy. Tôi có một thói quen, người khác đối xử với tôi như thế nào thì tôi sẽ trả lại người đó như thế đấy. Anh muốn tự mình ra tay hay để tôi giúp anh? Vương Hạn Kiệt nhìn Vương Nhất, lạnh lùng nói. Ngay khi những lời này vừa nói ra, vẻ mặt của La Chí Viên và Nhậm Gia Luân càng trở nên khẩn trương hơn. Bởi vì bọn họ biết, Vương Hạn Kiệt sẽ không bỏ qua như vậy. Chờ giải quyết xong Vương Nhất thì người tiếp theo sẽ chính là bọn họ. Nhưng Vương Nhất chỉ cầm tách trà nóng lên, nhẹ nhàng lắc rồi nheo mắt nói, xin lỗi, tôi không có tính ngược đãi bản thân. Bùm! Lời này vừa nói ra, trong mắt Vương Hạn Kiệt lập tức toát ra một tia lạnh lẽo. Xem ra anh rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, vứt huy hiệu của tôi, còn dám đánh tôi, ai cũng đừng mong cứu được anh. Vương Hạn Kiệt tức giận nói. Hô! Một nhóm người cường tráng như tòa tháp sau lưng anh ta lập tức lạnh lùng đi về phía Vương Nhất. Bọn họ đi theo phương hướng rất thông minh, vừa vặn cắt đứt mọi đường chạy trốn của Vương Nhất. Chỉ còn lại một cửa sổ sát đất. Nếu như Vương Nhất có can đảm thì anh có thể nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy trốn. Nhưng mà nếu như nhảy xuống từ thế giới chỉ nhãn thì chỉ sợ rằng ngay cả xương cốt cũng không còn. Trên mặt Vương Hạn Kiệt lộ ra vẻ hung dữ, tựa như đã nhìn thấy được dung mạo biến dạng của Vương Nhất. Ngài Vương! Tim La Chí Viên đập bịch bịch, cực kỳ khẩn trương. Vương Nhất đặt tách trà xuống, đứng lên định ra tay. Bùm! Nhưng đúng lúc ấy thì cửa phòng làm việc lại mở ra. Một đám vệ sĩ xông vào. Số lượng còn nhiều gấp đôi người của Vương Hạn Kiệt, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người. Vệ sĩ của Vương Hạn Kiệt lập tức dừng bước, cảnh giác cao độ nhìn cảnh này. Vương Nhất tỏ ra rất kinh ngạc, anh cũng không biết những vệ sĩ này là người của ai. Bùm! Đột nhiên, bên ngoài hành lang đột ngột vang lên tiếng nạng trầm thấp đang nện xuống đất. Bùm! 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 Âm thanh trầm thấp của chiếc nạng nện xuống đất ngày càng rõ ràng. Toàn bộ phòng làm việc đều có thể nghe thấy âm thanh vang vọng. Tất cả mọi người đều có một ảo giác rằng tiếng nặng nện xuống đất ngày càng có khí thế kia tựa như đang nện thẳng vào tim từng người. Vương Nhất cũng hơi nheo mắt lại. Anh cảm thấy vô cùng quen tai với âm thanh của chiếc nặng này. Là anh ta sao? Vương Nhất tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc. Ước chừng sau 3 giây, một dáng người cao lớn và ngay thẳng bước vào văn phòng. Lưng anh ta ốn thẳng tắp, có thể thấy anh ta là một người đàn ông rất kiêu ngạo. Bởi vì lâu ngày không có ánh mặt trời soi sáng nên khuôn mặt của người đàn ông này thoạt nhìn gầy gò, trắng bệch ốm yếu. Nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở hạ thân của người kia. Hai chân của anh ta thật sự đã bị đánh gãy hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào hai chiếc nạng chống đỡ. Nhậm Gia Luân, La Chí Viễn tỏ vẻ kinh hãi, sao một người ngầu như vậy lại bị gãy chân chứ? Vương Nhất nheo mắt lại ngày càng sâu hơn. Quả nhiên là anh ta. Người đàn ông chống nạng cũng nhìn thấy Vương Nhất. Nhất thời, trong mắt bộc phát sát ý vô tận. Loại sát khí đó thật sự còn mạnh mẽ hơn của Vương Hạn Kiệt, chỉ hận không thể ăn thịt sống, uống máu tươi của Vương Nhất. Tần Hồng Long, sao anh lại đến đây? Vương Hạn Kiệt hiển nhiên biết người đàn ông chống nạng này, hai mắt nhất thời hơi nheo lại, từ tận đáy lòng có một sự kiêng kỵ sâu sắc. Song Long Nhất Phượng của Tần Thị. Ban đầu, Tần Hồng Long hiển nhiên còn được xem trọng hơn cả Tần Vũ. Mọi người cũng rất xem trọng sự thành công của Tần Hồng Long ở trong giới quân sự, nhưng ai có thể ngờ được vào 5 năm trước, chân của anh ta lại bị một người vô danh nào đó đánh gãy, buồn bã rời khỏi chiến trường.
Sau đó anh ta chán nản và tự giam mình trong nhà cả ngày, sống như một cái xác biết đi. Bởi vì bị gãy chân nên lòng tự trọng của anh ta càng mạnh mẽ hơn bất cứ ai, những cũng yếu đuổi không kém người nào. Tần Hồng Long chính là một con sói điên, nếu ai dám chọc anh ta thì anh ta nhất định chỉnh cho người đó đến khi tàn phế mới thôi. Nếu có thể, Vương Hạn Kiệt cũng không muốn kết thù oán với Tần Hồng Long của Tần Thị. Ha ha, nghe nói nơi này có náo nhiệt, cho nên tôi đến xem thử. Dù sao ở trong phòng lâu ngày như vậy cũng thật sự rất buồn chán. Tần Hồng Long nhìn về phía Vương Hạn Kiệt, sát ý trong mắt nhất thời biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhàn nhạt. Khi không nổi giận, Tần Hồng Long cũng giống như đa số các cậu chủ khác, phong độ nhẹ nhàng, lễ nghi thích hợp. Cho dù bây giờ, sự khác biệt giữa anh ta và những công tử kia chỉ là một đôi chân mà thôi. Thật sự chỉ đến góp vui thôi sao? Vương Hạn Kiệt không tin, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Hồng Long. Trên trán, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống. So với Tần Hồng Long thì thật ra bản thân anh ta cũng không có ưu thế gì. Mọi người đều là lớp người trẻ nòng cốt của vương tộc, thân phận ngang bằng nhau. Điều mà mọi người thật sự kiêng dè anh ta chính là thân phận thành viên của Thương hội Cửu Vương. Nhưng Tần Hồng Long lại không giống vậy, 5 năm trước anh ta đã từng nhập ngũ, cho dù bây giờ đã xuất ngũ thì thể chế bên trong vẫn hoạt động sôi nổi. Thể chế và giới kinh doanh ai nặng ai nhẹ, chỉ cần liếc nhìn đã có thể thấy rõ. Nếu như Tần Hồng Long đến đây để ngăn cản anh ta thì có lẽ anh ta phải để tâm tới rồi. Đột nhiên, ánh mắt Vương Hạn Kiệt lại rơi trên chân còn lại của Tần Hồng Long, sắc mặt nhất thời thay đổi. Mọi người đều biết chân trái của Tần Hồng Long bị người khác đánh gãy, nhưng chân phải vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bây giờ, hình như chân phải của anh ta cũng đã bị gãy. Là ai đã làm? Không biết tại sao, áp lực trong lòng Vương Hạn Kiệt lại càng thêm mạnh mẽ. Tần Hồng Long cười nhạt. Đương nhiên, anh nói đúng không Vương Nhất? Vừa rút lời, Tần Hồng Long nhìn về phía Vương Nhất. Bùm! Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, một tầng sát khí mãnh liệt bùng phát. Vào giờ khắc này, sát khí tỏa ra từ hai người đủ để đóng băng bầu không khí trong văn phòng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Vương Nhất và Tần Hồng Long. Hai người họ dường như đã biết nhau từ trước. Lúc này, Vương Hạn Kiệt cũng phất tay, ý bảo vệ sĩ dưới trướng ngừng lại. Tần Hồng Long xuất hiện ở đây, anh ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Lúc này, Vương Nhất khẽ cười, Tần Hồng Long, anh không ở trong khách sạn mà còn ra ngoài đi dạo, thật là hiếm thấy đấy. Vương Nhất cũng không ngạc nhiên khi Tần Hồng Long xuất hiện ở nơi này. Người đại diện cho Tần Thị đến Giang Thành ngoài trừ Tần Vũ ra thì còn có cả Tần Hồng Long. Chẳng qua vì đôi chân tàn tật nên anh ta rất ít khi ra ngoài. Tần Hồng Long thu hồi sát ý trong đôi mắt. Chống nặng đi đến trước mặt Vương Nhất và ngồi xuống. Cũng chỉ có anh mới trở thành động lực giúp tôi ra ngoài. Câu này nói cực kỳ mờ ám, đặc biệt là giữa hai người đàn ông với nhau. Nhưng những người có mặt ở đây không ai bật cười, ngược lại bọn họ còn lạnh toát cả người. Bọn họ đều nghe hiểu, Tần Hồng Long hận Vương Nhất đến tận xương tủy cho nên mới ra khỏi cửa. Vương Nhất giả vờ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Hồng Long, mỉm cười rót cho Tần Hồng Long một ly nước. Tôi có nên thụ sủng nhược kinh không nhỉ? Tần Hồng Long nhận lấy, nhấp một ngụm, tôi không biết có nên thụ sủng nhược kinh không, nhưng tôi biết bây giờ anh đang rất cần một người ra mặt thay mình. Những lời này khiến trái tim của Vương Hạn Kiệt trầm xuống, quả nhiên anh ta thật sự đến đây để ra mặt cho Vương Nhất. Nhưng anh ta không nghĩ ra, chẳng phải kẻ thù gặp mặt nhau thì càng nên đỏ mắt hận thù sao? Tần Hồng Long rõ ràng còn hận Vương Nhất hơn cả mình, tại sao phải ra mặt giúp Vương Nhất chứ? Vương Nhất bật cười thành tiếng, anh xem tôi như cây đinh, cái gai đầm vào thịt, liệu anh có tốt bụng ra mặt giúp tôi không? Chẳng lẽ anh đã quên hai chân kia của mình rồi sao? Bùm! Lời này vừa nói ra, sắc mặt của tất cả đều thay đổi rõ rệt. Những người có mặt ở đây đều là người thông minh, có thể suy đoán ra rất nhiều điều chỉ trong một câu nói. Dựa theo cách nói của Vương Nhất thì không khó để đoán ra hai chân của Tần Hồng Long đều do Vương Nhất làm gãy. Thật không thể tưởng tượng nổi. Vương Hạn Kiệt cũng sợ ngây người, trong lúc nhất thời, đầu óc cũng ngừng suy nghĩ. Đương nhiên không quên, làm sao có thể quên được chứ? Cả đời này, tôi cũng sẽ không quên. Tần Hồng Long nhẹ nhàng sờ đôi chân của mình, trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên. Tất cả mọi người nhìn thấy nụ cười này đều cảm thấy không rét mà run. Một người đàn ông có thể mỉm cười với kẻ thù sinh tử của mình không phải là một kẻ điên thì chính là một kẻ ngốc.
nhưng mà, trên thế giới này ngoài trừ báo thù thì còn có rất nhiều chuyện đáng giá để tôi làm. Đây là những gì mà tôi đã lĩnh ngộ được khi anh lái xe cán nát chân còn lại của tôi vào đêm hôm đó. Chỉ khi bản thân trở thành vương giả tuyệt đối thì tôi mới có thể thật sự kê cao gối mà ngủ. Tần Hồng Long sờ chân mình, ngẩng đầu lên, cười ha hả nói với Vương Nhất. Vương Nhất hơi nheo mắt lại, nói như vậy thì chính tôi đã giúp anh lĩnh ngộ sao? Cho nên, tôi sẽ cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những kẻ thù đã làm tổn thương tôi, những người đã giúp tôi trưởng thành. Tần Hồng Long bật cười từ tận đáy lòng, hơn nữa còn đưa tay về phía Vương Nhất. Vương Nhất không nói gì, càng không bắt tay, chỉ nheo mắt đánh giá Tần Hồng Long. Vậy anh muốn cảm ơn tôi như thế nào? Vương Nhất leo lên cột và hỏi. Tần Hồng Long mỉm cười, anh ở bên cạnh Lý Khinh Hồng, nhìn qua thì như thể đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh, nhưng thật ra trong mắt nhiều người thì anh cũng chỉ là một tay gà mờ thôi. Tôi đến giúp anh diệt trừ người của Vương Thị, không phải rất tốt sao? Cuối cùng Tần Hồng Long cũng nói rõ ràng mục đích đến đây của mình. Trong nháy mắt, sắc mặt Vương Hạn Kiệt cực kỳ khó coi. Trên mặt Nhậm Gia Luân và La Chí Viễn cũng đều kinh ngạc, họ nhìn Vương Nhất cùng Tần Hồng Long. Hai người này rõ ràng là kẻ thù, nhưng Tần Hồng Long lại sẵn sàng giải vây giúp Vương Nhất. Trong này nhất định phải có ẩn tình quan trọng gì đó. Tần Hồng Long, tên nhóc này dám vứt huy hiệu thân phận của tôi, còn đánh gãy sống mũi của tôi. Nếu như tôi không làm chút gì thì còn đâu thể diện của bản thân nữa. Trên mặt Vương Hạn Kiệt tràn đầy tức giận, trừng mắt nhìn Tần Hồng Long nói. Tần Hồng Long lộ ra vẻ mặt giễu cợt, huy hiệu thân phận mà cũng có thể để người khác vứt đi thì chỉ chứng minh anh là một phế vật thôi. Anh nói gì? Vương Hạn Kiệt bị những lời này kích động, nổi giận đùng đùng xông về phía Tần Hồng Long. Vệ sĩ của Tần Hồng Long lập tức tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn anh ta. Lực lượng vệ sĩ hai bên nhanh chóng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Không ai ngờ đến Vương Nhất nghiêm nhiên trở thành trung tâm của sự kiện. Nhưng người đầu têu Vương Nhất lại không có ý định dập tắt sự việc, anh vẫn mỉm cười nhìn Tần Hồng Long. 5 năm trước, tôi có thể đánh anh đến răng rơi đầy đất, anh cảm thấy tôi cần anh giúp một tay sao? Vương Nhất cười ha hả nói, căn bản không chừa thể diện cho Tần Hồng Long. Nhưng Tần Hồng Long cũng không tức giận. Ngược lại còn vội vàng cười nói, đương nhiên anh không cần tôi giúp đỡ, chẳng qua có tôi hỗ trợ thì chẳng phải càng thêm nhanh chóng và thuận tiện cho anh sao. Vương Nhất nhìn Tần Hồng Long một lúc lâu, đột nhiên nụ cười càng thêm thâm thúy, đúng vậy. Tần Hồng Long chống nạng, chậm rãi đứng lên và nói với Vương Hạn Kiệt, anh Vương, tôi mới là người cuối cùng lấy mạng của anh không đấu lại tôi đâu. Giọng điệu của Tần Hồng Long bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười thần nhiên. Nhưng sắc mặt Vương Hạn Kiệt lại trở nên âm trầm hơn. Vậy chuyện của tôi thì tính làm sao? Vương Hạn Kiệt không muốn để nó bị lãng quên như vậy. Tần Hồng Long trầm ngâm hồi lâu, sau đó đột nhiên nói, nếu huy hiệu bị Vương Nhất vứt xuống lầu thì anh chỉ cần cẩn thận tìm kiếm một chút là có thể tìm được. Còn về phần sống mũi, nó cũng đâu giống chân của tôi mà không thể nối lại được. Vương Hạn Kiệt cắn chặt răng, mặc dù nói như vậy nhưng anh ta cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Tần Hồng Long dừng một chút, sau đó nói tiếp, hay là anh vẫn nhất định muốn đối đầu với tôi? Sắc mặt của Vương Hạn Kiệt hơi thay đổi, ai lại muốn làm kẻ thù của Tần Hồng Long chứ? Anh ta nghiến răng nghiến lợi, tôi chỉ nghĩ không thông, rõ ràng chân của anh là do Vương Nhất đánh gãy, theo lý mà nói thì kẻ thù không đội trời chung, tại sao anh còn muốn giúp anh ta? Tần Hồng Long cười ha hả đáp, không sai, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện tại đương nhiên không phải lúc. Cho nên chưa đến lúc đó thì tôi nhất định không cho phép bất cứ người nào ra tay với anh ta. Lý do này rất gượng ép, nhưng Vương Hạn Kiệt không còn cách nào khác. Nếu anh ta cứ tiếp tục dây dưa thì nhất định phải đối đầu trực diện với Tần Hồng Long. Hiện tại, Đại hội Bắc Cảnh còn chưa bắt đầu, nếu như những vương tộc khác xảy ra mâu thuẫn thì gia tộc sẽ trách tội anh ta. Tất cả mọi người theo tôi xuống tìm huy hiệu. Cuối cùng Vương Hạn Kiệt cũng đành nhượng bộ, hét lớn một tiếng và dẫn mọi người rời đi. Trước khi rời đi, anh ta lạnh lùng nhìn Vương Nhất. Ân oán của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, Vương Nhất vui vẻ đồng ý. Các người cũng lui ra ngoài đi. Vương Nhất nói với La Chí Viên và Nhậm Gia Luân. Trên mặt Nhậm Gia Luân tràn đầy vẻ không tình nguyện, đây là phòng làm việc của ông ta, tại sao ông ta phải ra ngoài? Nhưng vẫn bị La Chí Viễn mạnh mẽ lôi đi. Trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại hai kẻ thù của nhau là Vương Nhất và Tần Hồng Long. Vương Nhất hơi nheo mắt lại,
nhìn Tần Hồng Long nói, hiện tại không có người, bây giờ anh có thể nói cho tôi biết lý do anh giải vây giúp tôi. Đây là phương thức giao tiếp của những người thông minh. Tần Hồng Long yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói, tôi muốn mời anh giúp đỡ tôi đánh bại anh của tôi, Tần Vũ. Tí tách, trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn lại tiếng động rất nhỏ khi kim dây chuyển động. Ước chừng khoảng một phút kể từ khi Tần Hồng Long nói ra mục đích của mình. Trong một phút này, Vương Nhất không nói câu nào, từ đầu đến cuối, anh chỉ nheo mắt quan sát người nọ. Dưới ánh mắt soi mói của Vương Nhất, trái tim của Tần Hồng Long đột nhiên đập nhanh hơn, tựa như dưới ánh nhìn này, anh ta không thể che giấu bất cứ bí mật nào. Cho nên anh đến tìm tôi không phải để báo thù mà để kết liên minh. Rốt cuộc Vương Nhất cũng mở miệng, nhìn Tần Hồng Long nói. Đúng vậy. Tần Hồng Long thở ra một hơi thật dài, cũng không phủ nhận, cùng nhau kéo Tần Vũ xuống ngựa, đây là mục đích của tôi. Vương Nhất bật cười, giống như nghe được câu chuyện hài hước nào đó và đang mỉm cười châm chọc. Tần Hồng Long, anh không lầm đấy chứ? Tôi với anh là kẻ thù của nhau, thậm chí hai chân của anh còn do tôi đánh gãy, vậy mà anh còn muốn kết đồng minh với tôi. Đúng vậy. Hai tay của Tần Hồng Long siết chặt trên hai chân đã gãy của mình, vẻ mặt vặn vẹo. Cho tôi một lý do. Vương Nhất không tiếp tục giễu cợt nữa mà nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén. Tần Hồng Long không phải là một kẻ ngốc, anh ta làm như vậy nhất định là có lý do của anh ta. Vì một bước lên mây, cũng vì tương lai hạnh phúc của anh, chúng ta có cùng một kẻ thù. Tần Hồng Long thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc bén của Vương Nhất, từ trong ánh mắt của anh ta, Vương Nhất nhìn thấy rõ được sự quyết tâm. Kẻ thù chung. Vương Nhất lắc đầu cười nói. Anh tự bảo vệ mình cũng hợp lý thôi, sau này nếu như Tần Vũ muốn trở thành gia chủ thì anh ta nhất định sẽ diệt trừ anh trước, cho dù anh đã gãy cả hai chân thì cũng là một con hổ hung dữ. Nhưng nó có liên quan gì đến tôi thậm chí còn chưa từng thấy mặt của Tần Vũ. Nghe vậy, Tần Hồng Long cũng không tức giận, ngược lại trên mặt vẫn treo nụ cười thản nhiên như cũ. Anh sai rồi, trên đời này có nhiều thù hận như vậy, không phải anh không khơi mào thì nó sẽ không xảy ra đâu. Có đôi khi sự tồn tại của anh cũng chính là một tội lỗi. Ánh mắt của Vương Nhất nhất thời trở nên sắc bén. Làm sao anh lại không biết rõ đạo lý này? Tần Hồng Long nói, cho dù anh chưa từng gặp mặt Tần Vũ, nhưng giữa hai người vẫn có thù hận. Gần đây nhất chính là 5 năm trước anh đã đánh gãy chân tôi. Chuyện đó xem như tát một cú vào mặt của Tần Thị. Nếu Tần Vũ trở thành gia chủ của nhà họ Tần thì e rằng chuyện thứ nhất mà anh ta sẽ làm chính là báo thù anh và người nhà của anh. Đôi mắt Vương Nhất hơi nheo lại, một tia sáng thoáng lóe lên, nói tiếp đi. Tần Hồng Long mỉm cười, tiếp tục nói, thứ hai là quan hệ của Tần Vũ và Lý Khinh Hồng. Ở Yên Kinh, vợ của anh chính là đệ nhất mỹ nữ của thế hệ này, những người trong 9 vương tộc lớn có ý với vợ anh không ít, anh họ của tôi là một trong số đó. Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với anh, nếu đã như vậy thì sao lại không chủ động tấn công, giúp tôi kéo Tần Vũ xuống ngựa chứ? Nói đến đây, Tần Hồng Long mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất. Vương Nhất nghe xong cũng bật cười. Đây chẳng qua chỉ là suy đoán phiến diện của anh, Tần Vũ là người như thế nào, tôi sẽ tự mình phán đoán. Còn có, anh không cảm thấy hai kẻ thù như chúng ta kết liên minh sẽ rất kỳ quái sao? Đúng là quái dị thật. Tần Hồng Long mỉm cười gật đầu, nhưng mà chúng ta quen biết đã lâu, so với Tần Vũ thì có lẽ anh sẽ đồng ý giao tiếp với tôi hơn, đúng không? Vương Nhất trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên nói, muốn tôi giúp anh cũng được, nói cho tôi biết một chuyện. Dừng một chút, Vương Nhất tiếp tục nói, nhạc sĩ Thái Kim Phụng có mâu thuẫn gì với Tần Vũ? Bùm! Lúc Vương Nhất nói ra cụm từ nhạc sĩ Thái Kim Phụng, trong mắt Tần Hồng Long thoáng hiện lên một tia nguy hiểm, hơn nữa anh ta còn nheo mắt đánh giá Vương Nhất. Sao anh lại biết tên này của nhạc sĩ? Tần Hồng Long cảnh giác hỏi. Anh ta cũng không biết quan hệ giữa Vương Nhất và nhạc sĩ là gì. Có rất ít người biết tên thật của thất si nước hát. Người duy nhất được công chúng biết đến là võ si Võ Sơn Hà. Có rất ít người biết nhạc sĩ tên thật là Thái Kim Phụng. Càng không ai biết nhạc sĩ xuất thân từ vương tộc Tần Thị. Phản ứng của Tần Hồng Long khiến cho Vương Nhất rất hài lòng, anh bật cười thành tiếng, anh cũng không cần quan tâm chuyện này, chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Vương Nhất chậm rãi đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống Tần Hồng Long. Ánh mắt anh cũng trở nên lạnh lùng hơn. Nhạc sĩ Thái Kim Phụng có quan hệ thế nào với Tần Vũ? Đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến Vương Nhất đồng ý với Tần Hồng Long.
Nói thật, anh vốn dĩ không sợ Tần Vũ sẽ ra tay với mình, cho dù Tần Vũ trở thành gia chủ của Tần Thị thì thế nào, ở trong mắt Vương Nhất, anh vẫn có khả năng hủy diệt sự tồn tại của người này. Lúc ấy, có một tiểu bối tên là Tân Nam muốn nhạc sĩ đi uống rượu với anh ta, cái cớ mà anh ta đưa ra chính là Tần Vũ. Vì vậy, Vương Nhất suy đoán liệu giữa nhạc sĩ và Tần Vũ có quan hệ nào không, bản thân nhạc sĩ cũng rất để ý, cho nên cũng không nói gì. Nếu nhạc sĩ không muốn mở miệng thì Vương Nhất tự nhiên sẽ không ép cô ta nói, cho nên anh đành phải hỏi chuyện Tần Hồng Long. Cái tên Thái Kim Phụng này dường như là một điều cấm kỵ, Tần Hồng Long cũng rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, anh ta ngẩng đầu nhìn Vương Nhất, anh phải đồng ý với tôi, không được nói cho người thứ ba biết. Vương Nhất gật đầu, tôi đồng ý. Lúc này, Tần Hồng Long mới nói, nhạc sĩ Thái Kim Phụng thật ra là thiên nữ của nhất tộc Tân Thị. Thiên nữ? Nghe vậy, Vương Nhất hơi cau mày. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy từ này. Không sai, chính là thiên nữ. Sắc mặt Tần Hồng Long rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút mờ mịt. Tôi không biết chức vị thiên nữ là gì, cũng không biết phụ trách chuyện gì, tôi chỉ biết ông nội rất xem trọng Thái Kim Phụng. Vương Nhất không nói gì, chỉ gõ nhẹ ngón tay trên bàn phát ra âm thanh cộc cộc. Vương Nhất, tôi hỏi anh, rốt cuộc anh hiểu biết bao nhiêu về vương tộc Yên Đô của chúng tôi? Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của Tần Hồng Long lập tức trở nên nghiêm túc, anh ta nhìn chằm chằm Vương Nhất và hỏi. Vương Nhất do dự một lúc, nhưng vẫn nói ra những gì mình đã biết. 9 vương tộc lớn ở Yên Kinh kiểm soát phần lớn quyền lực tài chính của Yên Kinh. Chỉ như vậy thôi sao? Ánh mắt của Tần Hồng Long đột nhiên trở nên sắc bén, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười chế giễu. Vương Nhất không lên tiếng, chỉ tiếp tục cau mày, chờ Tần Hồng Long nói tiếp. Vậy anh có từng nghĩ qua 9 vương tộc lớn, ngoại trừ Lý Thị do Lý Thế Nhân sáng lập ra thì 8 vương tộc lớn kia được thành lập thế nào không? Ánh mắt của Tần Hồng Long trở nên thâm thúy, ngữ khí trầm thấp. Do người trong tộc lập nên, quả thực như vậy, nhưng chắc hẳn anh cũng biết câu không ai giàu ba hợ có nghĩa là gì. Ánh mắt của Vương Nhất lập tức khẽ thay đổi. Đúng vậy, đến tận bây giờ còn chưa đến 100 năm, vương tộc Yên Đô làm sao có thể áp đảo được hào môn phía trên chứ? Một số sách lịch sử cũng không có ghi chép về 8 vương tộc lớn. Ngoài trừ Lý Thị thì 8 vương tộc lớn kia dường như cứ vô cớ mà xuất hiện ở Yên Kinh. Giọng nói của Tần Hồng Long trở nên nặng nề. Ở trong mắt của người bình thường, vương tộc Yên Đô có lẽ đang nắm giữ quyền lực đỉnh cao, nhưng trên thực tế thì vương tộc cũng không phải là cao nhất. Phía trên vương tộc vẫn còn gia tộc. Bùm! Sau khi Tần Hồng Long nói xong những lời này, sắc mặt của Vương Nhất cũng thay đổi rõ rệt, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh ta. Phía trên vương tộc còn có gia tộc sao? Vương Nhất hít một hơi thật sâu, trái tim run rẩy dữ dội. Ngay cả anh cũng không nhận được tin tức này. Sắc mặt Tần Hồng Long bình tĩnh, không cần kinh ngạc, thế lực phía trên vương tộc đã áp đảo tất cả các cơ quan, ngoài trừ những tin tức đệ trình nhất quán thì căn bản không thể tra ra được bất cứ thông tin nào. Sắc mặt của Vương Nhất cực kỳ âm trầm. Anh vẫn luôn cảm thấy thân phận chiến thần đã có thể áp đảo mọi thứ. Nhưng bất thình lình lại xuất hiện tin tức phía trên vương tộc còn có gia tộc, chuyện này khiến Vương Nhất trở tay không kịp. Anh cảm thấy có một áp lực rất lớn trong lòng. Phía trên vương tộc còn có gì? Vương Nhất trầm giọng hỏi. Tần Hồng Long trầm mặc rất lâu mới chậm rãi nói ra một câu. Tôi cũng chỉ nghe ông nội nhắc qua một lần, gọi là Hoàng tộc. Hoàng tộc nước hát. Hoàng tộc. Vương Nhất nhíu mày, Hoàng tộc là gì? Tần Hồng Long tự giễu cười nói, tôi cũng từng hỏi ông nội về vấn đề này, ông nội nói cũng từng hỏi ông cố của tôi. Không biết ông cố có hỏi ông nội của ông ấy về vấn đề này không? Nghe vậy, Vương Nhất cảm thấy cực kỳ áp lực. Trừ Lý Thị thì tổ tiên của 8 vương tộc lớn đều có mối quan hệ với hoàng tộc, vương tộc chẳng qua chỉ là một nhánh cực kỳ nhỏ của hoàng tộc mà thôi, tôi gọi là Thủ Sơn Nhân. Tần Hồng Long trầm giọng nói, thay thế hoàng tộc đến quản lý mọi chuyện của thế tục, hàng năm cần giao nộp một số tiền nhất định để được hoàng tộc che chở. Vương Nhất trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên hỏi, vậy anh nói thiên nữ chính là người trong hoàng tộc sao? Tần Hồng Long gật đầu, không sai. Nhạc sĩ Thái Kim Phụng chính là thiên nữ của hoàng tộc nước Hát. Cô ấy xuất thân từ hoàng tộc nước Hát và đến Tần Thị của chúng tôi đóng vai trò giám sát. Tất cả mọi người trong Tần Thị đều không có tư cách trực tiếp đối mặt nói chuyện với hoàng tộc, chỉ có thể thông qua thiên nữ. Có thể nói, Thái Kim Phụng chính là cầu nối duy nhất của vương tộc Tần Thị với hoàng tộc. Tần Hồng Long vừa nói như vậy, Vương Nhất lập tức đã hiểu. Nhưng sau đó,
tại sao Thái Kim Phụng lại rời khỏi Tần Thị, tự mình lấy thân phận nhạc sĩ? Vương Nhất hỏi. Tần Hồng Long bật cười, vậy phải hỏi Tần Vũ làm sao có thể cướp được trái tim của nhạc sĩ? Trong mắt của Vương Nhất chợt lóe một tia sáng, nhạc sĩ và Tần Vũ từng có một đoạn tình cảm. Tần Hồng Long cười lắc đầu, cũng chưa đến mức yêu đương, cùng lắm chỉ là ngưỡng mộ lẫn nhau mà thôi. Khi nhạc sĩ vừa mới đến Tần Thị, tôi vẫn còn nhỏ, cô ấy mang lại cho nhiều người trong tộc cảm giác an tĩnh và trầm mặc, giống như một đóa hoa mai, cô Phương tự thưởng. Lúc rảnh rồi, cô ấy thích nhất tấu nhạc, âm nhạc do cô ấy chơi là tuyệt thế vô song, dư âm còn vang vắng bên tai ba ngày chưa tan. Ngay cả ông nội của tôi cũng hết lời khen ngợi âm nhạc của Thái Kim Phụng. Nhìn chung, tất cả đám người trẻ tuổi trong Tần Thị không ai không thích nhạc sĩ, tôi cũng không ngoại lệ. Tần Hồng Long nhớ lại nói, nhưng không người nào có thể thu hút được sự chú ý của nhạc sĩ, ngoài trừ một người. Tần Vũ. Vương Nhất hỏi. Đúng, chính là Tần Vũ. Tần Hồng Long nói, anh ta độc lai độc vãng, chưa bao giờ trò chuyện cùng người khác, mọi người cũng không muốn chơi với anh ta. Nhưng ở một phương diện nào đó, Tần Vũ và nhạc sĩ là cùng loại người. Trình độ chơi cờ của Tần Vũ vô song, Thái Kim Phụng say sưa trò chuyện, hai người là trời xanh một đôi. Vương Nhất trầm mặc một lúc rồi lên tiếng hỏi, sau đó thì sao? Kiến vi chi chứ sao, sao, nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện có thể đoán được tương lai của nó. Thật vậy, Tần Vũ này, nghe tên là có thể nhận ra trình độ chơi cờ của anh ta rất thâm hậu. Cổ xưa có Du Bá Nha và Trung Tử Kỳ, tri âm tri kỷ lưu truyền mãi mãi. Ngày nay có Thái Kim Phụng và Tần Vũ, cờ nhạc hài hòa. Bọn họ quả thực đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Tần Vũ và nhạc sĩ đi cùng nhau, mỗi khi rảnh rỗi, bọn họ sẽ cùng nhau chơi cờ và đánh đàn, không phải nhạc sĩ ngồi chơi cờ với Tần Vũ thì chính là Tần Vũ lắng nghe nhạc sĩ tấu nhạc. Hầu hết mọi người đều cảm thấy bọn họ sẽ kết hôn với nhau, nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện. Tần Hồng Long nói. Chuyện gì vậy? Vương Nhất hỏi. Ánh mắt của Tần Hồng Long dừng trên người Vương Nhất, bật cười cổ quái, khi đó Tần Thị và Lý Thị có ý qua lại. Tần Vũ rất có hứng thú đối với trưởng công chúa của Lý Thị. Vương Nhất khẽ nhíu mày nhưng không ngắt lời người kia. Anh hiểu nhạc sĩ không phải một người suy nghĩ nông cạn, tình yêu của thế tục không thể trói buộc được cô ta. Đương nhiên, bọn họ sẽ không ở bên nhau, chẳng qua chỉ là chung sở thích mà thôi. Mục đích của Tần Vũ mới là điều khiến nhạc sĩ thật sự đau lòng. Tần Hồng Long nói, anh ta tiếp cận nhạc sĩ là có mục đích rõ ràng, từ lúc vừa mới bắt đầu đã lợi dụng nhạc sĩ. Anh ta lợi dụng nhạc sĩ để gặp một thành viên trong hoàng tộc nước Hát, cũng nhận được sự chấp thuận của người kia. Sau đó, Tần Vũ lại vu oan cho nhạc sĩ động lòng với anh ta. Thân là thiên nữ không thể động tâm, cứ như vậy, Thái Kim Phụng bị tước đi thân phận thiên nữ, cô ấy tuyệt vọng rời khỏi Tần Thị, mà Tần Vũ lại thuận lý thành chương trở thành cầu nối giữa Tần Thị và hoàng tộc. Sau khi nghe Tần Hồng Long nói về thân thế của nhạc sĩ, Vương Nhất cũng phải thở dài một hơi. Giống như khi Tần Vũ phản bội nhạc sĩ, sau đó kế thừa thân phận của nhạc sĩ. Bây giờ, Tần Vũ chính là người phát ngôn của hoàng tộc nước Hát. Chuyện xảy ra sau đó chính là Thái Kim Phụng lưu lạc khắp nơi và gặp được Vương Nhất. Kể từ đó, Thái Kim Phụng đều mang khăn che mặt. Thiên hạ đã mất đi một thiên nữ tên gọi Thái Kim Phụng, lại có thêm một tên ngốc gọi là nhạc sĩ. Cùng lúc đó, Vương Nhất lại rơi vào trầm mặc. Ngoài trừ Lý Thị thì tổ tiên của 8 vương tộc lớn đều có liên quan đến hoàng tộc nước Hát, liệu trong Diệp Thị, Vương Thị có thiên nữ hay không? Tần Hồng Long nghiêm mặt nói, bí mật của nhạc sĩ cũng chính là cấm kỵ của Tần Thị, tôi cũng đã nói hết những chuyện này cho anh biết, điều này đủ để biểu thị thành ý của tôi rồi. Vương Nhất thản nhiên liếc nhìn Tần Hồng Long, không nói gì. Quả thực những gì mà Tần Hồng Long nói cho Vương Nhất biết đã đủ thành ý. Hiện tại Tần Vũ đã là người phát ngôn của hoàng tộc nước Hát, đồng thời cũng là người dẫn dắt đại hội Bắc Cảnh lần này. Nếu như Tần Thị thật sự lấy được hạng nhất, vậy thì vị trí gia chủ tiếp theo nhất định sẽ do Tần Vũ định đoạt nội bộ. Cho dù đứng ở lập trường của tôi hay vì lợi ích của anh thì chúng ta cũng nên buông bỏ thù hận, hợp lực cùng nhau đối phó Tần Vũ. Tần Hồng Long nhìn Vương Nhất, trầm giọng nói. Màn đêm buông xuống, Vương Nhất và Tần Hồng Long cùng nhau rời khỏi thế giới chi nhấn. Tiên Tần Hồng Long đi, Vương Nhất cũng bảo La Chí Viễn có thể rời khỏi, một mình anh đi về phía khách sạn. Két! Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ chậm rãi dừng lại trước mặt anh. Vương Nhất dừng bước, cau mày nhìn chiếc xe. Chỉ thấy cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú,
Anh là ai? Vương Nhất nghi ngờ hỏi. Người đàn ông cười nói, nghe nói anh chính là người mà đứa em họ Vô dụng của tôi đang tìm. Ánh mắt của Vương Nhất nhất thời trở nên sắc bén, anh nheo mắt nhìn chàng trai giống như viên ngọc thô chưa được mài giũa. Tân Hồng Long vừa rời đi, người thanh niên này đã tìm tới tận cửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng trai trẻ này chính là con trai trưởng của Tần Thị, Tần Vũ. Bùm! Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn cường tráng không chút biểu cảm từ trong xe bước xuống, đi đến trước mặt Vương Nhất, cậu chủ của chúng tôi có lời mời, xin mời lên xe nói chuyện. Từ trên người đàn ông cao lớn này, Vương Nhất cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ. Trong lòng chắc chắn người này đã xuất ra nội lực của mình. Anh lập tức nheo mắt lại, nếu như tôi từ chối thì sao? Vậy thì tôi chỉ đành phải cưỡng ép mời anh lên. Người đàn ông đanh thép lạnh lùng nói. Răng rắc. Người đàn ông cường tráng lắc lắc tay, bộ xương lập tức phát ra âm thanh trầm thấp. Bạo cốt. Tất cả người trong nghề đều biết chỉ có những người đã tu luyện nội lực mới có thể bạo cốt. Vương Nhất mỉm cười, xem ra anh không muốn bàn tay của mình nữa. Muốn ra tay với một người đã luyện ra được nội lực quả thực là nói chuyện viển vông. Ánh mắt của người kia trở nên lạnh lùng. Vừa định ra tay thì sau lưng truyền đến một tiếng quát trầm thấp. Dừng tay. Tia lạnh lùng trong mắt người đàn ông thu lại, anh ta lập tức dừng tay, vâng, cậu chủ. Tân Vũ cười nói, tôi đã nói bao nhiêu lần, đừng bạo lực như vậy, tôi nói là mời, không phải dùng vũ lực. Cậu chủ, thuộc hạ đã biết lỗi. Người đàn ông cường tráng ồm ồm xin lỗi. Tân Vũ mỉm cười vừa nhìn về phía Vương Nhất, nơi này cách khách sạn của anh vài cây em, lên xe đi, tôi tiên anh về. Nói xong, anh ta mở cửa xe. Vương Nhất thản nhiên nhìn anh ta, cuối cùng vân bước lên xe. Không phải vì sự cưỡng ép của Tần Vũ, mà vì có một số chuyện, anh cũng muốn trực tiếp hỏi Tần Vũ. Không gian trong xe rộng rãi, thậm chí còn có phòng trà, hai người ngồi đối diện nhau. Trà hay cà phê? Tần Vũ cười hỏi. Vương Nhất nheo mắt quan sát anh ta. Dung mạo sáng rực như sao, thành thục và trầm ổn. So sánh với Tân Hồng Long, Tần Vũ càng giống một quân tử hơn, cho dù là tính cách hay tu dưỡng thì anh ta cũng là một lựa chọn tốt nhất. Trà đi. Vương Nhất thuận miệng đáp. Tần Vũ lập tức rót cho Vương Nhất một tách trà nóng. Vương Nhất nhấp một ngụm, bật cười nói, đây chắc là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau. Hy vọng đó không phải là lần cuối cùng. Tần Vũ chọn cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm. Vương Nhất bật cười lớn tiếng, tương lai còn dài, sau này giao tiếp của chúng ta cũng còn rất dài. Tần Vũ khẽ mỉm cười, vậy thì tôi đã yên tâm rồi, không biết đứa em họ bất tài của tôi tìm ngài Vương vì chuyện gì. Nếu như nó gây phiền phức cho anh thì tôi xin thay mặt nó xin lỗi anh. Vương Nhất xua tay, rộng lượng nói, không có việc gì, Tân Hồng Long hai chân đều do tôi đánh gãy, tôi vẫn còn cảm thấy áy náy. Tân Hồng Long đã làm một tấm gương tốt rồi, hy vọng không có người nào lại dám lên vết xe đổ của anh ta. Tần Vũ tinh tế mỉm cười, người thắng làm vua. Người thua làm giặc chính là đạo lý này. Dừng một chút, Tần Vũ tiếp tục nói, đứa em họ này của tôi bình thường rất tự ti, cũng không giỏi nói chuyện với người khác, có thể nói cho tôi biết em họ của tôi đã nói gì với anh không? Đôi mắt Vương Nhất càng nheo lại sâu hơn, 5 năm trước, tôi quen biết Tần Hồng Long, anh ta chỉ đến tìm tôi ôn lại chuyện cũ, nói vài chuyện nhảm nhí thôi. Tần Vũ mỉm cười, ngài Vương cứ nói đừng ngại, con người của tôi thích nhất là nghe những chuyện nhảm nhí. Được rồi. Vương Nhất chỉ đành thỏa hiệp, cười nói, vậy anh ghé sát lỗ tai lại đây, tôi nói cho anh biết. Lần này, Tần Vũ lại hơi do dự. Anh ta đã sớm biết Vương Nhất là cao thủ, đến gần như vậy, anh ta sợ mình không kịp phản ứng. Nhưng lòng hiếu kỳ lại rất mãnh liệt, anh ta vẫn tiến đến gần Vương Nhất hơn một chút. Vương Nhất híp mắt cười nói, anh ta nói cho tôi biết anh là một tên ngu ngốc. Ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt Tần Vũ liền cứng đờ. Ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất đột nhiên trở nên sắc bén. Nghe hiểu chưa hả? Nói xong, trên mặt Vương Nhất đầy vẻ dễ ễu cợt, nhìn về phía Tần Vũ nói. Đây thực sự là những gì em họ tôi đã nói. Tần Vũ híp mắt nói, hay là anh lấy danh nghĩa em họ tôi để nói với tôi vậy? Mặc dù giọng điệu của Tần Vũ vẫn rất bình tĩnh, nhưng người có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra anh ta đã không còn duy trì được hình tượng của công tử trí thức phong độ nhanh nhẹn trước đó. Thậm chí trong đôi mắt hẹp dài của Tần Vũ cũng xẹt qua một tia sát ý không rõ ràng. Vương Nhất cười cười, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, anh nghĩ là kiểu nào thì chính là kiểu đó,
dù sao đối với tôi mà nói, kết quả đều giống nhau. Nghe thấy vậy, trên mặt Tần Vũ lại nở nụ cười, khen ngợi, không hổ danh là con rể của vương tộc Lý Thị, nếu không có chút bản lĩnh thì cũng không làm nổi. Vương Nhất gật đầu, điểm này tôi đồng ý, con rể của Lý Thị quả thực không phải dễ làm như vậy, có một số người muốn mà cũng không làm được. Thế là, Tần Vũ lại không tiếp lời được. Nếu như chỉ là sự sỉ nhục đơn thuần, với tâm tính của Tần Vũ, anh ta có thể không quan tâm hơn thua. Nhưng liên quan tới thứ mà Tần Vũ để tâm thì lại có thể thành công khiến anh ta tức giận. Chẳng hạn như quyền vị, một ví dụ khác là phụ nữ. Lý Khinh Hồng, chính là người phụ nữ đó. Tuy nhiên, Tần Vũ không thực sự tức giận. Anh ta hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn Vương Nhất rồi nói, anh Vương, sắp đến khách sạn nơi anh ở rồi, thời gian gấp rút, Vân là nên nói cho tôi biết em họ tôi đã nói gì với anh đi. Tôi thích tính cách bất kham của anh Vương, tôi cảm thấy chúng ta rất dễ có thể trở thành bạn bè. Trên khuôn mặt Tần Vũ mang theo nụ cười ấm áp, anh ta mỉm cười và đưa một tay về phía Vương Nhất. Vương Nhất khẽ thở dài trong lòng. Chẳng trách Tần Vũ lại có thể áp đảo Tần Hồng Long, trở thành người thừa kế vị trí gia chủ Tần Thị đời kế tiếp. Bất kể là tâm tính hay là trí tuệ, mọi mặt đều hơn hẳn Tần Hồng Long. Tần Hồng Long còn nguyên vẹn hai chân cũng chưa chắc có thể địch lại Tần Vũ, huống hồ là Tần Hồng Long bị gãy mất hai chân như hiện tại. Nhìn bóng cây hai bên không ngừng đổ ra phía sau, Vương Nhất cười cười, anh nói đúng, thời gian gấp rút, nhưng tôi cũng có chút chuyện muốn tìm anh hỏi cho rõ. Hay là anh trả lời câu hỏi của tôi trước? Tần Vũ nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Những lời vớ vẩn vô nghĩa thì đừng hỏi. Anh ta nói. Cũng rất muốn biết Tần Hồng Long đã nói gì với Vương Nhất, vậy mà Tần Vũ lại chọn nhường nhịn. Ngay cả người đàn ông vạm vỡ đang lái xe phía trước cũng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Tần Vũ một cái. Im hơi lặng tiếng, người đàn ông vạm vỡ giảm tốc độ xe, kéo dài thời gian. Vương Nhất cười sảng khoái. Bảo đảm không phải lời vớ vẩn, hơn nữa nếu thực sự là lời vớ vẩn thì làm sao? Cậu Tần không phải là thích nghe lời vớ vẩn sao? Tần Vũ không nói gì, rõ ràng không muốn lãng phí thời gian vào loại đối thoại vô nghĩa này. Nụ cười trên mặt Vương Nhất được thu lại từng chút một, nhìn Tần Vũ và hỏi, không biết cậu Tần đã nghe qua cái tên Thái Kim Phụng chưa? Sau khi Vương Nhất nói ra cái tên Thái Kim Phụng này, trong mắt Tần Vũ chợt lóe lên một tia sáng lạnh. Sao anh lại biết cái tên này? Tần Vũ không trả lời Vương Nhất mà là lạnh giọng chất vấn. Vương Nhất cười không mang theo chút ấm áp, anh đừng quan tâm đến việc làm sao tôi biết được, anh chỉ cần biết một chuyện, tôi và nhạc S rất quen thuộc, vô cùng quen. Những chuyện mà anh làm với nhạc S kia, tôi đều biết. Vương Nhất vừa dứt lời, nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống đến điểm đóng băng một cách kỳ lạ. Lúc này, nụ cười trên mặt Vương Nhất đã biến mất. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng băng giá. Tần Vũ cũng nhìn chằm chằm vào Vương Nhất. Lượng thông tin trong câu này quả thực quá lớn rồi. Vậy mà Vương Nhất lại quen biết nhạc sĩ. Thế nhưng, Tần Vũ vẫn không thừa nhận mà nhìn Vương Nhất và hỏi, là Tần Hồng Long nói cho anh biết về cái tên Thái Kim Phụng này. Vương Nhất cười nhạt một tiếng, 5 năm trước, tôi đã quen biết Thái Kim Phụng rồi, mối quan hệ giữa tôi với cô ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Nghe vậy, ánh mắt của Tần Vũ u ám đi rất nhiều. Vương Nhất nhìn Tần Vũ, tiếp tục nói, tôi có thể nhìn ra sự thù hận trong ánh mắt cô ấy rất hận anh. Sắc mặt Tần Vũ hơi thay đổi, không còn duy trì được vẻ ung dung tao nhã trước đó. Tháo chuông phải tìm người buộc chuông, nhạc sĩ là người rất quan trọng với tôi, vì vậy, anh nợ cô ấy một lời giải thích. Choang! Lời nói vừa dứt, chén trà trong tay Vương Nhất bị anh dùng lực làm vỡ. Chiếc chén thủy tinh lập tức vỡ tan, biến thành vô số mảnh thủy tinh óng ánh. Vương Nhất nhặt một mảnh thủy tinh dài nhất cũng là mảnh sắc bén nhất, kề nó vào cổ họng của Tần Vũ. Câu hỏi mà tôi muốn hỏi chính là câu này, nếu anh không nói, tôi sẽ cắt cổ họng của anh. Vương Nhất nở nụ cười không chút ấm áp và nói, giọng điệu bình tĩnh như thể đang nói một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Anh dám! Người đàn ông vạm vỡ đang lái xe lập tức tức giận và gầm lên một tiếng. Giây tiếp theo, anh ta đập mạnh vào vô lăng. Két két. Đột nhiên, thân xe rung lắc dữ dội, chạy theo hình chữ S, anh ta là người lái xe, không thể rời khỏi ghế lái, vì vậy anh ta chỉ có thể dùng cách này để khiến Vương Nhất mất thăng bằng, từ đó đạt được mục đích giải cứu Tần Vũ. Tuy nhiên, cho dù thân xe có rung lắc thế nào, Vương Nhất đều có thể duy trì sự cân bằng ngay lập tức.
mảnh thủy tinh vỡ trong tay kê chặt vào cổ họng Tần Vũ, chỉ cần tiến lên một chút liền có thể cắt đứt cổ họng của Tần Vũ. Người đàn ông vạm vỡ giống to, dừng tay lại cho tôi, nếu anh dám làm thiếu gia bị thương lấy một cọng lông, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vương Nhất căn bản không quan tâm đến anh ta, thậm chí còn không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Sắp tới khách sạn rồi, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên nói mau một chút. Vương Nhất cười ha ha và nói, Tần Hồng Long đã hai lần liên tiếp làm gương cho anh rồi, đừng chọc tức người bên cạnh tôi, thế nhưng, tại sao anh lại không nghe chứ? Đối mặt với sự uy hiếp như vậy, Tần Vũ lại mỉm cười. Quả thực, người em họ không ra hồn kia của tôi quả thực đã làm gương cho tôi rồi, nhưng, tấm gương mà cậu ta làm, không thể gọi là tấm gương. Tần Vũ cười nói, thiên tài ở bên trái, kẻ điên ở bên phải, cậu ta chính là một kẻ điên từ đầu đến đuôi. Vậy anh có muốn làm một, người chết, ở giữa thiên tài và kẻ điên không? Vương Nhất cười nhạt. Mảnh thủy tinh trong tay đã di chuyển về phía trước. Thế là, trên cổ của Tần Vũ xuất hiện một vết máu nhỏ. Máu tươi từ từ chảy xuống. Thiếu gia, người đàn ông vạm vỡ hét lên, sắc mặt kinh hãi. Tuy nhiên, sắc mặt của Tần Vũ lại vẫn bình tĩnh, thậm chí còn cười nhạt. Anh ta dùng ta chạm vào một giọt máu tươi, cho vào miệng của mình và nếm thử. Đây chính là mùi vị của máu. Tần Vũ tựa hồ như đang cảm khái, tự lẩm bẩm nói. Vương Nhất đang định hành động, đột nhiên, giống như cảm nhận được điều gì đó, vẻ mặt thay đổi. Anh vô thức rút tay về. Bù! Tần Vũ xuất thủ nhanh như chớp, đánh ra một quyền về phía Vương Nhất. Âm! Một luồng khí tức cường đại phun ra, vậy mà lại là nội kình. Một quyền này vô cùng bá đạo. Cho dù là trong số các cao thủ mà Vương Nhất gặp phải sau khi từ Bắc Cảnh trở về thành phố Ẩn Thiên, cũng đủ để xếp vào top 5. Không gian trong xe chật hẹp, cộng thêm Vương Nhất và Tần Vũ ngồi đối mặt nhau nên khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đến vài mét. Tần Vũ đột nhiên đánh ra một quyền, đấm vào vùng mặt của Vương Nhất, người bình thường căn bản không thể tránh được. Thậm chí Tần Vũ cũng cảm thấy Vương Nhất không thể tránh được quyền này, vì vậy vào lúc anh ta ra đòn, trên khóe miệng còn nở một nụ cười. Như thể anh ta đã nhìn thấy hình ảnh Vương Nhất bị một quyền đánh trúng vùng mặt và ngất đi. Tuy nhiên, Vương Nhất phản ứng vô cùng nhanh chóng, trước khi Tần Vũ đánh ra một quyền, anh đã di chuyển rồi. Đầu tiên anh ngả người ra sau, kê sát vào chiếc gối dựa tơ tằm ở ghế ngồi phía sau. Cú đấm kia đánh theo sau đó, nhanh chóng được phóng đại trong con ngươi của Vương Nhất. Ngay khi sắp chạm phải, Vương Nhất hơi nghiêng đầu. Thế là, Tần Vũ đấm vào không trung. Quán tính mạnh khiến cú đấm này đánh về phía sau. Phù! Không có âm thanh khó chịu của cú đánh, càng không có kình khí khiến người khác ngứa rát ra đầu. Bởi vì một quyền kia của Tần Vũ đánh thẳng vào giữa ghế sau. Cả cổ tay đều lún vào trong chiếc ghế dựa tơ lụa, đợi đến khi rút ra, những mảng bông lớn trào ra, rơi lả tả trong xe. Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt, chỉ trong phút chốc đã bao hàm cuộc đối quyết chi tiết của hai cường giả trẻ tuổi. Bất kể là Vương Nhất hay là Tần Vũ, sơ ý một chút thôi sẽ bị đối phương đả thương. Két két. Sự yên tĩnh trong xe bị phá vỡ bởi tiếng phanh khẩn cấp. Hóa ra là người đàn ông vạm vỡ đóng vai tài xế kia đã đạp phanh và tấp vào lề đường. Anh ta nhìn Vương Nhất và Tần Vũ với vẻ kinh hãi. Thủ đoạn mà hai người thể hiện ra, khiến trái tim anh ta chấn động mạnh. Anh ta tự xưng là cao thủ luyện ra nội kình, nhưng Vương Nhất lại mạnh hơn anh ta. Khoảng cách giữa hai người có thể so sánh với con sông lớn. Tuy nhiên, Tần Vũ thậm chí còn khiến người đàn ông vạm vỡ này ngạc nhiên hơn. Chẳng trách, bị người khác cầm mảnh thủy tinh chĩa vào cổ họng mà vẫn bình tĩnh như vậy, bởi vì bản thân anh ta chính là một vị cường giả. Cao thủ cần gì vệ sĩ bảo vệ? Nếu thật sự muốn nói đến bảo vệ thì chính là Tần Vũ bảo vệ anh ta. Anh ta mới là người yếu nhất trong ba người. Vù vù. Gió đêm nổi lên khắp nơi. Thổi loạn mái tóc của mọi người. Vương Nhất ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tần Vũ ban đầu là kinh ngạc, dần dần trong mắt hiện lên một chút vui mừng. Nội kình, anh biết nội kình. Vương Nhất nhìn chăm chăm Tần Vũ, nói với vẻ vui mừng ngạc nhiên. Tần Vũ cười nhạt, không chút dao động. Thắt lưng của anh ta thẳng như một cây lao, không bao giờ uốn cong. Rất bình thường. Anh ta cười ha ha và nói, Tây Cảnh thủ hộ. Mục Lang tiền bối có tình bạn cố chi với ông lão Tần thị chúng tôi, ông ta đã mang đến một làn gió thượng võ cho Tần thị chúng tôi. Tần thị tôi toàn dân thượng võ, cá chép vượt long môn, tôi chẳng qua là một trong số đó, vận khí khá tốt nên vượt qua được mà thôi.
Vương Nhất biết rất rõ sự ẩn dụ này đại diện cho điều gì. Cá chép vượt long môn, thứ vượt qua là gì? Đó là nội kình đỉnh cao. Những người không luyện ra nội kình kia, thành tựu cả đời cũng chỉ là như vậy. Mà người vượt qua long môn thì tiến vào vùng trời rộng lớn hơn, biển rộng cá nhảy, trời cao chim bay. Dừng một chút, ánh mắt Tần Vũ lại rơi vào trên người Vương Nhất, cười nói, tôi không ngờ anh thực sự lại ra tay với tôi, còn không ai có thể ép tôi lộ ra con át chủ bài này, anh là người đầu tiên, hy vọng cũng là người cuối cùng. Vương Nhất lại khẽ thở dài. Tần Vũ có thể nói là nhân vật lợi hại nhất, khó đối phó nhất trong số tất cả đám hậu duệ hào môn mà anh đối địch. Trí tuệ vô song, ẩn nhẫn từ từ thả ra, còn có nội kình trong người, lại có gia thế hiển hách, tuấn tú mê người. Lúc Thượng Đế tạo ra con người, hình như đã đem tất cả ưu điểm cho hết vào người này rồi. Bỏ qua những thứ khác không nói đến, so sánh mọi mặt, nhìn toàn bộ Yên Kinh, cũng chỉ có Tần Vũ là môn đăng hộ đối thực sự với Lý Khinh Hồng. Tần Hồng Long, kém xa. Tần Hồng Long ơi Tần Hồng Long, cậu quả thực đã đưa cho tôi một đối thủ tốt. Vương Nhất Thầm nói trong lòng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, trong mắt dường như hiện lên vẻ gì đó khác thường. Ánh mắt mà Vương Nhất nhìn Tần Vũ là chưa từng có khi nhìn bất kỳ người hậu duệ hào môn nào. Đó không phải là sợ hãi, không phải kiêng dè, mà là thích thú. Vương Nhất vui mừng lâu như vậy rồi, cuối cùng đã xuất hiện một đối thủ xứng tầm với anh. Tần Vũ, đủ tư cách. Anh thật sự đã cho tôi quá nhiều sự ngạc nhiên vui mừng. Vương Nhất cười nói, nếu như anh không làm tổn thương nhạc sĩ, nếu như anh không phải sinh ra ở Tần Thị, nếu như 5 năm trước tôi không đánh gãy chân của Tân Hồng Long, có lẽ chúng ta sẽ là tri kỷ rất tốt. Anh cũng thế. Tần Vũ mỉm cười đáp lại, nếu anh không quen biết Thái Kim Phụng, nếu anh không đánh gãy chân của em họ tôi, nếu như anh không phải là chồng của Lý Khinh Hồng, quả thực sẽ giống như những gì anh nói. Thật đáng tiếc chỉ là nếu như. Vương Nhất cảm khái nói. Tần Vũ cười cười, người em họ kia của tôi cũng không phải là dạng tầm thường. Biết rõ các anh là kẻ thù mà vẫn muốn liên thủ với anh, tôi đáng sợ như vậy sao? Vương Nhất nghiêm túc nói, không phải anh đoán được rồi sao, còn đến hỏi tôi. Tần Vũ không nói nữa, chỉ chậm rãi thu lại khí thế trên người. Tới nơi anh ở rồi. Vương Nhất nhìn ra ngoài cửa một cái, nơi đây vẫn còn cách khách sạn một đoạn, có điều đi bộ qua cũng chỉ mất 10 phút. Vương Nhất cũng không khách khí, kéo cửa xe ra và chuẩn bị xuống xe. Tần Vũ lại nói, câu hỏi anh hỏi tôi nghĩ tôi cũng đã cho anh câu trả lời rồi. Vương Nhất dừng lại, quay đầu lại, có chút suy tư mà nhìn anh ta. Sau một lúc im lặng, anh gật gật đầu, đã hiểu rồi. Tính cách của Tần Vũ thực ra đã trả lời câu hỏi này của Vương Nhất rồi. Ẩn nhẫn rồi từ từ thả ra, để đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn. Nếu không phải bị Vương Nhất ép, liệu Tần Vũ sẽ để lộ con át bài biết nội kình này sao? Đối với Thái Kim Phụng cũng vậy, nhạc sĩ, chỉ là bước đệm trên con đường thành công của anh ta. Tần Vũ lấy ra một chiếc khăn tay trắng sạch sẽ, nhẹ nhàng lau cổ mình. Rất nhanh, chiếc khăn tay đó đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vào thời điểm Vương Nhất đóng cửa xe lại, Tần Vũ đột nhiên nói, sau này, tôi sẽ trả lại nguyên vẹn. Vương Nhất hơi sững sờ, lập tức hiểu ra là chuyện nhát dao kia ở cổ. Anh cười cười, tôi đợi. Vù. Tần Vũ kéo cửa sổ xe lên, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Vương Nhất trở về khách sạn. 3. Vương Tử Lam lập tức kích động chạy qua. Lý Khinh Hồng cũng đi tới và hỏi, không phải đi điều tra chuyện vi phạm bản quyền của chúng ta một chút sao, sao lại đi lâu như vậy? Vương Nhất cười cười, may mà không hổ thẹn, chắc hẳn buổi chiều tập đoàn Di Hương đã gửi đến thủ tục hợp tác rồi. Lý Khinh Hồng gật đầu, bọn họ đồng ý hạ kệ tất cả loạt sản phẩm, mị máp. Cho lên kệ sản phẩm, thiên sứ, của chúng ta ở cửa hàng Erfin, chuyện này Mộng Đình đang phụ trách. Vương Nhất gật đầu, ánh mắt say mê nhìn về phía cảnh đêm của Giang Thành. Anh cũng không ngờ, chỉ điều tra một chút về chuyện của tập đoàn Di Hương, phía sau lại dây dưa đến nhiều mối quan hệ lợi hại như vậy. Không chỉ kết minh với Tân Hồng Long, còn biết được phía trên 9 đại vương tộc còn có bí mật về hoàng tộc nước R. Chuyện này, Lý Khinh Hồng có biết không? Ánh mắt Vương Nhất nhìn về phía Lý Khinh Hồng, người đang kèm Vương Tử Lam học. Còn có Tần Vũ. Yên Kinh quả nhiên ngọa hổ tàng long. Tần Vũ còn biết nội kình, vậy Lý Thế Nhân thì sao? Đợi sau khi Vương Tử Lam ngủ rồi, Lý Khinh Hồng đến bên cạnh Vương Nhất, nhìn cảnh đêm và nói. Ngày mai, Tây Cảnh thủ hộ,
Mục Lang sẽ đến Giang Thành. Ánh mắt Phương Nhất đột nhiên trở nên sắc bén, trong mắt ngưng tụ một tia sáng lạnh. Mục Lang, cuối cùng ông cũng đến rồi. Đêm đã khuya, một căn biệt thự sơn trang. Trong hậu viện, có một ông lão tóc bạc với thân hình gầy yếu đang ngồi. Ông ta đang nheo mắt, say sưa ngắm nhìn những vì sao trên trời. Lúc này, một chiếc ô tô dừng ở tiền viện trong trang viên, một thanh niên tuấn tú bước xuống xe. Đó chính là Tần Vũ. Ông nội, muộn như vậy rồi, sao ông còn chưa ngủ? Tần Vũ mỉm cười bước qua và ngồi xuống bên cạnh ông lão. Ông lão này chính là ông nội của Tần Vũ, đồng thời là người cầm lái của Tần Thị Yên Đô, Tần Vĩnh Nghiêm. Lúc này, Tần Vĩnh Nghiêm đang cười không khép được miệng giống như một đứa trẻ tinh nghịch. Ông nội đang vui vẻ, ngày mai Mục Lang tới rồi, đại hội Bắc Cảnh sắp bắt đầu, Tần Thị ta là người được lợi lớn nhất. Ông muốn ngồi ở đây, đợi qua đêm trời sáng. Tần Vũ cười cười, vui thì vui, không thể để mệt người. Tần Vĩnh Nghiêm vẫn cố chấp ngồi ở cửa hậu viện, đột nhiên nhìn thấy vết máu kia trên cổ Tần Vũ, đôi mắt đục ngầu đột nhiên lóe qua một tia sáng, lộ ra vẻ uy nghiêm. Nhưng lúc nhìn kỹ lại trở về sự đục ngầu vốn có. Tần Vũ, vết thương trên cổ cháu là sao? Va Sa Tần Vũ sờ sờ vết thương, cười cười lờ đi, không có gì, không cẩn thận làm xước ra, khiến ông nội lo lắng rồi. Tần Vũ có lòng kiêu hãnh của mình, không thể nói cho người khác biết nguồn gốc của vết thương này. Ông nội của mình cũng không được. Nghe vậy, Tần Vĩnh Nghiêm cũng cười theo, lại đây, Tần Vũ, cùng ta đánh một ván cờ. Tần Vũ do dự một chút, cuối cùng cũng chơi một ván cờ với Tần Vĩnh Nghiêm. Một già một trẻ, lông mày nhíu chặt, hết đủ 10 phút mới đánh xong một ván cờ. Chiếu tướng rồi. Tần Vĩnh Nghiêm di chuyển một con tốt màu đỏ, trực tiếp đánh vào phủ tướng quân đen của Tần Vũ. Sắc mặt Tần Vũ biến đổi lớn. Nghĩ cách xoay chuyển tình thế nhưng lại bị vây tứ phía. Đã hết nước rồi, Tần Vĩnh Nghiêm cười nói. Tần Vũ nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng bỏ cuộc. Thế cờ này quả thực là một thế cờ chết. Tần Vĩnh Nghiêm liếc nhìn anh ta một cái, Tần Vũ, cháu không có địch thủ về cờ đạo, sao, thua ông rồi. Tần Vũ do dự một chút, bởi vì ông là bên đỏ đi trước, cháu cũng đã đánh giá thấp con tốt trong tay ông rồi, vẫn là ông nội cờ cao một nước. Đúng vậy, ván cờ này cháu thua ông, chính là vì xem thường một con tốt. Tần Vĩnh Nghiêm cảm khái nói, tốt không qua sông, chỉ có thể tiến về phía trước, không có đường quay đầu, một khi tốt qua được sông, hoành hành ngang dọc, thế không thể cản. Một con tốt có thể phá hủy cả một thế cờ, cháu hiểu chưa? Tần Vĩnh Nghiêm nhìn chằm chằm vào Tần Vũ và dạy bảo. Giờ phút này, trong mắt ông lão tỏa ra ánh sáng của trí tuệ, cả người Tần Vũ chấn động, vô thức sờ vào vết thương trên cổ. Khi định thần lại, ánh mắt Tần Vũ sợ hãi, cúi người thật sâu. Ông nội, Tần Vũ đã nhận sự dạy bảo. Đưa mắt tiên Tần Vũ rời đi, Tần Vĩnh Nghiêm chậm rãi gọi một cuộc điện thoại. Mục Lang, là tôi, Vĩnh Nghiêm, cháu trai tôi bị thương rồi. Nếu lúc này còn có người khác đứng xung quanh, nhất định sẽ trợn tròn mắt không thể tin được. Bởi vì người mà Tần Vĩnh Nghiêm đang nói chuyện với không phải là ai khác mà chính là Tây Cảnh thủ hộ. Thủ hộ giả của tứ đại cảnh Đông Nam Tây Bắc, ai nấy đều có thực lực mạnh đến đáng sợ. Đồng thời, Tây Cảnh thủ hộ còn là người chủ trì đại hội Bắc Cảnh lần này, thắng thua do ông ta quyết định. Mọi người đều biết, vương tộc Tần Thị và Tây Cảnh thủ hộ có mối quan hệ trăm mối trăng trịt, không ngờ rằng mối quan hệ lại tốt tới mức có thể trực tiếp gọi điện cho Tây Cảnh thủ hộ. Phía bên kia điện thoại do dự hồi lâu, mặc dù không ai nói chuyện nhưng có thể lờ mờ nghe được hơi thở nặng nề. Chỉ là hơi thở thôi cũng mang đến cho người khác loại cảm giác áp bức mạnh mẽ. Nhưng Tần Vĩnh Nghiêm vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn như một đứa trẻ tỉnh nghịch, mặt mang theo ý cười. Một lúc sau, Tây Cảnh thủ hộ, Mục Lang mới chậm rãi lên tiếng, lão gia tử, ông có hai đứa cháu trai, rốt cuộc là nói đến đứa nào. Tần Vĩnh Nghiêm mỉm cười, đứa nhỏ hơn 5 năm trước đã chết yểu rồi, lần này đương nhiên là đứa lớn. Nghe thấy vậy, giọng điệu của Mục Lang trầm xuống rất nhiều. Đứa trẻ Tần Vũ đó, tôi cũng rất xem trọng, vậy mà lại có người có thể làm nó bị thương hả? Nói đến phía sau, giọng điệu của Mục Lang mang theo sự kinh ngạc. Từ điều này có thể thấy, ông ta sớm đã biết chuyện Tần Vũ biết nội kình rồi. Tần Vĩnh Nghiêm thì lại không có chút ngạc nhiên, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, con đường mà Tần Vũ phải đi vần còn dài. Trước khi tôi chết già, vẫn phải lót đường cho đứa trẻ này. Mục Lang cười.
gật đầu, được, tôi hiểu rồi, người đánh nó bị thương tên là gì? Có lẽ cùng là một người với người đã đánh đứa nhỏ hơn bị thương 5 năm trước. Tân Vĩnh Nghiêm nói có hàm ý, có điều ông là Tây Cảnh thủ hộ, trực tiếp ra tay thì không hay, ra tay với công ty của cậu ta trước đi, suy cho cùng, tôi xuất thân là thương nhân, không thích đánh đánh giết giết. Mục Lang cười đồng ý, hiểu rồi. Cùng lúc đó, một nơi nào đó ở nước Hát. Một chiếc trực thăng đang từ từ bay lên cao, xung quanh là hàng chục chiếc máy bay chiến đấu hộ tống. Nhưng trên thân mỗi chiếc máy bay đều in một chữ Tây to đùng. Có nghĩa đây là máy bay của Tây Cảnh. Trên chiếc trực thăng kia có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đang ngồi. Ông ta đang nhắm mắt trầm tư. Thủ hộ, chúng ta sắp tiến vào khu vực Giang Chiết rồi. Phi công khẽ nói, có lẽ chập tối ngày mai là có thể tới nơi. Người đàn ông từ từ mở mắt ra, liếc nhìn xuống rồi lập tức cười nhạt. Đến Giang Chiết rồi. Đây hẳn là quê của cậu ta phải không? Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông càng đậm, trong mắt vô ý lóe lên một tia sáng. Được, hôm nay chỉnh đốn trước một chút an vậy. Mục Lang khua tay, chiếc máy bay từ từ hạ cánh. Cấp dưới đưa một bản báo cáo cho Mục Lang. Mục Lang nhìn kỹ ánh mắt lập tức đóng băng. Lý Khinh Hồng. Chỉ thấy trên bản báo có viết về cuộc đời của Lý Khinh Hồng, còn có tình hình cụ thể của tập đoàn Lệ Tinh dưới trướng. Sau khi liếc nhìn vài cái và đọc lướt qua, Mục Lang nói với cấp dưới, cậu truyền đi một tín hiệu, bảo tất cả các xí nghiệp tài trợ của Đại hội Bắc Cảnh lần này kết thành một liên minh thương nghiệp, đánh áp tập đoàn Lệ Tỉnh này một chút. Lý do thì dùng Đại hội Bắc Vực. Đại hội Bắc Vực được tổ chức theo đúng hạn, nên phải toàn dân thượng võ, không cho phép những công ty mỹ phẩm không thiết thực này chiếm lĩnh thị trường, vì vậy lấy tập đoàn Lệ Tỉnh này để khai đao. Vâng. Người thuộc hạ cũng nhìn vào bức ảnh của Lý Khinh Hồng với ánh mắt thương xót. Đắc tội với ai thì không, lại đi đắc tội với Tây Cảnh thủ hộ. Không khó để đoán ra rằng tập đoàn Lệ Tỉnh này cách bước phá sản không xa sau khi Đại hội Bắc Cảnh kết thúc. Đối với tất cả những chuyện này, Lý Khinh Hồng vẫn không hay biết gì. Đại hội Bắc Vực không liên quan nhiều đến một thương nhân như cô ta, vì vậy ngay từ sáng sớm, cô ta đã tìm Lý Mộng Đình đi kết nối công việc rồi. Mặc dù hiện tại là thời đại kết nối mạng, các cửa hàng trực tuyến có thể tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng đối với cửa hàng offline mà nói, cũng là trọng điểm của việc gắng sức phát triển. Tập đoàn Lệ Tỉnh trước đây không phát triển các cửa hàng offline, hiện tại, sau khi hợp tác với tập đoàn Di Hương, cũng đã có cửa hàng offline của mình rồi. Lý Khinh Hồng bảo Lý Mộng Đình phân phối các sản phẩm được sản xuất hàng loạt cho các cửa hàng. Rất nhanh, Lý Mộng Đình đã đến kết nối ở một chuỗi cửa hàng thuộc tập đoàn Di Hương. Một chiếc xe hàng đỗ trước cửa, phía trong chất đầy sản phẩm sản xuất hàng loạt. Khi Lý Mộng Đình chuẩn bị đi kiểm kê, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bánh xe phanh gấp. Két két. Chỉ thấy 7-8 chiếc ô tô đỗ ở cửa, dẫn đầu là một chiếc Wrangler. Cạch cạch cạch. Tiếng mở cửa xe lần lượt truyền đến, hàng chục người xuống xe, hung hăng hùng hổ đi về phía Lý Mộng Đình bọn họ. Các người là ai? Muốn làm gì? Lý Mộng Đình bị dọa sợ đến tái nhợt sắc mặt. Liên tục lùi lại. Trước tiên không nói đến việc bọn họ nhiều người như vậy, trong tay mỗi người lại còn cầm một chiếc gậy, dáng vẻ hung thần ác nghiệt. Bọn họ không trả lời mà lạnh lùng nhìn cô ta, có điều cũng không động thủ. Rất nhanh, một người đàn ông lạnh lùng bước ra khỏi chiếc Wrangler kia, anh ta đến trước mặt Lý Mộng Đình, liếc qua một cái, cô là nhân viên của tập đoàn Lệ Tinh. Là tôi, sao vậy? Lý Mộng Đình kìm nén sự hoảng sợ trong lòng và hỏi. Người đàn ông châm một điếu thuốc, nhả khói vào mặt Lý Mộng Đình, khiến cô ta sặc khói mà liên tục ho, nước mắt sắp trào ra. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lý Mộng Đình tức giận rồi, chất vấn với vẻ căm phẫn. Lúc này người đàn ông mới lấy ra một bản công văn một cách không nhanh không chậm, tự mình xem đi. Lý Mộng Đình nhìn qua một lượt, sắc mặt cô ta lập tức trở nên tái nhợt. Lệnh cấm mỹ phẩm, đây là chuyện gì vậy? Lý Mộng Đình chỉ vào nội dung trên công văn. Hỏi. Cô không biết chữ sao? Người đàn ông cười đùa, đây là văn kiện được cấp trên phê duyệt, sắp tiến hành hoạt động truyền bá văn hóa tháng võ. Sắp tới là Đại hội Bắc Cảnh rồi, Tây Cảnh thủ hộ, Ngài Mục cũng sẽ đến Giang Thành vào hôm nay, yêu cầu toàn dân thượng võ, những công ty mỹ phẩm như các cô và một số công ty giải trí, phong khí không phù hợp với phong khí thượng võ, vì vậy trong khoảng thời gian này, các cô không thể bán những vật phẩm có liên quan. Người đàn ông vừa dứt lời, đầu óc Lý Mộng Đình như nổ tung,
sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nói như vậy, công ty chúng tôi bị liệt vào danh sách đen rồi. Người đàn ông búng tay, thông minh, các cô tốt nhất là nên tuân theo, nếu không không chỉ đơn giản là bị liệt vào danh sách đen như vậy mà công ty cũng có khả năng bị niêm phong. Anh, hiếp người quá đáng. Lý Mộng Đình làm sao có thể chịu đựng được loại chuyện này, tức giận ngay tại chỗ, vậy thì sản phẩm mà chúng tôi vất vả cực nhọc, đầu tư vốn lớn để chế tạo ra thì sao? Bán cho ai chứ? Người đàn ông cười càng diều cợt, chuyện này thì đơn giản, đập phá đi. Nói xong, anh ta nhìn về phía những người phía sau, chỉ vào hàng hóa trong xe và gào lên, những thứ này, đập phá hết cho tôi, một cái cũng không giữ lại. Ao ao. Giọng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cầm gậy trên tay, nhảy lên xe hàng, đập loạn những thùng hàng phía trong. Bộp bộp. Hai mươi mấy người giơ gậy đập loạn, sức tàn phá kinh người. Rất nhanh, cả con phố vang lên âm thanh thủy tinh vỡ đinh tai nhức óc. Ngoài những mảnh thủy tinh vỡ, rất nhanh, trong hộp chảy ra một chất lỏng màu trắng bạc, đều là toner. Đừng đập nữa, dừng tay. Lý Mộng Đình kêu lên đau đớn, không quan tâm mọi thứ mà chạy qua ngăn cản nhưng lại bị đẩy ngã xuống đất một cách thô bạo. Cút ra, dám ngăn cản bọn tôi, có tin cũng khiến cô nhìn thấy máu không? Những người đàn ông vạm vỡ kia như hung thần ác nghiệt nhìn chằm chằm vào Lý Mộng Đình, hung tợn nói. Lý Mộng Đình sợ đến mức không dám cử động, chỉ có thể dương mắt nhìn một xe hàng bị đập nát thành những mảnh vỡ. Người đàn ông khua tay, xong việc rồi, rút quân. Nhóm đàn ông kia lại nhảy lên xe. Trước khi rời đi, người đàn ông còn quay đầu nhìn Lý Mộng Đình một lần nữa, đây chỉ là cảnh cáo. Hy vọng cô đưa bản công văn này cho ông chủ của cô xem, đừng bán nữa, nếu không, tôi không thể đảm bảo công ty của các cô có còn tồn tại hay không đâu. Lý Mộng Đình tức giận đến toàn thân phát run, các người đây là lạm dụng quyền lực. Không chịu nổi khi thấy chúng tôi sống tốt. Cái gì mà trái với phong khí thượng võ, nào có chuyện cưỡng bức người như vậy. Người đàn ông dừng lại, quay đầu cười, đừng dùng ánh mắt thù hận như vậy nhìn tôi, quy tắc không phải do tôi đặt ra, tôi chỉ là người chấp hành. Nói xong, anh ta dần theo người nghênh ngang rời đi. Cô Lý, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người quản lý trong chuỗi cửa hàng nhìn Lý Mộng Đình với vẻ mặt buồn bã, hỏi. Lý Mộng Đình không nói gì mà gọi người đến các chuỗi cửa hàng khác. Lúc chạy đến cứ điểm xem, sắc mặt cô ta càng tái nhợt. Các chuỗi cửa hàng khác còn thảm hại hơn, toàn bộ cửa hàng đã bị đập phá. Hơn nữa, Lý Mộng Đình còn biết được rằng các cửa hàng mỹ phẩm khác vẫn bình an vô sự, nhưng tập đoàn Lệ Tinh đã bị đập phá. Lúc này cô ta còn không nhìn ra đây là đang bị nhắm tới, vậy thì cô ta chính là kẻ ngốc. Cô ta lập tức quay lại công ty, nói chuyện này với Lý Khinh Hồng và Vương Nhất. Lý Khinh Hồng biết được mọi chuyện, tức giận đến mức đập bàn. Không phải để chào mừng Đại hội Bắc Cảnh một cách tốt hơn, mà là có người lợi dụng Đại hội Bắc Cảnh để đánh đổ chúng ta. Sắc mặt Lý Khinh Hồng u ám đến cực điểm. Giải pháp mà Vương Nhất đưa ra lại rất đơn giản. Tăng cường công tác an ninh, tiếp tục bán hàng offline, xem người đứng phía sau là ai. Lần này, Vương Nhất để Diệp Kình Hiên ra tay. Gần mỗi cửa hàng offline đều sắp xếp mấy người luyện võ của Hiệp hội Võ Đạo Thiên An. Mà điều này cũng rất nhanh đã được truyền đến tai của người đàn ông trước đó. Anh ta cười nhạt một tiếng, tập đoàn Lệ Tinh thực là không sợ chết. Tôi đã cảnh cáo bọn họ như vậy rồi mà còn dám buôn bán quang minh chính đại như vậy. Lão đại, đây không phải là không coi anh ra gì sao? Người cấp dưới nói phụ họa. Trong mắt người đàn ông lóe lên tia hung ác, vậy được, hôm nay sẽ lấy máu bọn họ một chút, cho bọn họ thấy sự lợi hại của dân anh chị Giang Thành chúng ta. Hóa ra người đàn ông này là dân anh chị ở Giang Thành, công việc chính hàng ngày chính là đòi nợ. Lần này, bọn họ dẫn theo số người gấp đôi lần trước, nghênh ngang đến trước một chuỗi cửa hàng. Tất cả những người qua đường và nhân viên cửa tiệm đều tránh xa. Sắc mặt Lý Mộng Đình thay đổi lớn, sao các anh lại đến rồi? Trên mặt người đàn ông mang theo nụ cười nham hiểm, đi tới trước mặt Lý Mộng Đình, cô gái, công ty các cô thật là to gan, không thèm coi Bạch gia của cô ra gì. Người đàn ông họ Bạch tên Dã, người khác đặt biệt danh là Bạch Gia. Nhưng lần này Lý Mộng Đình không sợ anh ta, lần này các anh đừng mong đập phá cửa tiệm. Nói xong, Lý Mộng Đình gọi Vương Nhất trong cửa tiệm một tiếng, Vương Nhất, chính là anh ta. Lời này vừa được nói ra, Bạch Dã sửng sốt một chút. Còn gọi người rồi. Bạch Dã và các đàn em thuộc hạ của anh ta đều rất căng thẳng.
Nhưng nhìn thấy một người đi ra từ trong cửa tiệm, chính là Vương Nhất, bọn họ lập tức không sợ nữa. Ha 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 ha! Chúng tôi còn tưởng cô gọi ai đến giúp cô, không ngờ chỉ có một người. Sao, cô không phải ngây thơ cho rằng anh ta có thể cứu cô đấy chứ? Bạch Dã đến gần Lý Mộng Đình, nụ cười tàn nhân, nói cho cô một bí mật, hôm nay không chỉ phải đập phá đồ mà người tôi cũng phải đập phá. Lý Mộng Đình bị dọa sợ, tát vào mặt Bạch Dã một cái, lưu manh thối tha, tránh xa tôi ra. Bạch Dã lập tức trừng to mắt với vẻ không thể tin nổi, con mẹ nó, cô lại dám đánh tôi. Bắt cô gái này đi cho tôi. Những người phía sau lập tức lao về phía Lý Mộng Đình. Lúc này, Vương Nhất đã đi đến trước mặt Lý Mộng Đình, ánh mắt lãnh đạm. Tôi nói này, anh coi người sống sờ sờ như, tôi đây không tồn tại sao? Bạch Dã lập tức sững sờ, sau đó đẩy vai Vương Nhất. Mày là thằng nào, cũng dám kêu gào với tao, có biết với một câu này của mày, tao có thể giết chết mày không? Vương Nhất, cẩn thận một chút, bọn họ nhiều người. Tuy rằng biết thực lực của Vương Nhất rất mạnh nhưng Lý Mộng Đình sợ đối phương nhiều người nên vẫn nhắc nhở một câu. Cô gái này nói không sai, bọn tao người đông. Bạch Dã quay đầu chỉ vào đám người chỉ chít chiếm cứ cả con phố, cười nói, lần này còn nhiều gấp đôi lần trước, mày đánh thế nào? Hơn nữa, bọn tao phụng chỉ đến đây, nếu mày không hợp tác, bọn tao có thể quang minh chính đại động thủ. Trên khuôn mặt của Bạch Dã đầy vẻ đắc ý. Theo anh ta thấy, đám người Lý Mộng Đình đây chính là châu chấu đá xe. Vương Nhất cười cười, ố, thật sao? Nói xong, anh búng ngón tay một cái. Ngay lập tức, ở khoảng cách 50 mét gần chuôi cửa hàng, bốn phương tám hướng đều có mấy người đàn ông sắc mặt lãnh đạm nhưng gân cốt dũng mãnh đi tới. Bọn họ đều mặc một bộ quần áo luyện võ màu trắng, phía trên ghi một chữ, vỡ to đùng. Đương nhiên chính là Diệp Kình Hiên và những cao thủ của Hiệp hội Võ Đạo kia. Ngay cả Đồng Yên Nhiên cũng đến. Có điều cô ta không phải là đến để đánh nhau, mà là đến xem kịch hay. Nhìn thấy đám người Diệp Kình Hiên đi tới, Bạch Dã nhất thời hoảng sợ, nhưng nhìn thấy chỉ có mười mấy người mà bọn họ lại có tận 50-60 người, bọn họ lập tức không sợ nữa. Cô gái, cô thật là tạo nghiệt mà, có biết những người này đều sẽ bị tàn phế vì cô không? Bạch Dã nhìn Lý Mộng Đình và nói. Ồ, anh chắc chứ? Đồng Yên Nhiên đi theo sau Diệp Kình Hiên. Cười mỉm và nói, vậy các anh có biết, các anh đã bị chúng tôi bao vây rồi không? Bạch Dã bị lời này của Đồng Yên Nhiên chọc cười. Những người thuộc hạ cũng cười. Rõ ràng bọn họ đông người, muốn bao vây cũng phải là bọn họ bao vây đám người Diệp Kình Hiên, làm sao lại thành bọn họ bị bao vây rồi? Ra tay đi, đừng giết chết người. Diệp Kình Hiên nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người trong Hiệp hội Võ Đạo đồng thời ra tay. Thịch thịch thịch. Mọi nơi bọn họ đi qua đều là âm thanh đánh đấm khó chịu. Không quá một phút, toàn bộ thuộc hạ của Bạch Dã đều nằm xuống. Lúc này chỉ còn lại một mình Bạch Dã. Bạch Dã lập tức chết lặng. Bây giờ tin là chúng tôi bao vây các anh rồi chứ? Diệp Kình Hiên cười ha ha, đi đến trước mặt Bạch Dã, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta. Phịch, cơ thể Bạch Dã mềm nhũn, cả người anh ta ngã quỵ xuống đất, vô cùng sợ hãi. Điều khiến Bạch Dã càng không dám tin là Diệp Kình Hiên lại đến trước mặt Vương Nhất, cung kính nói, anh Vương, toàn bộ đã giải quyết rồi. Câu nói này vừa nói ra, Bạch Dã trực tiếp sững sờ, ngây ngốc nhìn Diệp Kình Hiên và Vương Nhất. Không phải anh ta không có mắt nhìn, ngược lại, lăn lộn đến mức này rồi, cơ bản đều là người rất có mắt nhìn. Anh ta biết các loại mối quan hệ. Những người mặc võ phục này rõ ràng là thuộc hạ của Diệp Kình Hiên. Điều này Bạch Dã cũng đoán được. Nhưng điều mà Bạch Dã không ngờ là Diệp Kình Hiên lại nghe theo lệnh của Vương Nhất. Chả trách anh dám ra ngoài một mình. Hóa ra, những người này đều phục tùng anh. An Vương Nhất khẽ gật đầu, biết đối phương chỉ là một lâu la nhỏ, thế là nói với Diệp Kình Hiên, hỏi xem ai là người ra lệnh. Vâng, anh Vương. Rất nhanh, Diệp Kình Hiên đi đến trước mặt Bạch Dã, sau đó dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng của Bạch Dã. Thịch, với một âm thanh khó chịu. Bạch Dã ngay lập tức cúi người, nôn khan. Đòn này không nhẹ, sắc mặt Bạch Dã tái mét. Anh ta đứng trước mặt Diệp Kình Hiên, hai chân run rẩy. Các người, muốn làm gì? 1841. Lúc này, cuối cùng Bạch Dã đã biết sợ rồi. Diệp Kình Hiên cười cười, cũng không có gì, chỉ là ra oai phủ đầu anh một cái. Dừng một chút, anh ta mới tiếp tục hỏi, nói cho tôi biết, ai bảo anh làm như vậy?
Vương Nhất đứng ở phía sau, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đại hội Bắc Cảnh được tổ chức đúng hạn, dân đến Giang Thành cũng biến thành thành phố của bão táp. Các loại cá rồng hỗn tạp, quỷ lớn quỷ nhỏ đều nhảy ra ngoài. Vương Hàn Kiệt đứng sau tập đoàn Di Hương, lần này, lại là ai? Nhưng có một điểm, Vương Nhất có thể khẳng định. Bạch Dã đang làm việc theo lệnh, đối phương chắc chắn là nhân vật ẩn trong thể chế. Bạch Dã dường như đang do dự, nên hay không nên nói ra. Lý Mộng Đình đi tới và tát mạnh vào mặt Bạch Dã, ai cho anh gọi người bắt nạt tôi, mau nói, ai phái cử anh đến. Chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt của Lý Mộng Đình đầy vẻ tức giận. Cũng khó trách cô ta phân nộ như vậy, tất cả các cửa hàng offline đều do cô ta toàn quyền phụ trách, liên quan đến vấn đề công trạng của cô ta. Hiện tại nhiều cửa hàng offline đều đã bị Bạch Dã đập phá, công trạng của cô ta sẽ giảm mạnh. Lý Mộng Đình tát hết cái này đến cái khác, không ai ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn. Cuối cùng, Bạch Dã không chịu đựng nổi nữa và nói ra. Đây là ý của Liên minh Giang Thành, tôi chỉ là một chân chạy vặt nhỏ, các người đừng chút giận lên tôi. Bạch Dã hét lên, trên khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Liên minh Giang Thành. Vương Nhất cau mày, ra hiệu cho Lý Mộng Đình tránh ra và hỏi. Liên minh Giang Thành là cái gì? Bạch Dã nói với vẻ mặt than khóc thảm thiết, các người không biết cũng là chuyện bình thường, bởi vì còn chưa công bố, có lẽ sẽ công bố mấy ngày tới sau khi bắt đầu Đại hội Bắc Cảnh. Đây là liên minh thương nghiệp do rất nhiều xí nghiệp lớn của Giang Thành hợp thành, đại đa số đều là nhà tài trợ hậu trường phía sau Đại hội Bắc Cảnh. Nhờ cơn gió đại hội Bắc Cảnh này, mở rộng một số sản phẩm liên quan. Tuy nhiên, bọn họ đều là xí nghiệp dưới trướng của Thương hội Giang Bình, phía trên đã nói rõ là muốn phản đối tập đoàn Lệ Tinh, vì vậy mới có lệnh cấm mỹ phẩm. Này! Sau khi nghe Bạch Dã giới thiệu, mọi người đều hiểu Liên minh Giang Thành là gì rồi. Nói thẳng ra chính là liên minh tất cả xí nghiệp tài trợ của đại hội Bắc Cảnh, cùng nhau nhắm vào tập đoàn Lệ Tinh. Ai là minh chủ? Vương Nhất nheo mắt hỏi. Lần này Bạch Dã lắc đầu, không biết, tôi chỉ biết có bấy nhiêu. Có thể nhìn ra được Bạch Dã không nói dối, Vương Nhất cũng không làm khó anh ta, trực tiếp để anh ta đi. Sau khi trở về, Vương Nhất bảo Hồ Hoàng Việt đi điều tra liên minh Giang Thành này một chút, có được một kết luận rất thú vị. 1842. Chuyện này vậy mà lại liên quan đến Tây Cảnh thủ hộ, Mục Lang. Có liên quan đến Mục Lang. Vương Nhất đột nhiên cười. Chỉ có điều nụ cười đó không mang theo chút ấm áp nào. Nói thế nào? Vương Nhất trực tiếp đến tập đoàn Cự Phong tìm Hồ Hoàng Việt bàn kỹ. Hồ Hoàng Việt lấy ra một bản tư liệu và đưa cho Vương Nhất. Anh Vương, tư liệu liên quan đến Liên minh Giang Thành mà anh muốn đều ở trong đó. Vương Nhất cầm lên xem, đôi mắt cũng hơi híp lại. Những tập đoàn xí nghiệp này đều đã hợp tác với Tần Thị. Danh sách các xí nghiệp trên bản tư liệu này có một điểm chung. Đó chính là đều đã từng hợp tác với tập đoàn gia tộc của Vương tộc Tần Thị. Cũng không coi là hợp tác, nói chính xác là giúp Tần Thị phát triển thị trường ở Giang Thành. Chín đại vương tộc Yên Đô không thỏa mãn với thị trường địa phương, phần nhiều sẽ nâng đỡ mấy gia tộc của thành phố mục tiêu để chiếm lĩnh thị trường. Ví dụ như Giang Thành, tập đoàn Viên Dương của Diệp Thị đã thành lập chi nhánh Giang Thành, trước mắt người phụ trách do Diệp Phú Quý đảm nhiệm. Một ví dụ khác là Thiên An, Lý Thị. Lý Tỉnh Sở cũng đã từng tìm đến Kim Thúy như lúc trước vẫn còn ở nhà họ Kim. Giờ đây, Tân Thị cũng để mắt đến Giang Thành rồi, hơn nữa còn giúp đỡ nhiều xí nghiệp đầu sỏ như vậy. Hồ Hoàng Việt giới thiệu chi tiết, những xí nghiệp này hợp thành liên minh Giang Thành, vừa tài trợ cho Đại hội Bắc Cảnh, vừa đàn áp tập đoàn Lệ Tỉnh, thứ nhờ cậy vào chính là mối quan hệ tốt đẹp giữa vương tộc Tần Thị và Tây Cảnh thủ hộ, Mục Lang. Cộng thêm thân phận và kinh nghiệm đầy sắc thái truyền kỳ kia của Tây Cảnh thủ hộ thích hợp nhất để tuyên truyền, quan chức cấp cao của Giang Thành đều vui mừng khôn xiết, để lấy lòng Tần Thị và Mục Lang, bọn họ đều đồng ý với đề nghị này. Nếu tập đoàn Lệ Tỉnh dám phản kháng, chính là chống lại thể chế, bất kỳ xí nghiệp nào đắc tội với thể chế nào đó, về cơ bản đều chỉ có đường chết. Nghe xong, Vương Nhất cũng gật đầu. Quả thật vậy, dân không đấu với quan. Cho dù một thương nhân có kiếm được nhiều tiền như thế nào cũng vẫn thuộc phạm trù, dân. Trừ khi thực lực kinh tế của chủ tịch tập đoàn Lệ Tỉnh đã mạnh đến mức đủ để ảnh hưởng tới huyết mạch kinh tế của cả một thành phố, nếu không bọn họ căn bản sẽ không thèm coi ra gì. Việc đánh áp tập đoàn Lệ Tỉnh giao cho thuộc hạ đi làm. Bạch Dã chính là chân chạy việc cấp thấp nhất. Hồ Hoàng Việt thở ra một hơi, cau mày, anh Vương, xem ra lần này công ty của cô Lý sẽ không sống tốt rồi.
người ta đặc biệt đến để trị bạn, không có chút nóng nảy nào. Vương Nhất cười nói, chuyện đó thì chưa đến mức, chuyện của Khinh Hồng chính là chuyện của tôi, bị người khác bắt nạt như vậy mà không phản kích thì không phải là phong cách của tôi. Hồ Hoàng Việt yên lặng đợi Vương Nhất tiếp tục nói. 1843. Dù sao ông ta cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào hay ho. Ngoài việc đích thân đến Tần Thị nhận lỗi. Vương Nhất thản nhiên uống trà, cười nhạt nói, Hoàng Việt, tại sao sau khi tới Giang Thành, tư tưởng của ông lại bị giam cầm rồi? Ông quên đây là đâu rồi sao, ông lại đến từ đâu chứ? Hồ Hoàng Việt ngơ ngác nhìn, nhưng dần dần ông ta đã hiểu ra, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Anh Vương, ý anh là muốn động dụng sức mạnh của Thiên An? Không sai. Vương Nhất búng tay một cái, trên mặt mang theo nụ cười khẩy, nếu đối phương đã thành lập liên minh Giang Thành rồi, vậy tôi sẽ thành lập một liên minh Thiên An. Toàn thân Hồ Nhất Sơn phấn chấn. Nhưng sau đó lại cau mày, nói, có phải trận thế quá lớn rồi không? Liên minh Giang Thành mặc dù có hai chữ, liên minh, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là mười mấy tập đoàn. Nhưng Vương Nhất thì lại khác, gần như một nửa lớn thế lực Thiên An không nghe theo lệnh của Vương Nhất thì chính là dựa vào thuộc hạ của Vương Nhất. Nếu Vương Nhất hạ lệnh một tiếng, gần như hơn nửa thế lực Thiên An đều sẽ tập kết lại. Vương Nhất cười, lắc lắc đầu, trận thế lớn sao? Tôi cảm thấy không lớn. Ánh mắt Vương Nhất dần dần trở nên lạnh lùng, vốn muốn dùng thân phận người thường chung sống với bọn họ, là bọn họ ép tôi động dụng sức mạnh của Thiên An. Nhận thấy được sự lạnh lùng đáng sợ ẩn chứa trong lời nói của Vương Nhất, sắc mặt của Hồ Hoàng Việt cũng trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều. Vâng, anh Vương. Tôi sẽ đi liên hệ ngay, tất cả các thế lực của Thiên An, ắt phải đến Giang Thành nội trong hôm nay. Hồ Hoàng Việt nói xong liền đi liên hệ rồi. Rất nhanh đã có được sự hồi đáp của các thế lực lớn. Nhà họ Tôn khu Hạ Thành, nguyện đến Giang Thành, giúp anh Vương một tay. Nhà họ Lương khu Tây Giang, nguyện đến Giang Thành, giúp anh Vương một tay. Nhà họ Kim khu Tiêu Thành, nguyện đến Giang Thành, giúp anh Vương một tay. Nhà họ Phùng khu Giang Tâm. Nguyện đến Giang Thành, giúp anh Vương một tay. Lạm Vương Nhất hạ lệnh một tiếng, 10 khu vực lớn của Thiên An, gần 10 thế lực gia tộc tỏ ý sẵn sàng đến Giang Thành để giúp đỡ. Mà trong số những gia tộc này lại lấy nhà họ Lương của Lương Nhật Tân, nhà họ Kim của Kim Thành Phong và nhà họ Tôn của Tôn Chính Vũ dần đầu, vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Tôn đã phát triển nhanh chóng, dường như đã thay thế nhà họ Thẩm và nhà họ Nhan đã diệt vong. Trở thành ba đại hào môn của thành phố Thiên An. Cũng lấy lại được không ít thế lực phụ thuộc, chẳng hạn như nhà họ Phùng của khu Giang Tâm và một số gia tộc phát triển mới nổi khác. Vương Nhất chắp tay sau lưng, đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, trước cửa sổ sát sàn cực lớn, ánh mắt sâu xa. Mục Lang, Tần Thị, tôi rất mong chờ các người ra tay với tôi. Những ân oán trong quá khứ cũng nên được giải quyết rồi. 1844. Giọng điệu Vương Nhất bình thản, tự lẩm bẩm. Từ miệng Tần Hồng Long, mặc dù có biết được phía trên 9 đại vương tộc Yên Đô còn có hoàng tộc nước Hát. Bọn họ mới là sự tồn tại sừng sững ngàn năm không đổ trong cả nước Hát. Thế nhưng, Vương Nhất không sợ bọn họ. Gặp mặt Tần Vũ, anh đã có sự hiểu biết sơ bộ về thực lực của hoàng tộc nước Hát. Lấy tên vệ sĩ nội kình bên cạnh Tần Vũ kia làm ví dụ, vệ sĩ của hoàng tộc nước Hát, luyện ra nội kinh, có lẽ là tiêu chuẩn của nhân viên. Mà những người như Tần Vũ có lẽ cũng được coi là người xuất sắc trong hoàng tộc nước Hát. Bọn họ chỉ là hơi thần bí một chút, lâu không xuất thế một chút, đối với Vương Nhất mà nói, vẫn là chuyện một trận công kích pha lanh. Mà xu hướng của Thiên An cũng ảnh hưởng đến các thế lực của Giang Thành. Bọn họ nhanh chóng tập hợp lại, mở một cuộc hội nghị khẩn cấp. Mọi người ngồi đây dường như đều là thành viên của Liên minh Giang Thành. Sự việc, tôi nghĩ mọi người có lẽ đều đã nghe nói rồi. Tập đoàn Lệ Tinh từ chối việc dừng sản xuất mỹ phẩm, vẫn đang kinh doanh trên thị trường. Ngoài ra, bên phía Thiên An còn có rất nhiều gia tộc đang đến Giang Thành, đây rõ ràng là đang chống đối lại chúng ta, không xem liên minh Giang Thành của chúng ta ra gì. Để giết gà dọa khỉ, tôi đề nghị coi tập đoàn Lệ Tỉnh là con chim đầu đàn để đánh, hy vọng Hạ gia chủ, Hồ gia chủ, Lục gia chủ có thể ủng hộ đắc lực, cũng gia nhập vào liên minh Giang Thành. Dương Phát, minh chủ xí nghiệp của liên minh Giang Thành. Nhìn ba người trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc và nói. Ba người này chính là gia chủ của ba đại hào môn Giang Thành, Hạ Lãm, Hồ Cương, Lục Phiên. Những người khác của liên minh cũng đều nhìn chằm chằm vào ba gia chủ của ba đại hào môn.
Nếu gia chủ của ba đại hào môn gia nhập vào liên minh Giang Thành, vậy thì sức mạnh của liên minh sẽ ngày càng mạnh hơn. Đừng nói là tập đoàn Lệ Tinh, cho dù là các gia tộc đến từ Thiên An cũng không đủ sức chống lại. Tuy nhiên, ba người Hạ Lãm, Hồ Cương và Lục Viên nhìn nhau một cái, cười một cách kỳ lạ và đồng thanh nói. Xin lỗi, thứ lỗi cho tôi vì đã từ chối. Gia chủ của ba đại hào môn đều đồng thanh từ chối. Đột nhiên, trong phòng hội nghị im phăng phắc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt không thể tin được. Dương Phát, minh chủ xí nghiệp của Liên minh Giang Thành, thậm chí khóe miệng còn giật giật, khuôn mặt đầy tức giận. Mặc dù địa vị của ông ta không so được với gia chủ của ba đại hào môn, nhưng cũng coi là chủ tịch của xí nghiệp đầu sỏ, giá trị mấy nghìn tỷ. Vậy mà ba đại gia chủ lại dám không nể mặt ông ta như vậy. Dương Phát nhìn ba người Hạ Lãm, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng và chất vấn, ba đại gia chủ, tôi có thể nghe xem lý do từ chối của các ông không? Các thành viên khác của liên minh hoàn hồn lại, cũng đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. 1845. Theo quan điểm của bọn họ, kết quả tốt nhất chính là nhà họ Hạ, nhà họ Hồ và nhà họ Lục đều gia nhập liên minh Giang Thành, như vậy bọn họ sẽ như hổ mọc thêm cánh. Nếu thật sự không được, hai nhà gia nhập hoặc là một nhà gia nhập cũng tốt. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng ba đại hào môn, giống như đã thông đồng với nhau, cùng từ chối cả. Thế nhưng, Hạ Lãm lại cười nhạt, cầm chén trà nóng trước mặt lên, uống một ngụm, từ chối chính là từ chối, nào có nhiều lý do như vậy. Ông, con người của Dương Phát co rút lại, không ngờ rằng Hạ Lãm lại láo xược như vậy. Ông ta cả giận nói, Hạ gia chủ, ông có phần quá coi trọng các ông rồi. Nhà họ Hạ tuy mạnh nhưng liên minh Giang Thành tôi cũng không ăn chay, ông quả thực muốn đứng bên phía đối lập với chúng tôi sao? Những chủ tịch khác cũng nhìn với ánh mắt tức giận, không chút sợ hãi trước mặt Hạ Lãm. Như Dương Phát đã nói, mặc dù nhà họ Hạ là hào môn nhưng đối mặt với liên minh Giang Thành, vẫn không thể đánh lại. Hạ Lãm cười ngạo mạn, nhìn mọi người xung quanh, chỉ với đám người các ông đây cũng xứng đứng đối lập với ba chúng tôi sao? Lời này vừa được nói ra. Sắc mặt của tất cả các chủ tịch xí nghiệp do Dương Phát đứng đầu đều thay đổi, ai nấy đều vừa kinh ngạc vừa tức giận. Bọn họ thật sự nghĩ không ra, Hạ Lãm lấy đâu ra tự tin vậy. Dương Phát đang định hét lên giận dữ thì đột nhiên sững sờ. Bởi vì ông ta chú ý tới một chi tiết trong lời nói của Hạ Lãm. Cũng xứng với ba chúng tôi. Ông ta đã nói, ba chúng tôi, chứ không phải một mình ông ta. Ánh mắt của Dương Phát đột nhiên tập trung vào Hồ Cương và Lục Viên. Hồ gia chủ, Lục gia chủ, các ông cũng không nói lý do sao. Lục Phiên và Hồ Cương nghe thấy vậy, đều mỉm cười. Kiểu cười đó trông có vẻ vô cùng áp bức và lăng nhục, trên mặt của Dương Phát lập tức tràn ngập lửa giận. Nếu thực sự muốn nói lý do, vậy chỉ có một, chính là các ông quá ngu ngốc. Lục Phiên cười lớn, nhìn Dương Phát và những người khác và nói. Ông nói cái gì? Không phải các ông là hào môn mà có thể không kiêng nể gì. Dương Phát và những người khác đều đứng dậy, trợn trừng mắt nhìn. Bởi vì phía sau bọn họ có một hậu đài không thể tưởng tượng, vì vậy bọn họ không hề sợ hãi. Chẳng lẽ không phải sao? Hạ Lãm mỉm cười, các ông, vậy mà lại muốn chúng tôi gia nhập cùng các ông, cùng đánh áp tập đoàn Lệ Tinh, thật nực cười. Không sai, các ông có biết tập đoàn Lệ Tinh là công ty của ai không? Hồ Cương và Lục Viên nhìn đám người Dương Phát với vẻ đầy khinh thường, lạnh lùng bỏ lại. 1846. Vẻ mặt Dương Phát lạnh lùng, chẳng phải là tập đoàn của trưởng của Lý Thị sao? Người thứ hai là người chồng phế vật kia của cô ta, là chàng rể ở rể mà đến Lý Thị cũng không thừa nhận, còn có người nào chứ? Dương Phát căn bản không xem Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ra gì. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt của Hạ Lãm, Hồ Cương và Lục Viên càng trở nên hài hước hơn. Các ông đều tập trung ánh mắt vào chủ tịch của tập đoàn Lệ Tỉnh, cô Lý. Nhưng lại bỏ qua nhân vật lớn thực sự ở phía sau. Hạ Lãm, Hồ Cương và Lục Viên cười lớn, trong mắt họ, đám người Dương Phát này quả thực là đang lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Dương Phát nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào ba người Hạ Lãm bọn họ. Ông ta cũng cảm nhận được có chút không đúng. Người có cấp bậc cao nhất trong tập đoàn Lệ Tinh chính là Lý Khinh Hồng, nhưng cũng chỉ là một đại tiểu thư của Lý Thị mà thôi. Tục ngữ nói rất hay, phép phua thua lệ làng. Chín đại vương tộc Yên Kinh, sức ảnh hưởng ở Yên Kinh, mà ở đây là Giang Thành, nếu thực sự xảy ra xung đột, nhà họ Hạ, nhà họ Hồ, nhà họ Lục ba nhà liên thủ cũng chưa chắc đã sợ vương tộc Lý Thị. Tuy nhiên,
gia chủ của ba nhà lại rất cung kính với Lý Khinh Hồng. Thậm chí là, sợ hãi. Chẳng lẽ, phía sau Lý Khinh Hồng, còn có người đáng sợ nào sao? Chẳng lẽ các ông nói là Vương Nhất, chồng của Lý Khinh Hồng sao? Dương Phát lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, chính là anh Vương. Hạ Lãm hét lớn, khí thế lập tức được giải phóng ra, trái tim tất cả mọi người đều loạn nhịp. Vậy mà lại muốn đánh áp công ty của vợ anh Vương, các ông chết như thế nào cũng không biết. Không chỉ có một mình Hạ Lãm, Hồ Cương và Lục Viên cũng như vậy, trên mặt mang theo nụ cười khẩy. Đặc biệt là Hồ Cương. Ông ta đã không phải là gia chủ của nhà họ Hồ nữa. Trước đây, đã từng vì Hồ Hoàng Việt mà kết thù lớn với Vương Nhất, thậm chí còn lái xe đâm Hồ Hoàng Việt, gây ra tai nạn xe hơi và giam giữ con gái của Vương Nhất, Vương Tử Lam. Kết quả, Vương Nhất đã bộc lộ thực lực, một cuộc điện thoại gọi Tiêu Hồng Cương, thủ lĩnh của chiến vực Giang Thành đến. Đêm đó, nhà họ Hồ suýt chút nữa bị pháo và xe tăng nghiền nát rồi. Khi đó Hồ Cương mới nhận ra thực lực của Vương Nhất khủng bố như thế nào, nhà họ Hồ chống lại anh chính là chuyện ngu xuẩn biết bao. Vì vậy, ông ta đã thần phục Vương Nhất vô điều kiện, hơn nữa giao lại vị trí gia chủ cho Hồ Hoàng Việt. Lục Viên không cảm nhận được sự khủng bố của Vương Nhất, nhà họ Lục ông ta thần phục Vương Nhất hoàn toàn là vì đi theo Vương Nhất, nhà họ Lục ông ta có thể phát triển nhanh chóng. Bây giờ, nhà họ Lục ông ta đã ký kết hợp tác với hầu hết các gia tộc ở Thiên An, phát triển vô cùng nhanh chóng. Trước khi nhà họ Lục ăn no bụng, ông ta sẽ không phản bội Vương Nhất. 1847. Dương Phát và một số chủ tịch tập đoàn của Liên minh Giang Thành cười phá lên. Trên mặt Dương Phát đầy vẻ khinh thường, cười đến chảy cả nước mắt. Các ông nói cái gì, Vương Nhất mới là nhân vật lớn kia. Sao có thể chứ? Hạ gia chủ, Hồ gia chủ, Lục gia chủ, các ông đều là gia chủ của Hào Môn, sao lại không phân biệt được vậy? Anh ta là con rể không được công nhận của Lý Thị, anh ta có thể sống, hoàn toàn là nhờ vào vợ anh ta, Lý Khinh Hồng. Bản thân anh ta nào có năng lực gì chứ? Dương Phát căn bản không tin những gì đám người Hạ Lãm nói, ngược lại còn nghĩ rằng bọn họ điên rồi. Vậy sao? Khóe miệng Hạ Lãm cong lên với vẻ hài hước, lãnh đạm nói, xem ra các ông vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Vì các ông thành lập Liên minh Giang Thành và ra tay với tập đoàn Lệ Tinh, đã làm kinh động đến phần lớn các gia tộc ở Thiên An, gần như tất cả các gia tộc thần phục anh Vương đều đã chạy đến Giang Thành rồi. Trong đó không thiếu các thế gia Hào Môn không thua kém gì nhà họ Hạ chúng tôi, nhà họ Lương, nhà họ Kim. Các ông muốn đối phó thế nào? Tiếng cười đột ngột dừng lại, sắc mặt của Dương Phát thay đổi ngay tại chỗ, thậm chí chân cũng có chút mềm nhũn. Đúng vậy, Thiên An và Giang Thành là các thành phố anh em, Hào Môn của Thiên An yếu sao? Đương nhiên là không. Lấy nhà họ Kim làm ví dụ, nhà họ Kim có một yêu nữ là Kim Thúy Như, chỉ xét riêng về năng lực cá thể. Tập đoàn Kim thì có thể đè bẹp bất kỳ công ty nào của bọn họ. Chưa kể, không chỉ nhà họ Kim lên đường mà là thế lực của hơn nửa Thiên An. Tinh! Đúng lúc này, điện thoại di động của mọi người đồng thời hiện ra một tin tức. Toàn bộ con đường cao tốc ở Giang Thành đều bị những chiếc xe sang giá trị mấy chục tỷ chiếm cứ. Phóng tầm mắt nhìn ra, toàn bộ đều là loại cấp bậc như Rolls Royce và Bentley. Những thứ như Aventador, Murcielago và Trident chỉ có thể làm xe đi kèm. Những chiếc xe sang này nối đuôi nhau chạy qua, tạo thành một hàng dài trên đường cao tốc. Chúng xông xáo liều lĩnh, chạy ngang ngược trên đường. Còn những chủ xe tư gia kia đều ngây ngốc, để tránh quẹt vào những chiếc xe sang này, tất cả bọn họ đều tấp vào lề đường. Thậm chí nhiều chủ xe còn xuống xe, kinh ngạc chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Các bình luận bên dưới đều tăng liên tục, lập tức trở thành điểm nóng tức thời ở Giang Thành. Nhìn thấy tin tức này, Hạ Lãm, Hồ Cương và Lục Viên đều im lặng cười, liếc xéo nhìn Dương Phát. Dương Phát và các thành viên khác của Liên minh Giang Thành đều sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, thậm chí không dám thở mạnh. Nhiều xe sang như vậy, trên xe đều treo biển số xe của Thiên An. Chẳng lẽ, thật sự là do Vương Nhất gọi tới sao? Sức mạnh nâng cả thành phố, loại năng lượng này, loại sức ảnh hưởng này, ai có thể sánh kịp? Trong phút chốc như vậy, trong lòng đám người Dương Phát đều đầy sự hối hận. Vì sao lại nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, thành lập liên minh để đánh áp tập đoàn Lệ Tinh? 1848. Trùng hợp, đây chỉ là trùng hợp thôi. Dương Phát vẫn không muốn tin vào sự thật này, vẫn đang hét lớn. Sắc mặt Hạ Lãm càng thêm kinh bỉ, đồng thời cũng càng thêm chấn tĩnh. Có phải trùng hợp hay không,
nhiều nhất 20 phút nữa sẽ có thể biết. Hạ Lãng cười nói, xem những chiếc xe Thiên An này, cuối cùng sẽ dừng ở đâu. Tiếp theo, chính là một sự chờ đợi lâu dài. 20 phút này, đối với đám người Dương Phát mà nói, dài như 20 thế kỷ. Đột nhiên, sự im lặng của phòng hội nghị bị phá vỡ bởi tiếng gào thét của động cơ. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chỉ nhìn thấy ở phía chân trời xa xa, một chiếc Rolls-Royce xuất hiện, nó đang chậm chậm chạy về phía này. Sau đó, xe thứ hai, xe thứ ba. Trải dài vô tận, phóng tầm mắt nhìn qua, toàn bộ đều là xe sang. Trên con đường lớn ở Giang Thành, tất cả các phương tiện và người đi đường đều nhường đường. Tất cả đều nhìn đến ngây người. Toàn bộ đều là xe nơi khác đến, nhiều xe vùng khác vậy, tiến vào Giang Thành chúng ta làm gì vậy? À không 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 không, theo tôi nhớ, là xe của nhà họ Kim ở Thiên An thì phải. Còn có A88888, là xe của người giàu nhất Thiên An. Xe của nhà họ Lương cũng tới rồi, trong xe là Đại Minh tỉnh Lương Nhật Tân. Nhật Tân, em yêu anh, AI. Vô số người dân hai bên đường chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này. Mọi người đều muốn xem, gần như các thế lực gia tộc của hơn nửa Thiên An tràn vào Giang Thành, rốt cuộc là muốn làm gì. Cuối cùng, dưới ánh nhìn của vô số người, những chiếc xe sang trọng này đều đỗ dưới một tòa nhà thương mại. Do quá nhiều xe, bãi đỗ xe căn bản không đủ, tất cả những chiếc xe vốn đã đỗ đều bị cưỡng chế đi về. Từng cánh cửa xe mở ra, rất nhiều gia chủ của gia tộc bước ra ngoài, sắc mặt ai nấy đều lạnh lùng, trong mắt còn mang theo chút lạnh lẽo. Có người tỉnh mắt chú ý được rằng môi một gia chủ của gia tộc đi ra, bên cạnh đều bố trí 5-6 vệ sĩ mạnh mẽ. Tổng số người vượt quá 300 người. Chen chúc chỉ chít dưới tòa nhà, khung cảnh vô cùng hùng tráng. Đi thôi, đi gặp cái gọi là Liên Minh Giang Thành một chút. Ánh mắt Tăng Quốc Vinh, người giàu có nhất Thiên An hiện tại lạnh lùng, trong mắt lóe qua một tia sát ý, dám liên thủ đánh áp xí nghiệp của Thiên An chúng ta, quả thực là không xem chúng ta ra gì, thực sự cho rằng người Thiên An chúng ta dễ bắt nạt sao. Lời vừa dứt, Tăng Quốc Vinh dẫn đầu một đám người Liên Minh Thiên An. Khí thế hùng hổ xông vào tòa cao ốc. Bảo vệ của tòa nhà căn bản là không dám ngăn cản. 1849. Thậm chí có người vừa định tiến lên, đã bị bảo vệ xung quanh Tăng Quốc Vinh chừng một cái đã bị dọa sợ lùi lại. Hai bên căn bản chẳng phải là không phải là vệ sĩ cùng đẳng cấp. Cộp cộp cộp. Nhiều người như vậy căn bản không thể dùng thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ. Tòa cao ốc cao ngất trong mây, hơn nữa hiệu quả cách âm cũng rất tốt. Nhưng Dương Phát cùng với người của Liên Minh Giang Thành vẫn có thể nghe được tiếng bước chân trầm thấp. Giống như là âm thanh của tử thần vậy, từng bước giẫm đạp vào lòng người. Phanh! Rất nhanh, cửa phòng họp gần như bị người thô bạo đẩy ra. Vẻ mặt Tăng Quốc Vinh không biểu hiện gì đi đến, đi theo phía sau chính là mấy người có địa vị xã hội của Liên Minh Thiên An, Lương Nhật Tân, Kim Thành Phong, Tôn Chính Vũ. Các người là A. Vẻ mặt của Dương Phát đầy tức giận đi tới. Chẳng dù đối phương đến từ Thiên An, nhưng đây là Giang Thành, anh ta vẫn không hề sợ hãi. Chát! Nhưng ngay sau đó, trên mặt Dương Phát lại nhận được một cái tát rất đau. Tiếng bàn tay chát chúa vang lên, ở trong phòng họp yên tĩnh lại cực kỳ chói tai. Sắc mặt của mọi người Liên Minh Giang Thành đều thay đổi, trong mắt đầy ngờ vực không thể tin Tăng Quốc Vinh lại ra tay. Ông dám đánh tôi. Cái tát này thật sự dùng rất nhiều sức, nửa bên mặt của Dương Phát đều đã sưng lên. Anh ta không thể tưởng tượng trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt có nỗi tức giận đang dần dần hiện lên. Đánh cậu đó, thì làm sao nào? Tăng Quốc Vinh hơi hơi híp mắt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ một bên mặt khác của Dương Phát, cực kỳ khí thế. Lời này vừa nói ra, thành viên của Liên Minh Giang Thành lập tức bùng nổ, cực kỳ tức giận. Mấy người các người từ nơi khác tới mà thật to gan, dám ở đây hành hung, biết đây là nơi nào không? Các người xong rồi rồi, Liên Minh Giang Thành chúng tôi sẽ chèn ép xí nghiệp Thiên An của các người, chờ phá sản đi. Mấy người họ tôi một lời anh một lời quát ầm lên. Lương Nhật Tân đứng bên cạnh Tăng Quốc Vinh ánh mắt lạnh lẽo, quát một tiếng. Ai vừa nói, và miệng hết đi. Dạ. Vừa dứt lời, vệ sĩ của nhà họ Đổng đã nhanh chóng tiến lên, tay năm tay 10, thay phiên nhau tát. Chát 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 chát. Trong chốc lát, trong phòng họp chỉ có tiếng bạt tai chát chúa. Nhưng chủ tịch xí nghiệp vừa rồi hét lên, gương mặt đã bị đánh cho sưng vù lên. Dương Phát trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mặt này,
đã sợ đến ngây người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người xa quê đê tiện, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh ta thấy người đi vào giang thành của bọn họ mà lại kiêu ngạo như vậy. Tăng Quốc Vinh làm một động tác tay, những vệ sĩ đang ra tay kia lúc này mới dừng lại. Ngay sau đó, ánh mắt ông ta lại giống như lang như hổ nhìn về phía đám người Dương Phát, ngữ khí lạnh lẽo. Các người không cần tức giận đâu, bởi vì chúng tôi tới tìm liên minh giang thành các người chính là để gây phiền phức. Nếu bây giờ đã tức giận, vậy thì những chuyện xảy ra tiếp theo đây, có lẽ các người sẽ tức đến hộc máu ra mất. Ngữ khí của Tăng Quốc Vinh lạnh lẽo, khí thế đè ép cả phòng. Các người không phải thích hỉ đông hiếp yêu sao, nhiều công ty như vậy chèn ép tập đoàn Lệ Tinh, vậy được rồi, chúng tôi nhiều công ty như vậy, cũng tới để chèn ép các người. Lương Nhật Tân cũng lạnh lùng nhìn bọn người Dương Phát, một đám khốn ăn gan hùm mật gấu, ngay cả công ty của vợ anh Vương cũng dám chèn ép, đúng là chán sống. Kim Thành Phong cũng vậy, mặt đầy hung ác. Khi chị gái đưa tập đoàn Kim Thị cho anh ta, từng dặn dò cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được trêu chọc Vương Nhất, ngược lại, còn phải duy trì quan hệ tốt với anh. Nhiều người nhìn chằm chằm bọn họ như vậy, sắc mặt Dương Phát thay đổi rất lớn. Nhiều người như vậy, đều đi theo Vương Nhất. Lúc này, Hạ Lãm nhàn nhạt nở nụ cười, ông chủ Dương, bây giờ, hẳn là cậu đã hiểu vì sao tôi sẽ từ chối các người nhai. Bởi vì so với anh Vương, liên minh giang thành của các người, đều không là gì cả. Câu này nói ra không hề nể tình chút nào, sắc mặt Dương Phát lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng bọn họ lại không thể nói ra được câu nào. Bởi vì trận hình lớn như vậy, đủ để nói rõ ràng lực ảnh hưởng của Vương Nhất. Mấy người Hạ Lãm không nói ra lý do từ chối gia nhập liên minh giang thành sớm, Dương Nghĩa Thành chỉ cảm thấy là do bọn họ e ngại Lý Khinh Hồng. Không ngờ tới người bọn họ kiêng kỵ cũng không phải Lý Khinh Hồng. Mà chính là chồng của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất. Giờ phút này nhiều người mang vẻ mặt lạnh lẽo nhìn bọn họ như vậy, Dương Phát lập tức hiểu ra. Ngay sau đó, gia chủ nhà họ Tôn chính Vũ tiến lên một bước, chỉ vào Dương Phát uy hiếp, cho các người thời gian 10 phút, lập tức dừng ngay việc chèn ép tập đoàn Lệ Tỉnh, nếu không, chờ công ty phá sản đi. Sắc mặt Dương Phát lập tức trở nên khó coi, không thể nào, chúng tôi cũng chỉ làm việc theo chỉ thị, cũng không phải chúng tôi muốn chèn ép tập đoàn Lệ Tinh. Không tệ đấy, các người không biết tập đoàn Lệ Tinh đắc tội với ai, ngay cả lãnh đạo của Giang Thành, đều coi tập đoàn Lệ Tinh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Các người tùy tiện giúp đỡ tập đoàn Lệ Tinh chống đỡ, không sợ công ty của các người cũng phải chịu liên lụy sao? Người của Liên minh Giang Thành nhao nhao mở miệng, giấy giụa lần cuối. Nhưng Tăng Quốc Vinh căn bản là chẳng thèm để tâm, chỉ cho một ánh mắt lại. Lương Nhật Tân, Tôn Chính Vũ, Kim Thành Phong thấy thế, cũng gật gật đầu. Đều móc điện thoại ra. 1851. Rất nhanh, điện thoại của Dương Phát và các thành viên Liên minh Giang Thành khác đều cùng lúc vang lên. Mọi người mở ra nhìn, lập tức, sắc mặt đều thay đổi. Đều không có ngoại lệ, đều là tin dữ công ty của bọn họ bị rơi vào chèn ép nghiêm trọng. Lấy tập đoàn Lương Thị, tập đoàn Kim Thị dân đầu thế lực Thiên An, các xí nghiệp của các gia tộc lớn đều bắt đầu ra sức chèn ép xí nghiệp dưới trướng của Liên minh Giang Thành. Tất cả chuỗi tài chính của công ty đều bị đứt đoạn, tất cả các dự án dưới trướng đều phải dừng lại, mỗi phút trôi qua, đều tổn thất cả chục tỷ. Sắc mặt Dương Phát lập tức trở nên xanh mét, căm giận nhìn mấy người Tăng Quốc Vinh, Lương Nhật Tân, các người làm như vậy, không sợ đắc tội với người ở phía trên sao? Lương Nhật Tân nhàn nhạt cười cười, có thể đắc tội với người phía trên hay không tôi không biết, nhưng tôi biết là, chỉ cần làm việc cho anh Vương, cho dù đắc tội với người nào, anh ấy đều sẽ ra mặt giải quyết. Không tệ. Tôn Chính Vũ cũng chắc chắn nói. Chị họ nhìn chúng anh, sẽ không sai. Kim Thành Phong cũng phụ họa theo. Tăng Quốc Vinh nhàn nhạt cười, cũng không nói gì. Ông ta là người đi theo Vương Nhất sớm nhất trong đám người này, ở trong lòng ông ta, Vương Nhất đã giống như thần từ rất lâu. Mấy người Dương Phát đều choáng váng, bởi vì bọn họ từ trong mắt đám người Tăng Quốc Vinh nhìn ra loại ánh mắt gần như là sùng bái mù quáng. Tại sao lại như vậy? Thịch một tiếng. Dương Phát ngã ngồi xuống ghế. Lúc này ba người Hạ Lãm, Hồ Cương, Lục Viên đều đứng lên. Ông chủ Dương, chúng tôi còn có việc, vậy đi trước đây. Nói xong, căn bản cũng không có ý định giúp đỡ bọn họ, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Điều này càng khiến Dương Phát tuyệt vọng. Ba người Hạ Lãm, Hồ Cương, Lục Viên đều là hào môn của Giang Thành, hiện giờ liên minh Giang Thành của bọn họ xảy ra chuyện,
không có một ai chịu đứng ra giúp đỡ bọn họ. Như vậy đủ để biểu thị lập trường, ba nhà hào môn lớn của Giang Thanh cũng đã đứng về phía của Vương Nhất. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta vang lên. Là ông cụ Tần Vĩnh Nghiêm gọi tới. Alo, Tiểu Dương à, chuyện là thế nào thế, có phải tập đoàn Lệ Tỉnh sắp bị chèn ép đến mức sắp đóng cửa rồi không? Tần Vĩnh Nghiêm cười ha ha hỏi. Gia chủ Tần. Ngay lập tức Dương Phát như bắt được rơm giả cứu mạng, kêu lên thất thanh, xảy ra chuyện rồi, liên minh Giang Thành của chúng ta sắp sụp đổ rồi. 1852. Một nơi nào đó ở Giang Thành, trong một sơn trang yên tĩnh. Ông lão Tần Vĩnh Nghiêm đang cầm một chiếc cần câu câu, vừa câu cá vừa gọi điện thoại. Cũng không biết phía bên kia điện thoại đã nói gì, khuôn mặt Tần Vĩnh Nghiêm vốn đầy vẻ tươi cười lập tức đông cứng lại. Tay cầm cần câu cũng run lên, cá dưới đáy hồ bị dọa sợ bỏ chạy mất. Cái gì, liên minh Giang Thành bị giải thể rồi. Tần Vĩnh Nghiêm không nhịn được mà kêu lên thất thanh. Đúng vậy, Tần gia chủ, đột nhiên có rất nhiều người tới Thiên An, ngay cả những hào môn như nhà họ Kim và nhà họ Lương cũng đến, hiện tại công ty chúng tôi đều bị phá sản rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói gần như sắp khóc của Dương Phát. Vẻ mặt Tần Vĩnh Nghiêm đột nhiên trở nên nghiêm túc, không thể nào, tôi đã tìm hiểu qua phía sau của tập đoàn Lệ Tinh, chỉ có một mình Lý Khinh Hồng là có chút bối cảnh. Lý Khinh Hồng chính là đại tiểu thư Lý Thị, năng lực có hạn, sao có thể một mình giải quyết chuyện lớn như vậy? Chả ẳng lẽ là gia chủ Lý Thị, Lý Thế Nhân đã ra tay. Tần Vĩnh Nghiêm đoán, suy đi nghĩ lại, cũng chỉ là lý do này là hợp lý nhất, cũng có khả năng xảy ra nhất. Dù sao Lý Khinh Hồng cũng là con gái của Lý Thế Nhân. Mặc dù Lý Thế Nhân thường chuyện ta làm, chuyện mà bản thân nhận định thì cho dù làm tổn thương trái tim của con gái cũng sẽ đi làm, nhưng xuất phát điểm vẫn là vì muốn tốt cho con gái. Nếu Lý Thế Nhân ra tay, liên minh Giang Thành căn bản không phải là đối thủ. Không phải, là chồng của Lý Khinh Hồng, một người thanh niên tên là Vương Nhất. Dương Phát báo cáo. Lông mày Tần Vĩnh Nghiêm lập tức nhíu chặt lại, khuôn mặt già nua kia giống như vỏ cam khô. Trầm mặc một lúc lâu, Tần Vĩnh Nghiêm phủ quyết, các ông chắc chắn là người tên là Vương Nhất sao? Vâng, tôi chắc chắn. Thế là, Tần Vĩnh Nghiêm không nói gì nữa, trong mắt đục ngầu lóe lên một tia sát ý đáng sợ. Cái tên Vương Nhất này, ông ta quá quen roi. 5 năm trước, người đã hủy hoại tương lai tươi sáng của cháu trai nhỏ Tân Hồng Long của ông ta chính là một chàng thanh niên tên là Vương Nhất. Vào thời điểm đó, vốn dĩ ông ta muốn động dụng sức mạnh của gia tộc để hủy hoại Vương Nhất. Nhưng không biết vì sao, Vương Nhất lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cho dù thông qua con đường nào, Tần thì cũng đều không tìm được. Ngay cả hồ sơ của anh cũng bị quốc gia phong tỏa lại, Tần Vĩnh Nghiêm không có tư cách để tra hỏi. Mãi đến 5 năm sau, Tân Thị mới truy lùng được hành tung của Vương Nhất. Tin tức có được lại khiến lòng dạ Tần Vĩnh Nghiêm trùng xuống. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, trưởng công chúa của Lý Thị đã ở bên nhau, hơn nữa còn trở thành vợ chồng. 1853. Tân Thị tuy mạnh nhưng cũng không mạnh đến mức một lời không hợp liền dám khai chiến với Lý Thị không thua kém gì mình. Cho dù Lý Thế Nhân không thừa nhận người con rể này, nhưng chỉ cần Lý Khinh Hồng bảo vệ, Lý Thị vĩnh viễn không thể làm gì được. Mặc dù Tần Vĩnh Nghiêm rất tức giận nhưng đối với tên Vương Nhất này, về cơ bản cũng đưa ra một kết luận, dựa vào vợ. Không có Lý Khinh Hồng, Vương Nhất chẳng là gì cả. Một người như vậy, làm sao có thể giải quyết được chuyện mà ngay cả Lý Khinh Hồng cũng không thể giải quyết được. Dương Phát lại nói, chúng tôi chưa từng gặp anh ta, nhưng vì anh ta mà đại đa số gia tộc Thiên An cùng nhau hộ giá tập đoàn Lệ Tinh, nhà họ Hạ, nhà họ Hồ, nhà họ Lục. Ba nhà cũng không đồng ý gia nhập liên minh Giang Thành tôi, chúng tôi không phải là đối thủ. Giọng nói của Dương Phát run run, trông có vẻ căn bản không giống như đang nói dối. Được, tôi biết rồi. Công ty các ông, Tần thì tôi sẽ nâng đỡ, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được rêu rao, càng không được truyền ra ngoài, hiểu chưa? Tần Vĩnh Nghiêm căn dặn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lão gia tử, tôi hiểu. Dương Phát vội vàng gật đầu. Tần Vĩnh Nghiêm nhíu chặt mày, do dự một lúc rồi bấm một dãy số. Bíp bíp bíp. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Tần gia chủ. Tần Vĩnh Nghiêm trầm giọng nói, Mục Lang, khi nào thì ông đến Giang Thành? Chập tối, sao vậy? Mục Lang nói. Xảy ra chuyện rồi, cách của ông bị người ta phá rồi. Tần Vĩnh Nghiêm nói. Bị phá rồi.
Nghe thấy vậy, Mục Lang phía bên kia điện thoại rõ ràng là rất ngạc nhiên. Nhiều tập đoàn như vậy kết thành liên minh đi đánh áp một công ty, đây rõ ràng không phải là cách quang minh chính đại gì. Chuyện về kinh doanh, Mục Lang cũng không hiểu, chỉ có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Nhưng thắng ở sự đơn giản và thô bạo. Một tập đoàn, dưới sự đánh áp của liên minh thương mại, nhất định sẽ đi vào con đường diệt vong, muốn xoay chuyển cục diện là không dễ dàng. Sao lại như vậy? Giọng điệu của Mục Lang có chút trầm thấp. Nói thế nào ông ta cũng là Tây Cảnh thủ hộ, cũng coi là biết bày mưu lập kế, vậy mà cách mà ông ta nghĩ ra lại bị phá rồi. Điều này khiến Mục Lang rất mất mặt, bắt buộc phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. 1854. Tần Vĩnh Nghiêm lặng lẽ thở dài, người phá vỡ biện pháp của ông, không phải là Lý Khinh Hồng, mà là chồng của cô ta, một người trẻ tuổi tên là Vương Nhất, thật là hậu sinh khả úy. Khi nói đến hậu sinh khả úy, trong mắt Tần Vĩnh Nghiêm lóe lên một tia sắc bén. Vương Nhất, Mục Lang cũng nghiền ngẫm cái tên này, giọng điệu trầm thấp. Cái tên này, ông ta cảm thấy quen tai, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Nhưng lại không thể nhớ ra. Đông Nam Tây Bắc, tứ đại thủ hộ, ngoại trừ Bắc Cảnh, ba đại cảnh còn lại, tên của thủ hộ đều công khai. Mọi người đều biết bọn họ là ai. Chỉ có Bắc Cảnh, tên, thân phận và thông tin đều được bảo mật cao độ. Bởi vì trấn thủ Bắc Cảnh chính là ẩn chủ. Không ai đủ tư cách để biết thân phận của ẩn chủ. Mục Lang không biết ẩn chủ chính là Vương Nhất cũng là điều rất bình thường. Dừng một chút, Mục Lang lại nói, lão gia tử, ông trước tiên đừng lo lắng, mọi chuyện đợi tôi đến Giang Thành rồi nói. Cho dù trong lòng Tần Vĩnh Nghiêm có mất cân bằng đến đâu, cũng chỉ có thể đồng ý. Được, liên minh Giang Thành tan rã, áp lực của tập đoàn Lệ Tinh đột nhiên không còn. Nữa, liên quan đến việc nhắm vào bọn họ, lệnh cấm mỹ phẩm cũng được dỡ bỏ. Tập đoàn Lệ Tỉnh hoạt động bình thường. Sau khi Lý Khinh Hồng biết được, càng nhìn Vương Nhất như nhìn một con yêu quái. Anh làm thế nào được vậy? Đôi mắt đẹp của Lý Khinh Hồng tràn đầy sự kinh ngạc. Dù sao lần này phía mà tập đoàn Lệ Tinh đắc tội với chính là cơ cấu tổ chức của Giang Thành, dân không đấu với quan, nếu đấu thì kết cục chính là một chữ chết. Vương Nhất cười cười, rất đơn giản, nuôi quân nghìn ngày, dùng quân một giờ, nền móng của chúng ta ở Thiên An, thỉnh thoảng động dụng một chút sức mạnh của bọn họ, là chuyện nên làm. Lý Khinh Hồng cũng rất vui mừng. Lý do vui mừng không phải là công ty đã sống sót qua nguy hiểm mà là năng lực của Vương Nhất. Cô ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng người đàn ông mà cô ta chọn không kém gì Lý Thế Nhân. Thậm chí, còn mạnh hơn. Trở lại văn phòng, Vương Nhất gọi điện thoại cho Tăng Quốc Vinh, khen ngợi một câu, làm tốt lắm, không để Thiên An chúng ta bị bắt nạt. Cảm ơn anh Vương. Được Vương Nhất khen ngợi, Tăng Quốc Vinh vô cùng vui mừng. Giúp tôi cảm ơn tất cả các gia chủ đã đến. Vương Nhất nói, nếu đã đến Giang Thành rồi thì đừng đi nữa, ít nhất chờ đến khi đại hội Bắc Cảnh kết thúc rồi đi. Tăng Quốc Vinh vui vẻ đồng ý, điều đầu tiên ông ta làm là đi tìm Hồ Hoàng Việt và La Chí Viễn. Vù! Đột nhiên, sau lưng thổi tới một luồng gió lạnh. Một người phụ nữ mặc đồ da màu đen xuất hiện phía sau Vương Nhất. Không phải Lãnh Nhan, là Khương Nhã Mi. Tin tức mới nhất, Tây Cảnh thủ hộ, Mục Lang 5 tiếng đồng hồ nữa sẽ tới Giang Thành. Khương Nhã Mi nói. Câu nói này khiến Vương Nhất sững sờ một chút, sau đó khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tin đồn xôn xao lâu như vậy, Tây Cảnh thủ hộ của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Khương Nhã Mi không nói gì, chỉ chờ Vương Nhất nói tiếp. Quả thật vậy, kể từ sau khi Đại hội Bắc Cảnh được ấn định tổ chức tại Giang Thành, hầu hết mọi người đều loan truyền về Tây Cảnh thủ hộ, Mục Lang. Hiện tại, trong danh tiếng của tứ đại thủ hộ Đông Nam Tây Bắc, danh tiếng của Mục Lang là lớn nhất. Thậm chí còn lớn hơn ẩn chủ là anh đây. 1855. Vương Nhất dừng một chút rồi tiếp tục nói, nếu bạn cũ của chúng ta tới rồi, vậy sao có thể không dốc sức tiếp đãi một chút chứ? Những lời này khiến Khương Nhã Mi nhướng mày, anh muốn làm thế nào? Mặc dù cô ta chưa biết kế hoạch của Vương Nhất, nhưng cô ta biết rất rõ rằng sự tiếp đãi mà Vương Nhất nói nhất định sẽ khiến Mục Lang không còn mặt mũi. Chỉ thấy Vương Nhất thờ ơ nói, tôi đã thông báo trước cho Võ Si qua đây rồi, tính toán thời gian, có lẽ sẽ đến gần như cùng thời gian Mục Lang đến Giang Thành. Sắc mặt Khương Nhã Mi lập tức hơi thay đổi, Võ Si. Đúng vậy, Võ Sỉ Võ Sơn Hà. Vương Nhất cười nhạt, không biết tên tuổi của Võ Sỉ có thể áp đảo Mục Lang không?
Khương Nhã Mi lập tức hiểu Vương Nhất muốn làm gì, sắc mặt lập tức hơi thay đổi. Anh muốn đối xử lạnh nhạt với Mộc Lang. Vương Nhất cười, nhìn cô ta một cái, việc này sao là đối xử lạnh nhạt chứ? Nói thế nào thì võ sĩ cũng là người được mọi người kính trọng ngưỡng mộ, nếu không so được với một Mộc Lang vừa mới nổi thì quá không nói nổi rồi. Khương Nhã Mi hừ một tiếng, cảm thấy anh lăn lộn ở trong đô thị lâu rồi, cũng trở nên đạo đức giả. Đạo đức giả? Vương Nhất sững sờ một chút, sau đó cười nói, tôi sẽ coi đây là lời khen của cô. Khương Nhã Mi không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi nào đạo đức giả cũng trở thành một từ ca ngợi để khen ngợi người khác vậy? Là xã hội đang tiến bộ hay là lòng người gian trá? Vương Nhất, Khương Nhã Mi đột nhiên lên tiếng, nhưng cô ta không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn tầng mây trên bầu trời. Tiêu Minh và Lãnh Nhan đều sẽ không sao, đúng không? Vẻ mặt của Vương Nhất trở nên nghiêm túc rất nhiều, trịnh trọng gật đầu, sẽ không sao, tôi sẽ không để bất cứ ai trong số bọn họ chết đi. Giọng điệu của Vương Nhất rất trầm thấp, trong đó chứa đựng quyết tâm của anh. Thế là, Khương Nhã Mi nở nụ cười. Anh trở nên đạo đức giả rồi, nhưng một số chỗ, anh vẫn không thay đổi chút nào. Vương Nhất cười cười, đây mới là nhân loại thực sự, sinh động sâu sắc. Tiếp sau Tây Cảnh thủ hộ, Mộc Lang lại nổ ra một tin tức trọng đại khác. Võ sĩ Võ Sơn Hà cũng sắp đến Giang Thành. Sau khi biết tin tức này, người của Hiệp hội Võ Đạo khắp nơi đều phát điên. Không chỉ là ở Giang Thành, Thiên An, mà Hiệp hội Võ Đạo ở Lâm Thành Giang Chiết đều sẽ cử người tới, chào đón võ sĩ. Địa vị của võ sĩ trong giới võ đạo giống như địa vị của nhạc sĩ trong giới giải trí và thương sĩ trong giới kinh doanh, được coi là cấp bậc người đỡ đầu. Đặc biệt là võ sĩ đã thành lập một giáo phái, người trong ngành đều gọi nó là chiến thần nhất mạch. Nếu may mắn có thể được chiến thần nhất mạch chọn chúng, vậy thì rất có khả năng có được sự chỉ bảo của sư phụ võ sĩ. Võ sĩ cũng có sư phụ. Chỉ có điều tên là gì, bao nhiêu tuổi, không ai biết được. Sân bay quốc tế Thành Đông Giang Thành. Giang Thành có tổng cộng 2 sân bay, phân biệt nằm ở phía Thành Đông và Thành Tây. Nơi mà Mộc Lang đáp xuống là sân bay Thành Đông. Tuy nhiên, vẫn còn nửa tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Sân bay Thành Đông không một bóng người. Lại 10 phút nữa trôi qua, sự văng vẻ và trống trải của sân bay Thành Đông mới bị phá vỡ bởi tiếng động cơ của một chiếc ô tô. Một chiếc xe thương vụ chậm rãi đi tới, trên biển số có một chữ, vố to đùng. Chứng tỏ chiếc xe này đến từ Hiệp hội Võ Đạo Giang Thành. Cửa xe mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc võ phục bước xuống, theo sau còn có mấy tỉnh anh của Hiệp hội Võ Đạo. Đó chính là hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo, Hồng Giác Hải. Bên cạnh ông ta có một người đàn ông vạm vỡ như tháp sắt, khí tức mạnh mẽ, chính là em ruột của ông ta, Hồng Giác Lâm. Bọn họ đang nhìn sân bay Thành Đông không một bóng người trong sự bàng hoàng. Không nên như vậy chứ, Tây Cảnh thủ hộ, ngài Mục đến, không phải người dân Giang Thành nên xếp hàng chào đón sao? Sao lại không có thấy một bóng người? Thư ký của Hồng Giác Hải trợn tròn mắt, lên tiếng hỏi. Hồng Giác Hải chậc chậc lưỡi, cũng không phản ứng lại. Bình thường, sân bay Thành Đông của Giang Thành cho dù trống trải đến đâu cũng sẽ không đến mức không có ai. Chỉ là hôm nay kiến trúc thượng tầng của Giang Thành biết được Tây Cảnh thủ hộ, Mộc Lang sắp đáp xuống sân bay Thành Đông nên đã đặc biệt phong tỏa nơi đây. Cả ngày hôm nay, không có máy bay nào khác được phép dừng ở sân bay Thành Đông. Toàn bộ trống không. Hồng Giác Lâm do dự một chút, đột nhiên hỏi, có phải đã nhầm rồi không, ở sân bay Thành Tây? Không thể nào. Hồng Giác Hải lập tức xua tay, vẻ mặt nghiêm túc, ngài Mục đã nói rằng ông ấy sẽ hạ cánh ở sân bay Thành Đông, làm sao có thể nói một đằng làm một nẻo mà hạ cánh ở sân bay Thành Tây được? Vậy thì lạ thật, những người xếp hàng nghênh đón đâu? Tất cả các thành viên của Hiệp hội Võ Thuật đều đầy vẻ hoang mang. Vốn dĩ. Bọn họ dự liệu rằng từ kiến trúc thượng tầng của Giang Thành cho tới dân thường của Giang Thành đều sẽ tới chào đón. Còn có những người của chiến vực Giang Thành. Kết quả là đến cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Chắc là còn chưa tới. Cuối cùng, Hồng Giác Hải nói ra suy đoán của mình. Nước Hát là xã hội tình người, nói là mấy giờ nhưng thực ra sẽ tới muộn mấy phút, có lẽ bọn họ nhận được tin tức máy bay của ngài Mục đến muộn, vì vậy bọn họ cũng đến muộn. Có lý. Sau khi nghe Hồng Giác Hải giải thích, Hồng Giác Lâm và thư ký của ông ta đều cảm thấy rất đúng, bèn kiên nhẫn chờ đợi. Ầm ầm. Không lâu sau, cách đó không xa có mấy chiếc xe chạy tới. Lần này là cùng tới.
Tới rồi. Hồng Giác Hải lập tức lộ ra nụ cười, chỉ vào những chiếc xe kia và nói. Hồng Giác Lâm và thư ký của ông ta đều cảm thấy rất phấn khích. Chỉ nhìn thấy những chiếc xe kia lần lượt dừng lại, mười mấy người đàn ông mặc Âu phục, đi giày ra đi tới. Hồng Giác Hải lập tức tiến lên chào đón. Ông ta đều nhận ra những người này, họ đều là kiến trúc thượng tầng của Giang Thành. Lại một chiếc ô tô khác dừng lại, hai thanh niên xuống xe. Một trong số đó tuấn tú như ngọc, da trắng thư sinh. Mà người còn lại lại phải chống gậy, khí chất tổng thể rõ ràng rất u ám. Đó chính là Tần Vũ và Tần Hồng Long của vương tộc Tần Thị. Sau đó, Tần Vũ đỡ một ông lão tóc bạc phơ đang khom lưng bước xuống. Ông ta là Tần Vĩnh Nghiêm, gia chủ Tần Thị. Bọn họ đứng cùng nhau, chờ đợi cùng nhau. Nhưng rất nhanh, Tần Vĩnh Nghiêm cau mày, tại sao có ít người như vậy? Hồng Giác Hải sửng sốt một chút, Tần gia chủ, còn có các vị, người chào đón không phải là do các ông chuẩn bị sao? Tần Vĩnh Nghiêm và Tần Vũ lập tức nhìn về phía những người mặc vest và đi giày ra. Đối phương cũng nhíu mày, đi hỏi một chút, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, điện thoại reo lên. Không hay rồi, không biết tại sao, tất cả những người đáng lẽ phải đón ngài mục đều đã đến sân bay Thành Tây rồi. Lời này vừa nói ra, bất kể là Hồng Giác Hải, còn có Tần Vĩnh Nghiêm hay những kiến trúc thượng tầng của Giang Thành đều không nhịn được mà biến đổi sắc mặt. Tất cả những người nên phải đến đây lại đến sân bay Thành Tây hết. Nhưng đây là sân bay Thành Đông. Tần Vũ híp mắt, không hề hoảng loạn. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, những người đó vì sao lại đến sân bay Thành Tây? Cấp trên chắc hắn đã thông báo rõ ràng rằng Tây Cảnh thủ hộ sẽ hạ cánh ở sân bay Thành Đông, rốt cuộc có gì thu hút bọn họ ở sân bay Thành Tây. Người kia báo cáo, là võ sĩ, võ Sơn Hà đến rồi, những người vốn nên đến chào đón ngài mục, toàn bộ đều chạy đến chào đón võ Sơn Hà. Cái gì, võ sĩ? Lời này vừa được nói ra, trong đầu Tần Vũ cũng ầm vang một tiếng, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Anh ta không ngờ rằng hai sự việc này lại va chạm với nhau. Võ Si Võ Sơn Hà cũng sẽ đến Giang Thành, đây là chuyện đã lan truyền khắp cõi mạng hôm qua. Tần Vũ đương nhiên cũng nhìn thấy. Chỉ có điều lúc đó, anh ta không nảy sinh liên kết giữa hai chuyện này. Anh ta còn nghĩ rằng Võ Si cũng bị Đại hội Bắc Cảnh thu hút qua, ngược lại viết có thể thổi phồng hay hơn. Sơ suất này đã tạo thành sự bối rối khi đường đường là Tây Cảnh thủ hộ, Mục Lang lại không ai chào đón. Sắc mặt của đám người Hồng Giác Hải và Tần Vũ bọn họ lập tức trở nên rất khó coi, đây quả thực là đang tát vào mặt. Tần Hồng Long đứng ở phía sau không nói lời nào, anh ta cũng đứng nhìn với vẻ đầy kinh ngạc. Một lúc sau, khóe miệng anh ta cong lên một nụ cười nhạt. Anh ta đại khái có thể đoán được đây là kiệt tác của ai rồi. Vương Nhất, thật là mang đến cho anh ta quá nhiều sự ngạc nhiên vui mừng. Vậy mà lại có thể mời võ sĩ Võ Sơn Hà đến được. Tên tuổi của Tây Cảnh thủ hộ, Mục Lang nổi lên vì Đại hội Bắc Cảnh nhưng nếu so sánh nhân khí với võ sĩ, Võ Sơn Hà, đó chính là không biết lượng sức. Hai người vốn chính là sao hỏa va chạm với trái đất, một là địa vị của võ sĩ trong giới võ đạo không phải là thứ mà Mục Lang có thể so sánh, hai là, nếu hai người thực sự xảy ra xung đột, Tần Hồng Long không nghĩ rằng võ S sẽ là yếu hơn Mục Lang. Quang minh chính đại như vậy, Mục Lang không có chút biện pháp nào. Làm sao bây giờ? 10 phút nữa ngài mục tới rồi. Sắc mặt Hồng Giác Hải rất khó coi, đồng thời trong lòng cũng rất thấp thỏm. Chào đón Mục Lang tại sân bay, đây là lễ nghi cơ bản nhất. Chỉ là không biết ngài mục lòng dạ thế nào. Sân bay hiu quạnh như vậy, đây chính là phương thức chào đón ông ta, ngài mục nhất định sẽ tức giận. Tần Vĩnh Nghiêm thở dài, chuyện đã đến nước này, có đi kêu người cũng không kịp nữa, cứ chào đón như vậy đi. Ngay cả Tần gia chủ. Người được xưng là bộ tham mưu cũng không có cách nào, những người khác chỉ có thể bất chấp chờ đợi. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng máy bay vụt qua. Một chiếc máy bay trực thăng quân dụng từ từ hạ cánh, bên cạnh còn có mười mấy chiếc máy bay chiến đấu hộ tống, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. L, người có thể có trận thế lớn như vậy, ngoài Tây Cảnh thủ hộ, Mục Lang gia, không còn ai khác. Ngài Mục đến rồi. Hồng Giác Hải nói với giọng run run. Trong lòng vô cùng lo lắng. Tần Vĩnh Nghiêm, Tần Vũ và một số tinh anh thượng lưu của Giang Thành đều đứng thành hàng, vẻ mặt nghiêm túc. Cánh quạt trực thăng quay nhanh, gió lớn rít gào, một bóng người cao lớn bước ra khỏi đó. Đó chính là Mục Lang. Dáng người ông ta cao lớn, cao 1m85,
bờ vai rộng, chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ mang đến cho người ta cảm giác áp bức. Ngài Mục, đám người Hồng Giác lập tức tiến lên chào đón với nụ cười trên khuôn mặt. Mục Lang khẽ gật đầu, nhưng sau đó ánh mắt liền thay đổi, hỏi, sao lại có mấy người như vậy? Mục Lang cau mày nhìn sân bay vắng tanh. Lập tức, sắc mặt tất cả mọi người hơi thay đổi, thót cả tim lên. Ít người thế này, họ sớm biết Mục Lang sẽ không vui. Quả nhiên, vừa xuống xe đã trở thành như thế này. Giọng điệu của Mục Lang rất bình tĩnh, thậm chí không thể nhân ra một chút tức giận nào. Nhưng những lời này rơi vào tai của Hồng Giác Hải và Tân Vĩnh Nghiêm, tức là đang tức giận. Biết làm sao được, vị trí khác nhau, đôi khi không có gì xảy ra, nhưng vẫn phải như đối mặt với kẻ thù. Chuyện này, Hồng Giác Hải và những người khác đều im lặng. Mục Lang lại cười, thật thú vị. Tôi đã ở trong quân đội hơn 30 năm, đây là lần đầu tiên tôi xuống máy bay mà có rất ít người chào đón như vậy. Khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ đấy. Sắc mặt Hồng Giác Hải càng hoảng hốt hơn. Tần Vĩnh Nghiêm mỉm cười, Mục Lang, tôi hiểu tính ông, không thích ba cái lễ nghĩ rườm rà. Tuy nhiên, tiếp đón như vậy có hơi sơ sài thật, không phù hợp với thân phận người bảo vệ biên giới phía Tây của ông. Lời nói của ông lão có thể nói là rất tài tình, đầu tiên ông khen ngợi việc Mục Lang không thích lễ nghỉ rườm rà, sau đó chuyển chủ đề và xin lỗi Mục Lang vì sự tiếp đón sơ sài này. Nghe vậy, trong lòng Mục Lang cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bởi vì ngay cả khi ông ta không quan tâm đến mấy lễ nghỉ rườm rà này đi chăng nữa, thì dù sao Mục Lang cũng là người bảo vệ biên giới phía Tây, xuống máy bay mà không có nhiều người chào đón, trong lòng sẽ khó tránh khỏi có những cảm xúc bức bối. Thậm chí còn nghi ngờ rằng cấu cán bộ của Giang Thành làm việc không đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, Tần Vĩnh Nghiêm nói rằng Mục Lang không thích lễ nghi rườm rà, lại được lòng Mục Lang hơn. Bỏ cái tác phong chân chính sang một bên, một người có chức vị càng cao, càng thích được người ta nói là mình không thích lễ nghi rườm rà, thanh liêm, liêm khiết. Quả nhiên, Mục Lang sau khi nghe vậy liền mỉm cười nói, vẫn là ông hiểu tôi nhất. Dù tôi có địa vị cao đến đâu, cũng là một quân nhân của nước Hát. Cần gì phải khoa trương như vậy? Có người đón là tôi đã rất vui rồi. Nói xong, Mục Lang cười sảng khoái. Hồng Giác Hải, Tần Vũ và những người khác cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tần Vĩnh Nghiêm với ánh mắt tán tụng và kính sợ hơn nữa. Không hổ là ông Tần, đa mưu túc trí như vậy, đúng là kho văn của nước nhà. Tần Vĩnh Nghiêm lập tức liếc nhìn Tần Vũ. Sao Tần Vũ có thể không hiểu ý của ông nội? Lập tức tiến lên một bước. Cười nói, chẳng qua là, chúng tôi vốn đã chuẩn bị một buổi chào đón hoành tráng chưa từng có cho ông Mục, từ lúc ông Mục xuống máy bay, đến buổi tối, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Nghe vậy, Mục Lang thực sự dừng bước, đến gần Tân Vũ, hơi nheo mắt lại. Vậy tại sao chỉ có mấy người thế này? Tân Vũ mỉm cười, đó là bởi vì tất cả những người ban đầu chào đón ông Mục đã đến sân bay Thành Tây. Sân bay Thành Tây. Nghe vậy, Mục Lang lập tức cau mày. Tại sao lại đến sân bay Thành Tây? Tôi đã nói rõ là ở sân bay Thành Đông cơ mà. Tần Hồng Long ở bên cạnh nghe xong thầm kinh hãi, phải thừa nhận ông nội và anh họ anh ta quá cơ trí. Sau khi ông nội nói vậy, từ việc không chào đón Mục Lang đã trở thành vấn đề tôn nghiêm. Ai dám cướp hào quang của Mục Lang? Tần Vũ cười nói, chắc ông Mục cũng không biết, theo hướng sân bay Thành Tây, còn có một nhân vật tai to mặt lớn khác đến Giang Thành. Mọi người cùng giới truyền thông đều chạy đến đó. Nhân vật tai to mặt lớn, còn ai nữa? Đôi mắt của Mục Lang đột nhiên trở nên u ám. Tần Vũ chậm rãi nói ra hai chữ. Võ sĩ võ si, nghe vậy, Mục Lang sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Chính là một trong thất si của nước Hát, võ sĩ, võ Sơn Hà. Nụ cười trên mặt Tần Vũ càng rạng rỡ, đúng vậy. Ngài võ si, bên cạnh. Hồng Giác Hải rất phấn khích, khuôn mặt đầy tôn kính. Mục Lang ngay lập tức liếc nhẹ ông ta. Ngay lập tức, Hồng Giác Hải ngừng cười, trên mặt vẫn còn nét gượng gạo. Nói về một nhân vật tai to mặt lớn khác trước mặt một nhân vật tai to mặt lớn là điều cấm kỵ. Nhân vật tai to mặt lớn như Mục Lang đều có thói kiêu ngạo. Đều muốn được tôn trọng. Nhưng bây giờ, Mục Lang không cảm thấy được tôn trọng chút nào. Cậu ta tới đây làm gì? Mục Lang mỉa mai hừ một tiếng, nói với vẻ mặt lạnh lùng. Tần Vũ lắc đầu, không biết, có lẽ là bởi vì Đại hội Bắc Cảnh. Nếu đã tới đây là vì Đại hội Bắc Cảnh, thì phải nhận thức cho rõ bản thân như thế nào, loại người nào không nên đắc tội. Mục Lang nói với vẻ mặt bình thản, biểu cảm lạnh lùng.
Ngay lập tức, khuôn mặt của Hồng Giác Hải hơi biến sắc. Mọi người có thể nghe thấy sự không hài lòng trong giọng điệu của Mục Lang, thậm chí còn có chút ý định lấy lại mặt mũi. Tân Vũ cười nói tiếp, ông Mục, tôi nghe nói người ở biên giới phía Tây rất dũng mạnh, sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi, nếu có ai trong Hổ Lang quân ở biên giới phía Tây bị bắt nạt, toàn bộ Hổ Lang quân sẽ ra mặt thay người đó. Mục Lang mỉm cười gật đầu, ngữ khí tràn đầy kiêu ngạo, đúng vậy, đây là tác phong của Hổ Lang quân bọn tôi ở biên giới phía Tây. Vậy hẳn là sẽ càng không nén giận nhỉ. Tần Vũ cười nói, tôi tình nguyện cùng ông Mục đến sân bay thành Tây. Tần Vũ đại biểu cho ý của nhà họ Tần, nhưng ngoại trừ nhà họ Tần, không ai lên tiếng. Tất cả cán bộ ở Giang Thành đều xin cáo lui trước, sao có thể hùa theo nhanh như vậy? Mà nhiều người như vậy nhớ người khó xử nhất lại là Hồng Giác Hải. Ông ta đến tiếp đãi người bảo vệ lãnh thổ phía Tây, nhưng đồng thời, ông ta cũng ở trong Hiệp hội Võ Đạo. Võ sĩ là người sáng lập Hiệp hội Võ Đạo. Nếu hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo ông ta không theo võ sĩ, không phải là loạn rồi à? Hội trưởng Hồng, ý ông thì sao? Sợ cái gì thì cái đó tới. Hồng Giác Hải còn đang do dự, Tân Vũ mỉm cười nhìn ông ta. Nụ cười trên môi khiến tim ông ta thon thót. Trông rõ là ép ông ta phải chọn phe ngay bây giờ trong lòng Hồng Giác Hải than khổ không thôi, nhưng vì ông ấy đã tới chỗ Mục Lang, ông ấy chỉ có thể đứng bên phe Mục Lang. Tân Vũ lập tức nở nụ cười mãn nguyện, ông Hồng là người thông minh. Mục Lang lên xe của Tần Vĩnh Nghiêm, cả đám người hung hổ lao về phía sân bay ở thành Tây. Hai sân bay thành Tây và thành Đông nằm ở phía Đông và phía Tây của Giang Thành, muốn tới đó phải mất ít nhất 40 phút. Võ sĩ sẽ đến muộn hơn Mục Lang, vì vậy thời gian vừa trùng khớp. Lúc này, tập đoàn Lệ Tinh. Vương Nhất bước vào văn phòng của Lý Khinh Hồng, thoải mái ngồi xuống trước mặt cô ấy. Lúc này, Lý Khinh Hồng đang sửa một tài liệu, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Bận gì đấy? Vương Nhất cười hỏi. Lý Khinh Hồng thở dài, mặc dù công ty hiện tại không bị Liên minh Giang Thành trấn áp, nhưng Đại hội Bắc Cảnh sẽ bắt đầu sớm, hầu hết các công ty nổi tiếng ở Giang Thành đều đã được mời, đồng thời đã được dán nhấn là đối tác của Đại hội Bắc Cảnh, chỉ có công ty của chúng em bị trừ ra. Vương Nhất nghe xong, cười nói, chỉ vì vậy thôi à? Lý Khinh Hồng gật đầu. Tại địa điểm của Đại hội Bắc Cảnh, khi ấy rất nhiều công ty được mời tham gia, đây cũng là một cơ hội cho giới kinh doanh. Vì sự chèn ép của Liên minh Giang Thành, chúng ta sẽ bỏ lỡ Đại hội Bắc Cảnh và chịu tổn thất nặng gạch dưới ne. Vì vậy, em đang làm một kế hoạch, dự định đệ trình nó để xem liệu có cơ hội được chấp thuận hay không. Vương Nhất trực tiếp đóng cuốn sổ của Lý Khinh Hồng lại, cười nói, vô dụng thôi, cơ quan ở Giang Thành đều là người của Mục Lang. Dù em có viết hay đến đâu thì em cũng sẽ bị từ chối. Trên mặt Lý Khinh Hồng có chút tức giận, vậy không phải họ quá đáng quá rồi sao? Vương Nhất không tức giận, đây chẳng qua là vấn đề tình thế. Nếu để tập đoàn Lệ Tinh trở thành doanh nghiệp tiên phong thì không phải tốt rồi sao? Nói nghe dễ dàng quái. Lý Khinh Hồng trợn tròn mắt, sao có thể trở thành một doanh nghiệp đi đầu dễ dàng như vậy? Vương Nhất dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Nếu đi từng bước một thực sự không dễ dàng, nhưng trên đời này rất nhiều thứ đều có thể đi thang máy, đây chính là cái gọi là đặc quyền. Đặc quyền. Lý Khinh Hồng sững sờ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Đúng. Vương Nhất cười nói, bây giờ em tới một nơi với anh sẽ nói cho em biết thế nào là đặc quyền. Lý Khinh Hồng bị Vương Nhất kéo dậy. Cô mặt đầy ngạc nhiên, anh đưa em đi đâu vậy? Sân bay thành Tây. Vương Nhất nói mà không hề quay đầu lại. Lý Khinh Hồng càng bối rối hơn. Sân bay thành Tây, đây không phải là nơi võ sĩ hạ cánh sao. Chiếc xe phóng như bay cả một đường. Chiến vực Giang Thành đúng lúc xuất quân, trên đường đi đầu cũng có xe bọc thép hạng nặng. Mà xe của Vương Nhất tình cờ bị kẹp giữa hai chiếc xe bọc thép. Bóng đen khổng lồ lù lù tiến tới. Lý Khinh Hồng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cô không nhịn được nói với Vương Nhất, hay chúng ta đừng đi nữa. Xe của chiến vực sao cũng được điều động. Vương Nhất cười nói, bọn họ đi chào đón, chúng ta cũng tới chào đón, không có xung đột. Vì vậy, Lý Khinh Hồng thắt dây an toàn, ngẩng đầu nhìn lên chiếc xe bên cạnh, sợ rằng có thể xảy ra chuyện. Đến sân bay thành Tây của Giang Thành, Lý Khinh Hồng bị cảnh tượng ở đó làm cho sốc. Người đông nghìn nghịt, nhiều người trong số họ đến từ chiến vực Giang Thành. Nghe nói ngay cả thủ lĩnh của chiến vực Giang Thành, Tiêu Hồng Cương cũng đến. Diệp Kình Hiên cũng ở đây, trên mặt tràn đầy hưng phấn.
với tư cách là hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Thiên An, tổ sư của Hiệp hội Võ đạo đã đến, tất nhiên anh ta muốn chào đón. Cũng có nhiều doanh nhân nổi tiếng ở Giang Thành có mặt. Nhìn thấy Lý Khinh Hồng đến, họ lập tức cười lớn. Ôi, đây không phải là chủ tịch Lý của tập đoàn Lệ Tỉnh sao? Đại hội Phương Bắc không liên quan gì đến cô tới đây làm gì? Ngài võ sĩ sắp xuống máy bay, ngài võ sĩ tới Giang Thành, 9 phần 10 là tới đây tham dự Đại hội Phương Bắc. Chúng tôi đều là những người tài trợ được chỉ định của Đại hội Phương Bắc, không cần tập đoàn Lệ Tinh nữa. Những người lên tiếng đều là những doanh nhân Giang Thành đến tìm sự hợp tác, nhưng đều bị Lý Khinh Hồng từ chối. Nhưng bây giờ tất cả các xí nghiệp ở Giang Thành đều đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán việc tài trợ cho Đại hội Bắc Cảnh, họ lại đều được gắn mác là nhà tài trợ cho Đại hội Bắc Cảnh, chỉ duy tập đoàn Lệ Tinh lại bị cô lập. Điều này mang lại cho họ cảm giác đã vùng được lên. Lý Khinh Hồng vẫn im lặng với khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng Vương Nhất đột nhiên nói, Khinh Hồng, lát nữa võ sĩ đi xuống, sẽ mời một người nói chuyện một lát, anh đoán người đó chính là em. Em. Nghe vậy, Lý Khinh Hồng sững sờ. Những doanh nhân đó thậm chí còn chết lặng hơn. Có chuyện này à? Mọi người chỉ biết rằng võ sĩ đến Giang Thành, nhưng họ không biết ông ta đến Giang Thành để làm gì. Đã đến lúc tổ chức Đại hội Phương Bắc, hơn nữa địa vị của võ sĩ trong giới võ đạo, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến nhau. Võ sĩ tới để cổ vũ Đại hội Phương Bắc. Từ những người già ngoài 80 đến những người trẻ tuổi 20-30 tuổi đều nghĩ như vậy trong tiềm thức. Những người trở thành nhà tài trợ của Đại hội Phương Bắc đều chết lặng. Võ sĩ xuống máy bay sẽ gặp người, có chuyện như vậy sao? Họ không biết. Không ai thông báo. Lý Khinh Hồng cũng sửng sốt, chỉ vào mình và hỏi, tại sao lại là em? Vương Nhất cười lắc đầu, anh cũng không biết nguyên nhân, nhưng anh cảm thấy là... Em! Lý Khinh Hồng lập tức trợn tròn mắt, cười măng, về sau không cần nói những lời như vậy lấy lòng em đâu. Vương Nhất lập tức nói, nhưng đúng là võ sĩ xuống máy bay sẽ gặp một người. Thấy Vương Nhất nói chắc chắn như vậy, thì chuyện này rất có thể là sự thật. Các chủ tịch của mấy tập đoàn kia ai ai cũng phấn khích. Nếu họ được chọn, thì công ty của họ sẽ lên như diều gặp gió. Kết quả là nụ cười hả hê trên khuôn mặt họ càng trở nên tồi tệ hơn. Lý Tổng, bọn cô mau chóng rời đi đi, các cô không phải là doanh nghiệp tài trợ được Đại hội Bắc Cảnh chỉ định, có tới cũng không có ích lợi gì. Đúng vậy, ngài võ sĩ không chọn cô đâu, đừng mơ mộng giữa ban ngày. Khuôn mặt thanh tú của Lý Khinh Hồng tràn đầy sự bực bội, nhưng cô không thể làm gì. Bây giờ Đại hội Bắc Cảnh là chủ đề nóng. Các doanh nghiệp không được chỉ định làm nhà tài trợ cho Đại hội Bắc Cảnh về cơ bản là không có cơ hội sống. Chúng ta đi thôi, nhìn xem khuôn mặt của võ số Lý Khinh Hồng thu lại cảm xúc của mình, không tranh cãi với những ông chủ đó. Biết tính tình Lý Khinh Hồng, Vương Nhất rất không thích tranh cãi với người khác, cũng không nói gì, cùng cô đi chỗ khác chờ. Sân bay Thành Tây khắp nơi chật ních người, tất cả đều tìm đến vì danh tiếng của võ sĩ. Lý Khinh Hồng cũng giống như hàng ngàn người khác. Đứng giữa đám đông, không dễ thấy. Cô kích động nói, võ S đã cống hiến cả cuộc đời mình để khiến võ đạo hùng thịnh, mang tinh thần võ thuật nước hát ra khỏi đất nước đến với thế giới. Một người như vậy thực sự là một anh hùng. Vương Nhất cười, chỉ là một tên nhóc ham rượu, láo táu mà thôi. Gì? Sân bay ồn ào, Lý Khinh Hồng không nghe rõ Vương Nhất nói gì. Không có gì. Vương Nhất mỉm cười và lắc đầu. Có lẽ ra là do những ông chủ đó lan truyền, bây giờ những người đến đón ở sân bay đều biết võ sĩ sẽ chọn người tại chỗ để gặp mình. Mọi người đều vô cùng hy vọng rằng họ là người được chọn. Ồ, lúc này, đám đông tản ra rất nhiều. Một chiếc xe thương vụ treo cờ đỏ dừng lại, một nhóm người mặc vest đi giày da đi tới, trên tay xách những chiếc túi lớn. Khi nhìn kỹ hơn, hóa ra đó là rượu nổi tiếng. Là Dương Phát, thủ lĩnh của Liên minh Giang Thành. Người kinh doanh rượu, Chủ tịch Dương. Không biết là ai kêu lên, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào người thanh niên phía trước. Vương Nhất cũng hơi nheo mắt lại, nhìn anh ta. Người thanh niên mang theo một cái túi lớn túi nhỏ này không ai khác chính là Dương Phát từ Liên minh Giang Thành. Anh ta chính là Dương Phát. Cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều nhìn anh ta. Vương Nhất không tham gia cuộc đối đầu trước đó với Liên minh Giang Thành, vì vậy đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Dương Phát. Những ông chủ đã chế giễu Lý Khinh Hồng lần lượt vây quanh Dương Phát, ngạc nhiên nói. Chủ tịch Dương, những loại rượu này là cậu đặc biệt chuẩn bị sao? Dương Phát mỉm cười, ừ,
tôi biết được ngài võ sĩ có kiến thức sâu rộng về rượu, vì vậy tôi đã mang một ít rượu do công ty sản xuất đến đưa cho ngài võ sĩ nếm thử. Ra là vậy. Các ông chủ lần lượt gật đầu, sau đó ánh mắt của họ rơi vào những chiếc túi lớn nhỏ mà Dương Phát đang mang. Chí nhìn một cái, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đây chẳng phải là bảo vật trấn tiệm của xưởng rượu của chủ tịch Dương sao? Loại rượu tự nấu được gọi là một giọt chục triệu đó. Thật là, chủ tịch Dương, chẳng phải cậu nói đây là bảo bối của cậu, bình thường cũng không trưng ra để chiêu đãi khách quý sao? Hôm nay sao lại mang ra? Dương Phát sắc mặt đanh lại, nghiêm túc nói, lời này sai rồi, có khách quý không chiêu đãi là có ý gì? Là vì bọn họ không hiểu về rượu. Rượu này được pha chế đặc biệt dành cho những người thực sự hiểu và biết uống rượu. Có mấy người trên thế giới này thực sự hiểu và yêu thích rượu đâu. Dương Phát nói điều này với giọng điệu vô cùng quang minh chính đại, không ai trả lời, bởi vì họ đều biết rằng đây chỉ là để lấy lòng V5 võ sĩ. Ngay lập tức, các ông chủ đều ninh hót với ánh mắt ngưỡng mộ. Không hổ là chủ tịch Dương, suy nghĩ thật chu đáo, có vẻ như người mà ngài võ sĩ yêu cầu gặp chính là chủ tịch Dương rồi. Chủ tịch Dương, tôi có một vụ làm ăn, lát nữa có thể tranh thủ nói chuyện được không? Tôi cũng có, đều là các vụ phát tài thôi. Họ lần lượt đề xuất hợp tác và giao phần lớn lợi ích của mình cho Dương Phát, chỉ để có thể xây dựng mối quan hệ với Dương Phát. Dù sao thì, Dương Phát đã chuẩn bị đầy đủ như thế, mà món quà mà anh ta chuẩn bị chính là thứ mà võ sĩ thích, rất có thể, người mà võ sĩ muốn gặp là Dương Phát. Có thể gặp gỡ võ sĩ là vinh dự đến nhường nào chứ? Họ đã thấy trước rằng Dương Phát sẽ một bước lên mây. Dương Phát cũng mỉm cười và chấp nhận. Đây là thứ hắn khó khăn lắm mới nỡ lấy ra, hy vọng võ S sẽ thích. Chủ tịch Lý, nhìn thấy chưa, đây mới là người ngài võ si muốn gặp người, cô đi chuyến này uổng phí rồi, ha ha. Những ông chủ đó lần lượt nhìn Lý Khinh Hồng, khoe khoang. Lý Khinh Hồng vẻ mặt bình tĩnh, không nói gì. Dương Phát khẽ cau mày, cũng nhìn sang. Khi nhìn thấy Lý Khinh Hồng đứng cách đó không xa, trong mắt hắn ta hiện lên một tia ám. Vốn dĩ việc chèn ép tập đoàn Lệ Tinh đã sắp thành công, nhưng Vương Nhất lại nhảy ra giữa chừng, một cuộc điện thoại gọi các thế lực của Thiên An tới. Giang Thành liên tục thất bại cuối cùng bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Công ty của hắn ta cũng thế, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Tân Thị, công ty của hắn ta đã phục hồi và trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn nhất định phải báo thù này. Cô chính là Tổng Giám đốc tập đoàn Lệ Tinh, Lý Khinh Hồng. Dương Phát đến gặp Lý Khinh Hồng, thản nhiên nói. Là tôi, anh là. Lý Khinh Hồng cau mày và hỏi. Chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chắc chắn là đã từng nghe tới tôi. Tôi tên là Dương Phát, là thủ lĩnh các doanh nghiệp của Liên minh Giang Thành. Dương Phát lạnh lùng nói. Ánh mắt Lý Khinh Hồng đột nhiên trở nên lạnh lùng, hiển nhiên nhớ ra hắn ta chính là người chèn ép tập đoàn Lệ Tinh. Chồng của cô rất lợi hại, nhưng đợi lát nữa, sau khi tôi gặp ngài võ sĩ, tôi sẽ tiếp tục chèn ép cho đến khi công ty của cô phá sản. Giọng điệu của Dương Phát đều đều, như thể hắn ta đang nói một bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Các ông chủ của các công ty phía sau hắn ta cũng nhìn Lý Khinh Hồng một cách hả hê. Khuôn mặt của Lý Khinh Hồng đầy tức giận. Vương Nhất tiến lên một bước, cười nói, xem ra anh chỉ thương khỏi nên quên đau rồi. Võ sĩ sẽ không chọn anh. Anh là ai? Dương Phát chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất trước đây, vừa rồi hắn ta đều tập trung toàn bộ vào Lý Khinh Hồng, không chú ý đến Vương Nhất ở bên cạnh. Vương Nhất cười nói, là lần đầu tiên gặp mặt, tôi tên Vương Nhất. Sau khi Vương Nhất tự báo tên mình, Dương Phát giật mình như nhìn thấy quỷ, thậm chí còn vô thức lùi lại một bước như chuột nhìn thấy mèo. Động tác này khiến Vương Nhất bật cười, anh sợ tôi vậy để làm gì, tôi đáng sợ như vậy sao? Dương Phát không nói gì. Nhưng nhìn chằm chằm vào anh một cách lâm liệt, như thể anh là một quái vật đáng sợ nào đó. Mặc dù giờ là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Vương Nhất, nhưng nỗi kinh hoàng về Vương Nhất đã thấm sâu vào trái tim hắn ta. Một cuộc điện thoại đã khiến bao nhiêu thế lực của Thiên An đổ xô đến Giang Thành, liều mạng chèn ép Liên minh Giang Thành. Nếu như chỉ là thế lực của Thiên An thì không sao, nhưng điều khiến Dương Phát sợ hãi nhất thực ra lại là ba đại gia tộc ở Giang Thành, tất cả đều giống như đã thần phục nhà Đường. Rốt cuộc là ai mới có sức mạnh lớn như vậy? Một lúc sau, hắn ta bình tĩnh lại và nói với Vương Nhất, cho dù anh có gọi thế lực của Thiên An đến, nhưng chỉ cần tôi quen ngài võ sĩ, thì dù có bao nhiêu người cũng vô dụng. Ngài võ sĩ là thủy tổ của giới võ đạo,
kẻ mạnh thực sự mới có thể kiểm soát tình hình của trận chiến, vì vậy Dương Phát không sợ Vương Nhất. Ha 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 ha. Tuy nhiên, Vương Nhất lại cười thành tiếng khiến mọi người khó hiểu. Em, anh cười cái gì mà cười? Dám cười nhạo chủ tịch Dương, e là anh không biết chữ chết viết như thế nào. Ông chủ của những công ty đó trừng mắt nhìn Vương Nhất với vẻ tức giận trên khuôn mặt, tiếng cười này thật đáng ghét. Dương Phát sắc mặt cũng tái mét, hỏi, có gì buồn cười? Vương Nhất cười và nói, tôi cười anh quá tự tin. Anh chắc chắn rằng Võ Si sẽ chọn anh vậy cơ á? Chắc chắn. Nói về điều này, Dương Phát rất tự tin, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi đã nghiên cứu rồi. Ngài võ sĩ có hiểu biết sâu sắc về văn hóa rượu. Tôi vừa hay kinh doanh thuốc lá và rượu, đây gọi là thuận theo ý mình. Tôi và ngài võ sĩ là chị âm trong lĩnh vực rượu. Há há. Trước đó Vương Nhất có thể nhịn được, nhưng khi Dương Phát nói càng lúc càng thái quá, Vương Nhất không nhịn được nữa mà cười thành tiếng. Ngay cả Lý Khinh Hồng, một người ngoài ngành, cũng cảm thấy khoa trương quá rồi. Anh ta và ngài võ sĩ là chị âm trong lĩnh vực rượu. Buồn cười quá. Vương Nhất cảm thấy rằng đây có lẽ là lần đầu tiên võ sĩ bị bôi nhọ thảm như vậy. Võ sĩ ham uống rượu là bởi Vương Nhất nuôi ra, nói anh mọi thứ quy thành một, cho dù đó là hội họa, thư pháp hay võ thuật, nói cho cùng đều là một. Tâm trí. Do đó, một số cường giả không chỉ mạnh mẽ mà còn có kỹ năng hội họa tuyệt vời. Rượu cũng thế. Rượu có thể hỗ trợ con đường võ đạo, chẳng hạn như thi kiếm tiên Lý Thái Bạch, rượu càng say, kiếm càng mạnh. Kể từ đó, võ sĩ bắt đầu uống rượu, nghiện còn hơn cả Vương Nhất, cuối cùng anh ta cũng sa vào rượu. Tiếng cười của Vương Nhất khiến Dương Phát cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng hắn cũng không có tức giận, chỉ lạnh lùng nói, anh cứ cười đi, chờ ngài võ sĩ hẹn với tôi xem anh còn có thể cười thành tiếng như thế nào. Nói xong xoay người rời đi. Các chủ tịch của các công ty khác cũng rời đu theo. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng hiện lên sự lo lắng. Mặc dù lời nói của Dương Phát có chút nực cười, nhưng anh ta vẫn là người có cơ hội được võ sĩ xem trọng nhất trong toàn bộ sân bay. Đúng là cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị. Vương Nhất cười an ủi, yên tâm đi, võ sĩ sẽ không lựa chọn anh ta. Lý Khinh Hồng không biết tại sao Vương Nhất lại chắc chắn như vậy, nhưng cô ấy cũng không hỏi quá nhiều. Phút, một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời và hạ cánh từ từ. Võ sĩ đã đến Giang Thành. Wow! Đột nhiên, cả sân bay quốc tế Thành Tây sôi sục. Tại hiện trường dòng người dồn dập, ai nấy sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt dán chặt vào chiếc máy bay đang từ từ hạ cánh. Trong đám đông, vài người đang nhìn cảnh này với vẻ mặt u ám. Đó là đám người Mục Lang, Tần Vĩnh Nghiêm, Tần Vũ. Ngay khi đến nơi, họ đã thấy máy bay của võ sĩ đang đến gần. Hồng Giác Hải cũng háo hức nhìn chăm chăm vào máy bay của võ sĩ. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt của người bảo vệ biên giới phía Tây, ông ta không thể quá phấn khích. Suy cho cùng, khung cảnh náo nhiệt này đáng lẽ phải dành cho Mục Lang, nhưng đã bị võ sĩ cướp mất ánh hào quang. Tần Vũ cười nói, võ sĩ đáp xuống rồi. Nói xong, ông ta khẽ nhìn Mục Lang. Mục Lang không phản ứng quá khích, mà chỉ bình tĩnh nhìn cảnh tượng đó. Hắn ta đang cướp danh tiếng của mình, sao mà so được với mình? Mục Lang lẩm bẩm với chính mình, bình tĩnh nói. Nén giận không phải phong cách dũng mãnh ở biên giới phía Tây của ngài Mục. Tần Vũ cười nói. Tuy nhiên, Mục Lang quay lại, bình thản nhìn Tần Vũ, Vũ, tốt nhất là đừng đoán tâm lý của người khác, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Ánh mắt Tần Vũ lập tức đóng băng, ngậm miệng lại. Hắn ta hiểu rằng Mục Lang đã nhìn thấy suy nghĩ lợi dụng của hắn ta ngay từ đầu. Sở dĩ bại lộ, là bởi vì hắn thật sự nuốt không trôi cơn giận này. Máy bay hạ cánh hoàn toàn. Cửa sập mở ra, một bóng người trẻ tuổi cao lớn chậm rãi bước ra. Người thanh niên nhìn chừng 30 tuổi, trên mặt mang theo nụ cười, trên người mặc một chiếc áo gió màu xanh nước biển. Lúc này võ sĩ còn cách bọn họ rất xa, những người ở sân bay đều có cảm giác bị áp bức mãnh liệt. Cảm giác áp bức này đến từ tinh thần, chỉ cần một ánh mắt tùy tiện hay một động tác cũng có thể khiến người ta gục ngã. Điều đó chứng tỏ trình độ võ thuật của võ sĩ đã đạt đến mức hoàn hảo. Vương Nhất khoanh tay và bình tĩnh nhìn anh ta, tên nhóc võ sĩ này, thuyết giáo mấy ngày nay mà tiến bộ không ít nhỉ. Chính vì cảm giác bị áp chế tự nhiên này, Vương Nhất biết rằng khoảng cách giữa thực lực của võ sĩ và chính mình là rất nhỏ, thậm chí không đáng kể. Khi võ sĩ bước vào, mọi người dần dần nhìn thấy sự tướng mạo của võ sĩ.
võ sĩ có vẻ ngoài đẹp trai, làn da trắng và đôi mắt bình thản, như thể dù cho một ngọn núi sụp đổ trước mặt anh ấy cũng không biến sắc. Võ sĩ Mục Lang nhìn chằm chằm vào võ sĩ, và thậm chí còn cảm thấy một chút cảm giác bị áp bức. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Thiên An, Diệp Kình Hiên, ra mắt ngài võ sĩ. Diệp Kình Hiên dẫn đầu, dẫn đám người quỳ một gối xuống, phục trước mặt võ S. Có người dân đầu, lập tức hội trưởng Hiệp hội Võ đạo ở các thành phố Giang Tô, Chiết Giang cũng làm theo. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo thành phố Kim Hà, Trần Hà, ra mắt ngài võ SII. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Dũng Thành, Trương Thiên Lâm, ra mắt ngài võ sĩ. Hội trưởng Hiệp hội Võ đạo thành phố Ôn Thủy, Ư Trường Thanh, ra mắt ngài võ sĩ. Tất cả các hội trưởng Hiệp hội Võ đạo ở các tỉnh, thành phố đều ra MTWS. Chỉ còn Hiệp hội Võ đạo Giang Thành. Hồng Giác Hải cũng định đi ra ngoài, nhưng ánh mắt lại có chút do dự, nhưng vẫn không đi ra. Suy cho cùng ông ta đứng về phía Mục Lang, người bảo vệ biên giới phía Tây. Dậy đi, đừng khách sáo. Võ sĩ Võ Sơn Hà, khẽ mỉm cười, nói với hội trưởng Hiệp hội Võ đạo các khu vực. Vâng, tất cả các hội trưởng đều đứng lên. Võ Sơn Hà lại nói, lần này tôi tới Giang Thành, không định đi quản chuyện của Hiệp hội Võ đạo, nhưng nếu đã tới, tôi tiện nhắc vậy. Hiệp hội Võ đạo nên lấy võ đạo làm trung tâm, vì nước mạnh dân cường mà tu hành phá cảnh, không nên bám vào quyền quý mà làm mấy chuyện đầu trộm đuôi cướp. Võ Sơn Hà nói những lời này một cách hùng hồn và mạnh mẽ, giọng nói của võ sĩ có thể được nghe rõ trong sân bay rộng lớn, một số người biết tình hình tại hiện trường ngay lập tức tỏ ra kinh ngạc. Lời này của ngài võ sĩ, đây có phải là điềm báo trước điều gì không? Hiện trường không có hội trưởng Hiệp hội Võ đạo nào lên tiếng, ngoại trừ Diệp Kình Hiên, tất cả hội trưởng Hiệp hội Võ đạo đều không khỏi cúi đầu, trên mặt tràn đầy áy náy. Rõ ràng, họ đã làm điều gì đó và cảm thấy tôi lôi. Võ sĩ, hắn muốn nói gì? Lý Khinh Hồng tò mò nhìn Võ Sơn Hà và hỏi Vương Nhất. Về võ đạo, Lý Khinh Hồng chỉ là một người ngoài, không hiểu rõ bằng Vương Nhất. Vương Nhất cười nói, em có thể hiểu là đang chỉnh đốn vài người có chút địa vị cao, có người ắt có giang hồ, càng nhiều người thì càng khó quản lý, trong lớp quan hệ giai cấp này, chắc chắn sẽ có một số người tham lam và hủ bại. Võ S phải chấn chỉnh bầu không khí của toàn giới. Bây giờ Lý Khinh Hồng đã hiểu, giống như cô đã sa thải một số cấp dưới của công ty, những người đã sử dụng quyền lực cho lợi ích cá nhân. Không nghĩ tới, trong võ đạo lại có nhiều quy củ như vậy. Lý Khinh Hồng cảm thán. Vương Nhất cười và không đáp lại. Bởi vì, đây là anh bảo cho võ sĩ làm. Hành vi của Hiệp hội Võ đạo Giang Thành đã khiến Vương Nhất cảm thấy tức giận. Ánh mắt võ sĩ bình tĩnh, nhưng mang tới áp lực cực lớn, bị ánh mắt võ sĩ nhìn lấy tất cả mọi người đều cúi đầu xuống. Không cần phải nói, các hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Kim Hà, Ôn Thủy và Dũng Thành chắc hẳn đã sử dụng quyền hạn của mình để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Trong đám người, sắc mặt của Hồng Giác Hải tái nhợt, trên trán thậm chí còn chảy ra những hạt mồ hôi. Ông có dự cảm, võ sĩ đang nói bóng gió, ám chỉ Hiệp hội Võ đạo Giang Thành ông ta, lúc này ông ta cũng không dám đứng ra lộ thân phận. Khi võ sĩ nhìn lướt qua tất cả các hội trưởng của Hiệp hội, Diệp Kình Hiên là người duy nhất không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, vẫn đối diện với anh ấy. Võ sĩ hai mắt liền sáng lên, ngươi là Diệp Kình Hiên của Hiệp hội Võ đạo Thiên An đúng không? Vâng, ngài võ sĩ. Diệp Kình Hiên kích động ôm quyền. Võ sĩ nhẹ gật đầu và tuyên bố, từ nay về sau, Hiệp hội Võ đạo Thiên An sẽ dẫn dắt giới võ đạo ở khu vực Giang Chiết. Những lời này vừa nói ra, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều chấn động, bọn họ nhìn Diệp Kình Hiên với ánh mắt ghen tị và đố kỵ. Mọi người đều biết ý nghĩa của việc được chọn làm người dần đầu võ đạo. Đợi đã, ngài võ sĩ, tại sao lại là Thiên An? Bây giờ Hồng Giác Hải không thể ngồi yên được nữa, bởi vì ông ta từng là dân đầu giới võ đạo ở Giang Chiết. Võ sĩ thản nhiên nói, không có lý do gì, Diệp Kình Hiên công chính trực liêm khiết, nên chọn anh ta. Nhưng mà, Hồng Giác Hải muốn nói gì đó, nhưng võ S đã trực tiếp lơ đi. Diệp Kình Hiên trên mặt tràn đầy hưng phấn, mà Hồng Giác Hải lại tức giận đến xanh mét mặt. Giang Thành mất đi vị trí dân đầu, địa vị sẽ không tốt như trước. Ánh mắt của võ sĩ đang tìm kiếm thứ gì đó trong đám đông. Khi các chủ tịch nhìn thấy, họ lập tức đẩy Dương Phát ra ngoài. Chủ tịch Dương, đến giờ anh lên rồi. Dương Phát cũng rất lo lắng, anh ta vội vàng chỉnh quần áo, hít một hơi thật sâu rồi sải bước đến chỗ võ Sơn Hà.
Ngài võ sĩ, tôi tên là Dương Phát, xin hãy nhận rượu này. Võ sĩ sừng sốt một chút, sau đó nhíu mày, anh đang làm gì vậy? Chức vụ càng cao, càng kiêng kỵ tặng và nhận quà. Dương Phát hào hứng nói, tôi nghe nói rằng ngài võ sĩ có kiến thức sâu rộng về rượu. Tôi đã tự làm những loại rượu này. Tôi cũng hiểu rượu và yêu rượu. Nói đến đây, võ sĩ khẽ cười, được. Võ sĩ đã nhận nó. Dương Phát rất phấn khích. Nhưng ngay sau đó, võ sĩ cũng tìm thấy Vương Nhất và Lý Khinh Hồng, chậm rãi nói. Cô là cô Lý nhỉ? Tôi. Lý Khinh Hồng và Vương Nhất đều đang đứng trong đám đông hàng vạn người, lập tức sững sờ. Cô không ngờ lại được võ sĩ mời. Vương Nhất là người đưa cô đến sân bay Thành Tây, nếu không cô cũng không biết võ sĩ sẽ đến. Tại sao lại chọn cô? Soạt. Tất cả những người ở đó đều sững sờ, ngây người nhìn cảnh tượng này. Không phải nên là Dương Phát, chủ tịch Dương sao? Sao lại là Lý Khinh Hồng? Những ông chủ tập đoàn lúc trước từng chế giễu Lý Khinh Hồng đều sững sờ, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Dương Phát sững sờ, biểu cảm kia gần như cứng đờ. Đợi, đợi chút đất. Dương Phát vội vàng đi đến trước mặt võ sĩ, nói, ngài võ sĩ, không đúng, người ngài muốn hẹn gặp không phải nên là tôi sao? Võ sĩ dừng lại, thờ ơ liếc nhìn ông ta, tôi hẹn gặp anh làm gì? Chúng ta quen biết nhau sao? Dương Phát nghẹn lời, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, chúng ta không quen biết nhau, nhưng, bây giờ không phải đã quen biết rồi sao? Tôi đã từng tặng rượu cho ngài, là người cùng ngành, người cùng ngành. Giọng nói của Dương Phát ngày càng nhỏ, bởi vì anh ta phát hiện, vẻ mặt của võ sĩ dần trở nên lạnh lùng. Anh tặng rượu cho tôi, thì tôi phải hẹn gặp ông sao? Anh làm gì có mặt mũi lớn như thế? Soạt. Lời này khiến cho sắc mặt của tất cả những người ở đó đều thay đổi, hiện trường trở nên ồn ào. Dương Phát cũng bị những lời này làm cho sững sờ, thừa người ra ở đó. Không chỉ anh ta, mà gần như tất cả mọi người đều nghĩ sau khi Dương Phát tặng rượu sẽ khắc sâu vào trái tim võ sĩ. Kết quả, người ta còn không thèm để ý đến anh ta. Mà lúc này, võ S đã đi đến trước mặt Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Vừa nhìn thấy Vương Nhất, khuôn mặt của võ sĩ vốn đang nghiêm túc, dần hiện lên nụ cười kích động, theo bản năng muốn hét lên, nhưng bị Vương Nhất lườm mà phải nuốt trở lại. Võ sĩ chỉ có thể đổi lại, không gọi Vương Nhất nữa, mà nhìn về phía Lý Khinh Hồng, cô Lý. Giọng điệu ôn hòa, hoàn toàn khác với lúc nãy khi trách mang Dương Phát, giống như biến thành một người khác. Mấy người Dương Phát đều sững sờ. Mấy người Tần Vũ, Mục Lang đứng cách biển người không xa cũng đang cố gắng muốn nhìn rõ xem người võ S tiếp đón là ai. Nhưng do quá đông, bọn họ không thể nhìn rõ được. Lý Khinh Hồng vẫn có chút không dám tin, cô Lý, là đang gọi tôi sao? Võ sĩ cười nói, lẽ nào ở đây còn có cô Lý nào khác? Lúc này Lý Khinh Hồng mới tin đang gọi cô, bởi vì ở đây cũng không còn cô Lý nào khác. Võ sĩ cười, nói, nếu như cô Lý không chê, tối nay cùng ăn cơm nhé. Bùm! Câu này vừa được nói ra, tất cả những người ở đó đều cảm thấy kinh hãi. Võ sĩ, lại muốn mời Lý Khinh Hồng ăn cơm. Chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này công ty của cô sẽ phát triển đến mức nào? Không chỉ bên phía truyền thông tuyên truyền một cách trắng trợn, người của Hiệp hội Võ Đạo cũng có quan hệ tốt với Lý Khinh Hồng. May mắn đến mức nào đây? Lúc này, Dương Phát và ông chủ của những công ty kia đều trơ mắt nhìn, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ là cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, Võ S sao lại là anh em của Vương Nhất chứ? Anh nói thật cho em biết, trong quân đội anh giữ chức vụ gì? Lý Khinh Hồng nhìn chăm chăm vào Vương Nhất, rất nghiêm túc hỏi. Vương Nhất trầm mặc một lúc lâu, hiện tại Vân không muốn nói thân phận thật sự của mình cho Lý Khinh Hồng biết. Cuối cùng vẫn là võ sĩ giải vây, chị dâu, chức vụ của đại ca rất bí mật, không tiện nói ra, nhưng nếu như nhất định phải nói thì đại ca được xem như là huấn luyện viên. Huấn luyện viên? Lý Khinh Hồng biến sắc. Mặc dù cô không hiểu về phương diện này, nhưng cô cũng biết rất rõ, thân phận huấn luyện viên trong chiến thành quan trọng đến mức nào. Một huấn luyện viên đã nghỉ hưu, học trò khắp nơi, đã từng dạy rất nhiều học sinh. Vậy lúc trước hai người ở Sơn Trang Anh Liệt, huấn luyện viên ẩn vu bổ sung sau đó cũng là chiến hữu của anh. Vương Nhất nhếch mối, anh ta là học sinh của anh. Là người kém nhất. Vương Nhất suy nghĩ một lúc, lại nói thêm. Bùm! Lúc này, da đầu Lý Khinh Hồng đã nổ ra, nhìn Vương Nhất giống như nhìn thấy quỷ.
Ngay cả ẩn vu huấn luyện viên cũng là học sinh của Vương Nhất, vậy địa vị của Vương Nhất cao đến mức này. Đừng nói cái này nữa, đại ca, chúng ta sắp một năm không gặp rồi đúng không? Võ sĩ rất kích động. Vương Nhất gật đầu, tính từ ngày trở về, cũng sắp một năm rồi. Ba người đi đến một nhà hàng năm sao tên là Bắc Hiên Các, để ăn cơm. Võ Si rót cho Vương Nhất một ly rượu, đại ca, em kính anh một ly, theo tập quán của Bắc Cảnh chúng ta, tối nay không say không về. Lý Khinh Hồng ở bên cạnh hơi cau này, có ý kiến rồi đó. Vương Nhất xua tay, vợ tôi không cho phép uống say. Võ Si cũng không miễn cường, cảm thấy không được vui. Cho dù thế nào, hôm nay em cũng phải không say không về. Uống mấy chén vào bụng, mặt Võ Si hơi đỏ lên. Lý Khinh Hồng lo lắng, Võ Si không sao chứ? Vương Nhất liếc nhìn, không để trong lòng, không cần quan tâm đến cậu ta. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, cửa phòng bao vang lên tiếng gõ cửa. Ngài Võ Sĩ, có khách quý muốn gặp. Khách quý gì, mẹ nó, hôm nay không phải tôi đã nói rồi sao? Không tiếp bất kỳ vị khách nào, hai khách quý quan trọng nhất đều đang ngồi trước mặt tôi. Võ Sĩ uống hơi nhiều, mặt đỏ bừng bừng, ngay cả giọng nói cũng phiêu phiêu. Lý Khinh Hồng có chút kinh ngạc nhìn Võ Si. Trên bàn của anh ta đã đặt mấy chai rượu mạnh 30, 40 độ. Người bình thường uống hết chỗ rượu này, đã bị thủng dạ dày từ lâu rồi. Nhưng Võ Si lại chỉ hơi say. Vương Nhất vẫn luôn yên lặng ăn đồ ăn, cười nói, tử lượng của cậu thụt lùi rồi, mới có một chút như thế này đã không xong rồi. Lời này khiến Lý Khinh Hồng vô cùng kinh ngạc. Như này còn là tử lượng bị thụt lùi. Lý Khinh Hồng đột nhiên nhớ ra một chuyện, lần đó ở Giang Thành, Thành Trâm lên kế hoạch để cô uống rượu với một số gia chủ, thực ra là muốn chuốc say cô, kết quả, một mình Vương Nhất uống đến mức khiến bọn họ nôn ra máu. Lẽ nào, tử lượng của Vương Nhất còn đáng sợ hơn. Lần này Võ Sĩ trở về Giang Thành, có dẫn theo một vài đệ tử của chiến thần nhất mạch, người đang bẩm báo chính là một trong số đó. Vẻ mặt của anh ta mang theo sự khó xử, thưa ngài. Lai lịch của khách quý đến muốn gặp mặt có chút lớn, chỉ đích danh phải ăn cùng một bàn. Giọng nói vừa rơi xuống, Võ Si đã đập mạnh tay xuống bàn. Trong ánh mắt kinh hãi của Lý Khinh Hồng, chiếc bàn đá cẩm thạch chất lượng cao đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Láo xược, vẻ mặt Võ Si vô cùng u ám, tức giận nói, tôi nói rồi, hai vị khách quý quan trọng nhất đều đã ngồi trước mặt tôi, còn có ai quan trọng hơn hai người này. Lời này vừa được nói ra. Tên đồ đệ không khỏi nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng thêm mấy lần. Trong lòng thầm nói, một nam một nữ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào lại khiến tiên sinh coi trọng như vậy. Võ Sĩ xua tay giống như đuổi ruồi nhặng, cậu nói với những vị khách quý muốn gặp tôi, bảo bọn họ đi đi, hôm nay tôi không rảnh, hoặc, bảo bọn họ đợi ở dưới tầng, đợi tôi ăn xong sẽ đi gặp bọn họ. Lời này vô cùng kiêu ngạo, nhưng nghĩ đến thân phận của Võ Sĩ, kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu. Vâng. Thưa ngài, tên đồ đệ rời đi trước. Võ Si lập tức mỉm cười, đại ca, chúng ta uống tiếp. Vương Nhất cười, chạm cốc với anh ta, thật sự không đi xem thế nào, ngộ nhỡ là một vị khách rất quan trọng thì sao? Võ Si lắc đầu, cho dù có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng đại ca và chị dâu. Một cuộc điện thoại của anh gọi em đến để tăng thêm thể diện, em cũng đến rồi, mục lang gì đó là cái thá gì chứ? Trong miệng Võ Si lẩm bẩm. Không rõ nói gì. Lý Khinh Hồng ở bên cạnh lại nhìn Vương Nhất với ánh mắt kinh hãi. Võ Si là Vương Nhất gọi đến. Vương Nhất cười, cũng để mặc anh ta. Phòng khách ở bên dưới Bắc Hiên Các. Một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn đang ngồi ở đó. Ông ta cứ tùy tiện ngồi, sự uy áp từ trên người ông ta tỏa ra cũng khiến người khác cảm thấy khó thở. Chính là thủ hộ Tây Cảnh, Mục Lang. Bên cạnh là mấy người Tần Vũ, Tần Vĩnh Nghiêm. Hồng Giác Hải vì lý do thân phận nên đã rời đi trước. Rất nhanh, đệ tử của Võ Sĩ đã đi xuống. Tần Vũ lập tức đứng lên, hỏi anh ta, thế nào, ngài Võ Sĩ đâu? Vẻ mặt tên đồ đệ vẫn rất bình tĩnh, xin lỗi, tiên sinh nhà tôi đang tiếp đãi khách quý, mời mấy vị ngày mai hãy đến. Hoặc ở đây nghỉ ngơi một lúc, đợi tiên sinh nhà tôi kết thúc bữa tiệc. Lời này vừa được nói ra, sắc mặt Tần Vũ trở nên u ám hơn rất nhiều. Mục Lang xua tay, mặt không biểu cảm nói với Võ Si, Mục Lang, thủ hộ Tây Cảnh cầu kiến. Ai cũng cảm nhận được sự tức giận của Mục Lang. Đường đường là thủ hộ Tây Cảng, lại đối xử như vậy. Lúc nói những lời này,
Mục Lang cũng phóng ra khí thế của mình. Đột nhiên hơi thở lỗ mãng cuồn cuộn ập đến, khiến đệ tử của Võ Si biến sắc. Từ trên người Mục Lang, anh ta có thể cảm nhận được một cơn sóng không yếu hơn ngài Võ Sĩ. Anh ta còn lâu mới là đối thủ của Mục Lang. Được, được. Tên đệ tử chỉ có thể quay trở lại phòng bao, nói lại y nguyên những lời mà Mục Lang đã nói. Thủ hộ Tây Cảnh. Biểu cảm Võ Sĩ đột nhiên trở nên kỳ quái. Vương Nhất cười, đặt đũa xuống, nói Tào Tháo đến, người đến gặp cậu là thủ hộ Tây Cảnh, cậu có gặp không? Lần này Võ Sĩ do dự một lúc, dù sao, Mục Lang cũng là thủ hộ của tứ đại cảnh, ngang hàng với Vương Nhất. Nhưng, anh ta vẫn từ chối. Không gặp, thủ hộ Tây Cảnh thì làm sao, vẫn phải đợi. Võ Sĩ nói với đồ đệ, cậu đi nói với Mục Lang kia, Võ Sĩ đang tiếp đãi khách quý tôn quý gấp 100 lần ông ta, bảo ông ta đừng làm ồn. Trong lòng tên đồ đệ lộp độp, có chút sợ Mục Lang. Nhưng bởi vì là đệ tử của Võ Sĩ, nên chỉ có thể truyền đạt y nguyên những đến Mục Lang. Ông Mục, tiên sinh nhà tôi vẫn lựa chọn tiếp đãi vị khách phía trước, đi ra rồi gặp mặt. Bùm! Lời này vừa được nói ra, khí thế trên người Mục Lang cuối cùng cũng bạo phát, ông ta không thể nhẫn nhịn được nữa. Võ Si này, đúng là ức hiếp người quá đáng. Tôi đường đường là thủ hộ Tây Cảnh, đã cướp người đón tiếp tôi cũng có thể bỏ qua, nhưng lại hết lần này đến lần khác thất lễ với tôi. Giọng nói của Mục Lang như hồng thủy, cả phòng khách đều vang vọng giọng nói của ông ta. Tần Vũ, Tần Vĩnh Nghiêm không khỏi cúi đầu xuống, không dám nói gì khi ở dưới loại khí thế như thế này. Đây chính là thủ hộ Tây Cảnh, thực lực sâu không thể đoán được. Chỉ mới lộ ra một chút khí thế, tất cả mọi người đã im bặt. Ánh mắt u ám của Mục Lang đột nhiên rơi trên người tên đồ đệ, không phải Võ Si không ra sao. Vậy tôi sẽ ép hắn ta ran. Bị Mục Lang nhìn chằm chằm, tên đồ đệ của Võ Si đột nhiên như gặp phải kẻ địch mạnh, cả người run lẩy bẩy. Ông Mục, ông muốn làm gì? Anh ta nhìn Mục Lang với ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, hỏi. Không có gì, chỉ mượn có thể của cậu dùng một chút thôi. Mục Lang cười khẩy một tiếng, trong mắt hiện lên sát khí, tôi muốn xem, đồ đệ của mình bị thương đến mức gãy xương, có phải vẫn không muốn ra ngoài? Cả căn phòng đều vang vọng giọng nói ẩn chứa sát khí của Mục Lang. Bùm! Giọng nói lạnh lùng của Mục Lang vừa dứt, Mục Lang đã ra tay một cách ngang tàng. Cả người ông ta đã biến mất ở vị trí ban đầu, trong nháy mắt giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt đồ đệ của Võ S. Ông Mục, tôi là đồ đệ chiến thần, ông dám. Sắc mặt tên đồ đệ lập tức thay đổi, giống như gặp kẻ địch mạnh, cả người đẩy ra ba thước. Lại né được một đòn của Mục Lang. Hả? Vẻ mặt Mục Lang hiện lên sự kinh ngạc. Lúc nấy, ông ta chỉ tùy tiện tấn công giống như đang chơi đùa mà thôi. Nhưng, cũng không phải là một người bình thường có thể chống đỡ được. Nếu như là một võ giả bình thường, một quyền này rơi xuống chắc chắn sẽ bị phế nửa người. Mục Lang cười, đồ đệ chiến thần sao, đúng là không bình thường. Nhưng, cậu có thể cản được đòn tấn công tiếp theo không? Mục Lang chuyển chủ đề, ngay sau đó, cả người giống như một con mãnh hổ bổ nhào về phía tên đệ tử chiến thần. Bùm! Tên đệ tử chiến thần chỉ cảm thấy mình bị một chiếc xe khách có mã lực vô cùng lớn đâm phải, cả người như muốn gãy ra, bay ra ngoài. Đập vào bức tường ở bên cạnh, một tiếng động lớn vang lên, cả bức tường vỡ nát. Tần Vũ, Tần Vĩnh Nghiêm và những người khác đều sững sờ. Thực lực của thủ hộ Tây Cảnh lại mạnh đến mức này. Quản lý khách sạn im bặt, không dám nói câu gì. Tần Vũ liếc nhìn bọn họ, ném cho bọn họ một tờ chỉ phiếu trị giá 150 tỷ giống như đang bố thí. Số tiền này là chỉ phí dùng để tu sửa khách sạn, đủ đúng không? Ông chủ của Bắc Hiên Các cảm kích đến mức rơi nước mắt, vội vàng nhận lấy, liên tục gật đầu. Tần Vũ lại cười, thực ra, các ông nên cảm thấy vinh hạnh, ông Mục đường đường là thủ hộ Tây Cảnh, ra tay ở nhà hàng của các ông sẽ nổi tiếng. Ông chủ sao dám nói gì, chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, nơi ông Mục làm tổn hại, chúng tôi chắc chắn sẽ không tu bổ, nói với bên ngoài, đây là ông Mục đánh vỡ, có ý nghĩa siêu tâm. Mục Lang cười, ông ta rất thích nghe những lời nịnh hót này. Nhưng, ông ta lại sải bước đi đến bên cạnh tên đồ đệ chiến thần đã bị thương nặng, cười nhếch mép, còn đứng dậy được không? Tên đồ đệ chiến thần che ngực, chịu đựng cơn đau, muốn đứng dậy. Nhưng Mục Lang lại tùy ý giãm một cái. Răng rắc, anh ta đã hôn mê.
Mục Lang lạnh lùng liếc nhìn người kia, trong ánh mắt không có một chút sự thương hại nào. Ở Tây Cảnh, nếu như có người không tuân theo quy tắc, đều là kẻ địch. Tần Vũ và những người khác lần lượt gật đầu. Mục Lang nói với thuộc hạ của Tần Vũ, ném cái con chó chết đã bị hôn mê này đến phòng của võ sĩ, xem ông ta có ra ngoài không. Tần Vũ lập tức cho người đi làm. Tất cả những chuyện xảy ra ở dưới tầng, Vương Nhất và những người khác đều không biết gì cả. Ngay cả Vương Nhất cũng uống hết 2 chai rượu. Võ Si đã uống 10 chai, đã say lắm rồi. Bị chi đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng bao bị đạp mạnh ra. Võ Si, Vương Nhất, Lý Khinh Hồng theo bản năng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy có một người đàn ông mặc đồ đen giống như vệ sĩ, tiện tay ném một người cả người toàn là máu vào. Nhìn thấy người mà cả người toàn là máu, ngực bị lõm sâu, sắc mặt Vương Nhất, Lý Khinh Hồng đều lập tức thay đổi. Đây chính là đồ đệ của võ sĩ lúc nãy đã đến thông báo. Tông Viên Hồ. Võ sĩ hét lên một tiếng, giọng nói kìm nén sự tức giận không nói nên lời. Mặc dù anh ta đã say, nhưng vẫn nhận ra đây chính là đồ đệ của mình. Tên đồ đệ chiến thần này tên là Tông Vinh. Bùm. Ngay sau đó, cả người võ sĩ trở nên vô cùng tức giận, một luồng sát khí dày đặc bao phủ cả bầu trời, cuốn về phía tên vệ sĩ mặc đồ đen kia. Anh ta đi thẳng đến trước mặt tên vệ sĩ, bóp cổ anh ta, giơ cao lên. Ai làm? Giọng nói của võ sĩ vô cùng khàn, cũng vô cùng lạnh lùng. Tên vệ sĩ mặc đồ đen vô cùng sợ hãi, dùng toàn bộ sức lực để nói ra một câu hoàn chỉnh. Là ông Mục, ông ấy nói, muốn xem, đồ đệ bị thương thành như thế này, có phải vẫn không đi ra? Nghe xong câu này, Vương Nhất cũng đặt đũa xuống, cả người toàn là sát khí. Mấy năm không gặp, Mục Lang vẫn bá đạo giống như trước kia, coi mạng người như cỏ rác. Nghe thấy những lời này, sát khí trong mắt võ sĩ càng nhiều hơn. Đã như vậy, cậu đi chết đi. Sắc một tiếng, võ sĩ đã bẻ gãy cổ tên vệ sĩ mặc đồ đen kia, ném ra ngoài cửa sổ giống như một con chó chết. Vương Nhất đi đến bên cạnh Tông Vinh, đặt ngón tay lên mũi anh ta, thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn thở, chỉ là bị thương quá nặng. Võ sĩ không nói gì. Khuôn mặt tràn đầy sát khí. Cho dù là ai, ra tay với đệ tử chiến thần, chính là kẻ địch của chiến thần nhất mạch tôi. Theo lời của võ sĩ, Lý Khinh Hồng có thể cảm nhận rõ được bầu không khí trong phòng riêng đột nhiên trở nên ngưng trọng và trang nghiêm. Không chỉ võ sĩ mà ngay cả sắc mặt của Vương Nhất cũng trở nên âm trầm như nước. Dòng dõi chiến thần. Cô ta nghe thấy một danh từ mới. Vương Nhất tức giận. Cho dù như thế nào đi nữa thì thủ hộ Tây Cảnh Mục Lang lại dùng phương pháp tàn bạo như vậy để dẫn dụ võ sĩ ra ngoài, điều này có chút vô nhân đạo. Nếu anh ta là đệ tử chiến thần thì không thể ngồi chờ chết, mặc kệ đối phương ra tay thế nào thì anh ta cũng đều sẽ trả lại hết. Vương Nhất đặt ly rượu xuống, thần sắc lãnh đạm. Võ sĩ gật đầu, tôi còn chưa kịp nói cho anh Tông Vinh biết thân phận của anh thì đã gặp phải bất trắc, chuyện này đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Đi đi. Vương Nhất nói với võ sĩ, để cho ông ta biết dòng dõi chiến thần lợi hại như thế. Nào, anh và Lý Khinh Hồng ở trong phòng riêng, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên Vương Nhất cũng không có ý định ra tay. Huống hồ anh và Mục Lang cũng chưa đến mức cần phải gặp mặt. Dứt lời, võ sĩ lập tức loạng choạng đi xuống lầu. Mặc dù Lý Khinh Hồng nghe không hiểu cuộc trò chuyện giữa Vương Nhất và võ sĩ, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô ta vẫn tràn ngập lo lắng. Anh ấy uống nhiều rượu như vậy còn đi đánh nhau, sẽ không sao chứ? Hay là anh đi giúp anh ấy một tay đi? Cô ta không biết võ công, nhưng người bình thường nếu uống nhiều rượu như vậy lại còn đi đánh nhau thì nhất định rất dễ dàng bị người khác đánh gục. Hơn nữa đối phương còn là thủ hộ Tây Cảnh, đây chẳng phải là bảo anh ta đi tìm đường chết sao? Vương Nhất chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không cần giúp, cậu ta sẽ tự mình lo liệu được. Nhưng mà... Vương Nhất ngắt ngang lời cô ta. Khinh Hồng, em đừng quên cậu ta là võ sĩ. Võ sĩ làm sao có thể thua trận được? Nghe vậy, Lý Khinh Hồng cũng sửng sốt trong giây lát. Đúng vậy, anh ta là võ sĩ, mà võ sĩ thì làm sao có thể bại trận? Ngược lại là do em suy nghĩ quá nhiều. Lý Khinh Hồng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đôi mắt xinh đẹp của cô ta nheo lại, nhìn chăm chằm Vương Nhất, anh còn có chuyện giấu em phải không? So với võ sĩ, cô ta quan tâm đến thân phận của Vương Nhất nhiều hơn. Thật ra ngay từ chuyện của nhạc sĩ, cô ta đã từng hỏi Vương Nhất về Thất Si, nhưng lúc đó Vương Nhất chỉ trả lời vài ba câu rất mập mờ,
căn bản không phải là câu trả lời mà cô ta muốn. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy thái độ của Võ Sĩ đối với Vương Nhất, cuối cùng Lý Khinh Hồng cũng nảy sinh nghi ngờ. Vương Nhất uống xong một ly rượu, trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên liếc nhìn cô a, dù sao cũng phải nói cho em biết, hiện tại nói cũng không khác biệt lắm. Trong nháy mắt, tim Lý Khinh Hồng đập thình thịch. Không biết tại sao cô ta lại có loại cảm giác kích động như vậy. Cùng lúc đó, tại đại sảnh ở tầng 1, Mục Lang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai mắt nhắm chặt, đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong tay cầm ba quả óc chó nhẹ nhàng xoay chuyển. Ông ta đã đợi được nửa tiếng rồi. Nếu là lúc trước, dựa vào thân phận thủ hộ Tây Cảnh cùng địa vị của mình thì người nào dám bắt ông ta đợi lâu như vậy. Thật là mạng lớn nhàn rồi. Tân Vũ, Tân Vĩnh Nghiêm và những người khác cũng yên lặng đứng sang một bên, không dám hó hé lời nào. Thần sắc của Tần Hồng Long càng thêm ngưng trọng. Anh ta đã kết liên minh với Vương Nhất, mà Mục Lang chính là chỗ dựa lớn nhất của Tần Vũ, anh ta đương nhiên không hy vọng Võ Sĩ thua cuộc. Nhưng người bảo hộ Tây Cảnh quá mạnh. Chỉ cần ngồi đó và phô trương hơi thở thôi cũng đủ khiến anh ta cảm thấy kinh hoàng. Nếu như dùng toàn lực thì sẽ như thế nào? Trong lúc nhất thời, Tân Hồng Long thật sự không dám nghĩ tới. Đùng, đùng, đùng. Đúng lúc này, trên tầng 2 của khách sạn vang lên một loạt tiếng bước chân. Trầm thấp mà dày nặng, hơn nữa còn một nông một sâu, không hề có quy luật. Giống như một kẻ say rượu đi tới. Sau đó, đám người Tần Vũ lập tức nhìn thấy một thanh niên mặc đạo phục đơn giản, hai tay giấu trong túi áo. Trên người anh ta không có bất kỳ khí chất mạnh mẽ nào, chỉ giống như một người bình thường thôi. Nhưng vào thời điểm anh ta bước tới, Mục Lang vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đã lập tức mở mắt ra. Roto vào lúc này, như thể một con rồng mở mắt, một luồng khí thế giống như Thái Sơn bắt đầu lướt qua toàn bộ khách sạn. Tần Vũ, Tân Hồng Long và những người khác đều run rẩy dưới hơi thở này như thể họ đang đối diện với một kẻ thù đáng gờm. Ông cụ Tần Vĩnh Nghiêm cũng lảo đảo như muốn ngã, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngài Mục, ngài sẽ toàn lực ứng phó phải không? Tần Vũ không nhịn được hỏi Mục Lang. Mục Lang không đáp lại mà chỉ trầm giọng nói, Tần Vũ, anh mau dẫn ông cụ đi trước đi, tôi sẽ theo sau. Lúc nói chuyện, ánh mắt của ông ta vẫn luôn dán chặt trên người Võ Sĩ, có thể thấy ông ta cũng cực kỳ kiêng dè. Sắc mặt của Tần Vũ và đám người Tần Vĩnh Nghiêm đều thay đổi rõ rệt. Bọn họ nghe ra ẩn ý của Mục Lang. Nơi này sắp bùng nổ một trận chiến kinh thiên động địa. Để không ảnh hưởng đến những người vô tội thì tốt hơn hết nên để họ rời đi trước. Bọn họ lại tập trung sự chú ý vào Võ Sĩ. So sánh với khí thế hùng vĩ của Mục Lang thì Võ Sĩ điềm tĩnh hơn rất nhiều, tựa như tơ liêu phấp phới lay động mà không có làn gió nào thổi qua. Điều này khiến bọn họ không khỏi nghi ngờ, liệu đây có thật sự là Võ Sĩ không? Bất cứ vệ sĩ nào ở đây cũng có khí thế mạnh mẽ hơn anh ta đi ra ngoài. Mục Lang hét lớn một lần nữa. Lần này âm thanh bừng bừng, giống như chuông lớn đại lữ vang dội. Lúc này, Tần Vũ mới đưa Tần Vĩnh Nghiêm và Tân Hồng Long cùng rời khỏi khách sạn Bắc Hiên Các. Nhân viên trong khách sạn cũng vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm hai người này. Một bên là người bảo hộ Tây Cảnh, một bên là Võ Sĩ, hai người đều là những nhân vật lớn đứng trên đỉnh cao của võ đạo. Một khi đã ra tay thì nhất định sẽ như sao hỏa đụng địa cầu, chỉ sợ khó mà giữ được khách sạn. Chỉ thấy Mục Lang chậm rãi đứng dậy. Hai mắt nhìn chằm chằm Võ Sĩ như chim đại bàng nhìn mồi. Bùm! Khi Mục Lang đứng lên, khí thế của ông ta tăng vọt, sát khí như thể gió lốc thổi quét qua. Anh chính là Võ Sĩ, Võ Sơn Hà. Mục Lang thản nhiên lên tiếng, thuận miệng hỏi. Nhưng Võ Sĩ lại khẽ cười lắc đầu, tôi chỉ là một kẻ lang thang khắp nơi, là Võ Sĩ thì sao, không phải là Võ Sĩ thì thế nào. Không thể so sánh với thủ hộ Tây Cảnh đường đường chính chính như ông. Nhất thời. Ánh mắt của Mục Lang trở nên lạnh lùng, làm sao ông ta lại không nhận ra Võ Sĩ đang chế giễu mình chứ? Cho dù anh có phải là Võ Sĩ hay không thì tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, tại sao lại không gặp tôi? Tại sao tôi phải gặp ông? Võ Sĩ hỏi ngược lại, chẳng lẽ ông là nhân vật lớn gì sao? Ông hẹn gặp thì tôi phải tới gặp ngay lập tức à? Bùm! Lời này vừa nói ra, đám người Tần Vũ ở bên ngoài khách sạn cũng tỏ vẻ không thể tin nổi. Ngoài trừ kiêu ngạo thì không còn tính từ nào có thể hình dung được. Tuy rằng Mục Lang đã bảo bọn họ rời đi, nhưng bọn họ cũng không đi xa, chỉ đứng chờ và quan sát ở cách đó không xa. Cũng chỉ có Võ Sĩ mới có đủ can đảm và tự tin đáp trả như vậy.
nếu như đổi thành bất kỳ một si nào khác thì có lẽ Mục Lang đã tát đối phương rồi. Dừng một chút, võ sĩ lại nói, nếu như Mục thủ hộ đặc biệt đến tìm tôi vì tôi đã trộm xếp hàng chào đón của ông thì tôi càng sẽ không gặp ông, chuyện này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sắc mặt của Mục Lang vô cùng khó coi, ông ta thật sự vì chuyện này mà tìm tới tận cửa. Không ngờ võ sĩ lại không thèm tiếp đón mình, trong cơn nóng giận, ông ta đã làm đệ tử của võ sĩ bị thương nặng. Đúng lúc, tôi cũng có một chuyện muốn Mục thủ hộ giải thích. Võ sĩ thay đổi chủ đề và hỏi Mục Lang, đệ tử chiến thần của tôi là do ông làm bị thương. Khi câu chất vấn này vừa được thốt ra, ánh mắt võ sĩ trở nên lạnh lùng, ẩn chứa một luồng sát khí, nhìn chằm chằm Mục Lang. Đôi mắt của Mục Lang nhất thời rét lạnh, cả người dường như sụp xuống một cách mạnh mẽ. Bởi vì ông ta cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang chậm rãi dâng lên. Mà trung tâm của luồng khí đó chính là võ sĩ, loại khí tức này cho dù là Mục Lang cũng cảm thấy có chút áp lực. Không sai, do tôi đã thương. Nhưng ông ta vẫn mỉm cười kiêu ngạo, nhìn chăm chăm võ sĩ và nói. Ông ta là thủ hộ Tây Cảnh, là một trong những người mạnh nhất nước Hát, sao có thể tỏ ra yếu thế được? Kết quả là làm như vậy càng khiến ánh mắt của võ sĩ ngày càng âm trầm. Một tia sát ý lạnh lùng chợt lóe lên rồi biến mất. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Mục Lang càng thêm ngạo nghề, đây là lỗi của anh, nếu như không phải anh quá kiêu căng không muốn gặp tôi thì sao người kia lại bị tôi đả thương chứ? Câu nói này quá phách lối, ngay cả ánh mắt của võ sĩ cũng trở nên rét lạnh. Ông thật sự cho rằng như vậy à? Võ sĩ nhìn Mục Lang, giọng nói vô cùng băng lãnh. Đương nhiên, Mục Lang thản nhiên nói, tôi là thủ hộ Tây Cảnh. Tôi muốn gặp ai thì người nào dám không gặp. Ở Tây Cảnh, đó là tử tội. Bùm! Vừa dứt lời, xung quanh Mục Lang cũng bùng lên một luồng khí kinh người, không phân cao thấp so với khí thế của võ S. Sau khi hai người gặp nhau, bọn họ cũng không lập tức chiến đấu mà không ngừng giảng co, cố gắng áp đảo đối phương bằng khí thế của bản thân. Không phải hai người sợ mà là với trình độ của bọn họ, cả hai không thể dễ dàng ra tay. Một khi ra tay thì nhất định kết quả chỉ có thể là ngươi sống ta chết thôi. Võ sĩ chỉ muốn giành lại bãi tây, mà Mục Lang cũng muốn đối phương phải nhượng bộ. Nhưng không ai bằng lòng cúi đầu cả. Đây chính là sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Bầu không khí trở nên căng thẳng và nghiêm túc hơn, võ sĩ nhìn chằm chằm Mục Lang, vậy ông có biết người vừa bị thương là ai không? Là ai? Mục Lang thuận miệng hỏi, căn bản không quan tâm. Từ trong miệng võ sĩ chậm rãi nói ra bốn chữ. Đệ tử chiến thần. Đệ tử chiến thần. Nghe vậy, ánh mắt của Mục Lang lập tức đông cứng lại, trên mặt để lộ vài phần kiêng dè. Không có lý do nào khác. Ông ta đã từng nghe qua bốn chữ đệ tử chiến thần. Cũng biết đệ tử chiến thần đại diện cho điều gì. Trên lãnh thổ của nước Hát, bởi vì võ sĩ mà đã thổi bùng lên một cơn gió thượng võ. Nhưng võ sĩ cũng được dạy bởi một người nào đó. Người khác không biết sư phụ của võ sĩ là ai, nhưng họ biết người kia có một danh hiệu là chiến thần. Mà võ sĩ cũng phát dương quang đại đạo thống, truyền bá khắp nơi. Bất cứ ai gia nhập cũng đều được gọi chung là dòng dõi chiến thần. Ví dụ như các hiệp hội võ thuật ở các khu vực khác đều thuộc dòng dõi chiến thần. Bất cứ đệ tử nào của chiến thần, cho dù là hội trưởng của hiệp hội võ thuật cũng muốn tự mình nghênh đón, có thể thấy thân phận cực kỳ cao quý. Nhưng Mục Lang lại đánh trọng thương đệ tử chiến thần, có thể thấy võ sĩ đã tức giận như thế nào. Tuy nhiên, mặc dù các đệ tử của chiến thần có thân phận cao quý, nhưng họ vẫn không thể so sánh được với Mục Lang. Cho nên Mục Lang cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Cho dù là đệ tử chiến thần hay dòng dõi chiến thần cũng được, cho dù người mạnh mẽ đến đâu thì chung quy cũng dưới quyền nước Hát của tôi. Tôi là thủ hộ nhất cảnh, sao các người dám không nghe lời tôi? Mục Lang cười lạnh lùng. Sau đó, ánh mắt của võ sĩ trở nên lạnh lùng hơn, nói như vậy thì Mục thủ hộ không muốn cho tôi một lời giải thích sao? Mục Lang nheo mắt lại thật sâu, nếu không cho anh một lời giải thích thì anh có thể gây khó dễ gì được tôi? Ánh mắt võ sĩ lạnh lùng, đang định mở miệng. Két! Đột nhiên, một chiếc xe dừng trước khách sạn. Cửa xe mở ra, một thanh niên tuấn tú mặc vest mang giày da bước vào. Cha nuôi, con đến đây giải vây giúp cha. Là tên khốn khiếp không có mắt nào dám ngang ngược với cha. Chàng trai trẻ vẫn chưa nhận thức được người đang đứng trước mặt mình là võ sĩ tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng sắc mặt của Mục Lang hơi thay đổi, Tân Nam, sao con lại tới đây? Nếu như Vương Nhất ở chỗ này, anh nhất định nhận ra người này,
bởi vì anh ta chính là cậu chủ trẻ tuổi của Tân Thị đã từng có xung đột với Vương Nhất, tên là Tân Nam. Anh ta là con nuôi của Mục Lang, ẩn chủ lệnh mà anh ta mang trước người cũng do Mục Lang đưa cho anh ta. Tân Nam cười nói, nghe nói hôm nay cha nuôi đến Giang Thành, nhưng con chờ mãi không thấy cha nuôi tới, đến khi anh họ báo tin thì con mới biết có người xúc phạm cha nuôi. Tên ngốc này. Bên ngoài khách sạn, sắc mặt của Tần Vĩnh Nghiêm thay đổi rõ rệt, vô thức nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ vội vàng lắc đầu, không phải cháu. Sau đó, Tần Vũ nhìn về phía Tân Hồng Long. Tân Hồng Long bật cười thành tiếng, là cháu gọi, chúng ta đều ra ngoài nhưng lại không báo cho Tân Nam, nếu Tân Nam biết thì trong lòng sẽ rất bất bình. Ánh mắt Tần Vũ nhìn Tần Hồng Long trở nên sắc bén, nhưng anh ta không lên tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đã nhìn thấu được mục đích của Tần Hồng Long khi làm như vậy. Một tiếng thông báo này, Tần Nam sẽ bị Tân Hồng Long hại chết. Tân Hồng Long cũng không muốn Mục Lang giành chiến thắng, vì vậy, anh ta đã nghĩ trăm phương nghìn kế để tạo ra một số biến cố làm xáo trộn cục diện. Tất cả những gì anh ta có thể làm cũng chỉ như vậy thôi. Anh ta không ngờ rằng chính sự nhiễu loạn của mình đã khiến võ sĩ đột ngột thay đổi mục tiêu. Anh ta nhìn chằm chằm Tần Nam, đột nhiên mỉm cười với đối phương, anh vừa mới gọi ông ta là cha nuôi. Phải. Tần Nam còn chưa ý thức được cái chết sắp ập xuống người mình, vẫn nhìn võ sĩ một cách khinh thường, mắt chó mù lòa của anh, còn dám động đến cha nuôi của tôi. Anh có biết ông ấy là ai không? Ông ấy đường đường là thủ hộ Tây Cảnh. Đối mặt với sự ồn ào của Tân Nam, võ sĩ không những không tức giận, ngược lại còn hài hước mỉm cười và nhìn về phía Mục Lang. Mục thủ hộ, ông đã thương một đệ tử của tôi, vậy thì tôi giết chết con nuôi của ông cũng không quá đáng đâu nhỉ. Anh dám. Lời này vừa nói ra, Mục Lang hoàn toàn ức giận, trên mặt tràn ngập phân nộ. Võ sĩ cười lạnh một tiếng, cũng không phải do ông quyết định. Bùm. Ngay sau đó, võ sĩ ngang nhiên xuất thủ. Võ sĩ vốn đang ở hành lang trên tầng 2, nhưng trong nháy mắt đã biến mất và xuất hiện vô cùng quỷ dị trước mặt Tần Nam, cánh tay mạnh mẽ đột nhiên vươn về phía trước. Tốc độ của đòn tấn công này nhanh đến mức ngay cả Tần Vũ đã luyện được nội lực mạnh mẽ cũng không thể nắm bắt được quỹ đạo tấn công của võ sĩ. Chỉ thấy một dư ảnh mơ hồ và tiếng gió thổi vù vù. Đây chính là thực lực của võ sĩ sao? Tần Vũ không nhìn được tự lẩm bẩm, thậm chí chỉ nhìn thôi mà anh ta cũng đã cảm thấy khiếp sợ. Mục Lang hét lớn một tiếng, mau cúi đầu xuống. Bùm! Trong tiếng hét to đó, Mục Lang cũng đã ra tay. Ông ta là người duy nhất có thể chống lại võ sĩ, nếu Mục Lang không ra tay thì Tân Nam sẽ chết. Về phần Tần Nam, anh ta cũng sợ đến mức choáng váng, chỉ có thể dựa theo bản năng mà cúi đầu xuống. Bùm! Bàn tay của võ sĩ cùng với cú đấm của Mục Lang nặng nề va chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó, có một âm thanh như sấm sét rên vang. Đó là từng quyền đánh vào thịt, từng cú đấm tàn nhân vào trong xương cốt âm ầm. Cả hai người đều là những kẻ mạnh hàng đầu trong lãnh thổ nước Hát này, cuối cùng bọn họ cũng đã ra tay. Giống như sao hỏa đụng địa cầu, một luồng khí vô hình giống như làn sóng lan nhanh kịch liệt. Rắc rắc, cửa sổ xung quanh trực tiếp sụp đổ và biến thành từng mảnh vỡ. Anh tự tìm cái chết đấy. Mục Lang gầm nhẹ, ánh mắt của ông ta tựa như đang nhìn một thi thể. Võ sĩ không lùi mà tiến tới, ngày càng tăng thêm sức lực, tôi không có ý định làm kẻ thù với ông, tôi chỉ muốn giết đứa con nuôi này thôi. Nếu như ông tiếp tục cản trở thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Đây là chuyện mà võ sĩ phải làm. Nhất là khi nghĩ đến thảm trạng cả người bê bết máu của Tông Vinh, anh ta lại không thể kìm nén được cơn lửa giận trong lòng. Tuy rằng các cao thủ võ đạo không tranh chấp với đời nhưng không có nghĩa là không biết phát cáu. Ngược lại. Người luyện võ thường có sát tâm rất nặng, nếu không có sát tâm thì làm sao luyện được sát khí. Nhưng Mục Lang sẽ để cho võ sĩ đắc thắng sao? Nó là con nuôi của tôi, nếu anh dám làm gì nó thì chính là đang kết thù với tôi. Mục Lang nhìn chằm chằm võ sĩ, giọng nói lạnh lẽo như trời đông giá rét tháng chạp. Võ sĩ cũng không đồng tình, vậy ông tấn công đệ tử của tôi thì không sợ trở thành kẻ thù của tôi sao? Dòng dõi chiến thần của tôi làm sao có thể biến thành một trái hồng mềm để mặc người khác ức hiếp được. Giọng nói của võ sĩ càng lớn hơn, lại càng ẩn chứa sát ý, một quyền nện mạnh xuống. Bùm! Một cú đấm này cũng buộc Mục Lang phải lùi lại. Ông ta thô bạo rút lui về mấy chục mét, khi lui về phía sau cũng kéo theo Tần Nam đang sợ đến mức mất hồn mất vía. Hóa ra Mục Lang cố tình tỏ ra yếu thế để kéo Tần Nam đi.
mục đích của ông ta chính là bảo toàn tính mạng của Tân Nam. Nhưng Võ Sĩ vẫn không ngừng bám sát, chỉ với một cú dậm chân, anh ta đã bay lên không trung. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người quả thực giống như thần thánh vậy. Ngay cả Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ngồi trong phòng riêng trên lâu 2 cũng bị giật mình bởi sự kinh động bên ngoài. Bọn họ ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Võ Sĩ đang bay lên trời. Cùng với Mục Lang đang trượt về phía sau. Cơ thể của ông ta gần như ngang với mặt đất một góc 45 độ, uốn cong giống như chiếc compa, trong tay còn kéo theo Tân Nam. Nếu như không biết rõ thân phận của bọn họ trước thì sẽ còn cho rằng bọn họ đang quay một bộ phim võ thuật. Dù sao sự kiện như thế này xuất hiện trong thành phố cũng là điều quá mức kinh hãi. Lý Khinh Hồng cũng sợ đến ngây người, cái này, bọn họ đang đánh nhau à? Vương Nhất mỉm cười nhạt, vẫn thản nhiên ngồi uống rượu. Anh vừa mới nói gì, Thất Sĩ là do chính anh sáng lập. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Lý Khinh Hồng lập tức nhớ đến lời thừa nhận trước đó của Vương Nhất, vẻ mặt nhất thời kinh hãi. Vương Nhất vừa rồi mới nói với cô rằng Thất Sĩ là do chính anh sáng lập. Anh chính là ân nhân của Thất Sĩ. Cái này, sao có thể chứ? Bởi vì quá mức kinh ngạc, Lý Khinh Hồng khẽ há cái miệng nhỏ nhắn của mình, vô cùng khiếp sợ. Vương Nhất cười nhạt, không có gì là không thể. Trước khi trở thành Thất Sĩ thì bọn họ cũng giống như chúng ta, đều là những người bình thường cả. Chẳng qua nếu so sánh bọn họ với con kiến thì họ chính là những con kiến mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực chuyên môn tương ứng của từng người, chỉ như vậy thôi. Cũng không phải anh vĩ đại hay mạnh mẽ hơn bọn họ, thế giới này bao gồm cả em đều bị tư tưởng vào trước là chủ đánh lừa. Vương Nhất nhìn về phía Lý Khinh Hồng, nói, anh không hề mạnh hơn bọn họ, chỉ là bọn họ được một người nhận ra. Cho nên đã từ một con kiến nhỏ bé trở nên cường tráng hơn, trở thành cao thủ trong lĩnh vực của mình. Mà anh chính là người kia. Nghe Vương Nhất nói xong về thuyết tương đối Thất Sĩ, Lý Khinh Hồng đã kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Vương Nhất lại chăm chú nhìn Lý Khinh Hồng, giống như vậy, em cũng chính là người đã khai quật được anh. Nếu như không có em thì sẽ không tồn tại một Vương Nhất như hiện tại. Ánh mắt của Vương Nhất trở nên dịu dàng, mang theo một tia cưng chiều nhìn Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng nắm tay Vương Nhất, khuôn ỉ mặt cô ta tràn ngập cảm xúc. Vương Nhất nói không sai, nếu như không có cuộc gặp gỡ không thân thiện của bọn họ vào đêm đó thì cũng sẽ không có thành tựu trong tương lai của Vương Nhất. Có lẽ Vương Nhất cũng sẽ quật khởi, nhưng khi đó, trong lòng anh sẽ chỉ còn lại mối hận thù đối với Kim Thúy Như. Một người mang theo thù hận trong lòng thì không thể đi xa được. Sự xuất hiện của Lý Khinh Hồng giống như một tia nắng mặt trời. Mang đến chút an ủi và hy vọng trong những ngày tăm tối của 5 năm trước bởi vì đã từng bị tổn thương cho nên mới phải bù đắp. Thân phận của Vương Nhất cũng đã được xác định, Thất Sĩ đều gọi anh là sư phụ. Nếu lời nói này truyền đi thì toàn bộ nước Hát sẽ sóng to gió lớn. Nhưng Lý Khinh Hồng sẽ không làm như vậy, từ đầu đến cuối, Vương Nhất là người mà cô ta yêu, thủy chung như một, chưa từng thay đổi. Chờ Võ Sĩ xử chuyện xong thì chúng ta sẽ về nhà. Vương Nhất mỉm cười nói với Lý Khinh. Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Vương Nhất, hai người cùng nhau thưởng thức bầu trời đêm đầy sao của Giang Thành. Cùng lúc đó, Võ Sĩ lại chiến đấu với Mục Lang thêm mấy chiêu nữa. Phanh phanh phanh, hai người chỉ còn lại dư ảnh, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy, đồng thời còn có từng tiếng đấm vào da thịt cùng vang lên. Bên ngoài khách sạn, Tần Vũ, Tân Vĩnh Nghiêm, Tân Hồng Long càng xem càng kinh hãi, đây chính là thủ hộ Tây Cảnh Mục Lang. Nếu như đổi thành những người khác thì e rằng cũng không thể cầm cự được một hiệp. Ông nội, cứu cháu với. Lúc này, Tân Nam cũng sợ tới mức mặt mày tái nhợt, cả người run lẩy bẩy. Không có biện pháp, anh ta rất sợ lúc đầu, anh ta còn cho rằng kẻ xung đột với cha nuôi chỉ là một tên lâu la không ra gì, dựa vào năng lực của mình thì giải vây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không ngờ người kia lại là một ông chủ giấu mặt, thực lực còn có thể sánh ngang với cha nuôi của anh ta. Điều này đã vượt quá khả năng của anh ta rồi. Đừng nói là anh ta, ngay cả Tân Hồng Long, Tân Vũ cũng đều bó tay với cục diện trước mắt. Bọn họ sinh ra trong Tần thị, người nào cũng đều có võ công, bọn họ biết sức mạnh của một gia tộc không phụ thuộc vào tiền tài quyền lực và địa vị mà phụ thuộc vào quy luật sinh tồn của thực lực. Nếu như có thực lực thì tiền tài địa vị quyền lợi đều sẽ đến. Đắc tội với một cao thủ võ đạo có thực lực mạnh mẽ như vậy là chuyện kinh khủng đến giường nào. Tần Nam, mau tới đây. Tần Vĩnh Nghiêm vội vàng ngoắc tay với Tân Nam. Mặc dù năng lực của Tần Nam thua xa Tần Hồng Long và Tần Vũ, nhưng nói thế nào thì anh ta cũng là hậu bối của Tần Thị,
làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn anh ta chết được. Tần Nam liều mạng chạy về phía Tần Vĩnh Nghiêm. Nhưng sau lưng lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của Võ S. Chạy à, chạy thoát được sao? Võ sĩ tôi đã muốn giết người thì ai có thể chạy thoát chứ? Tần Nam quay đầu nhìn lại, cả người nhất thời run lên. Chỉ thấy Võ Sĩ xuất hiện sau lưng Tần Nam một lần nữa, tung một quyền thật mạnh vào người anh ta. Ba nuôi, cứu con nồ. Tần Nam hô to một tiếng. Lúc này, Mục Lang cũng ra tay, đẩy lui Võ Sĩ. Ánh mắt của Mục Lang lạnh lùng, Võ Sĩ, anh chừa cho tôi thể diện, tôi sẽ trả toàn bộ tiền thuốc thang của đệ tử anh. Hơn nữa, tôi bảo đảm anh ta sẽ khôi phục lại thực lực như ban đầu. Những lời nói này dường như đã biến tướng thành một sự thỏa hiệp. Bởi vì sát ý của Võ Sĩ quả thực quá mạnh mẽ, dựa vào cấp độ cao thủ của anh ta, nếu Võ Sĩ thật sự quyết tâm muốn giết một người thì cho dù người cùng cấp bậc ngăn cản, cuối cùng nhất định cũng sẽ bị đánh chết. Mặt mũi, thể diện của ông đáng giá hai lượng sao? Võ Sĩ hoàn toàn không coi Mục Lang ra gì, hôm nay, anh ta phải chết. Lời nói chứa đầy sát khí lạnh lùng vang vọng khắp nơi, Võ Sĩ đã bày tỏ thái độ của bản thân. Tân Nam, phải chết. Ánh mắt của Mục Lang cũng dần dần trầm xuống. Anh đang khiêu khích tôi. Một người muốn giết, một người muốn bảo vệ, hai người đứng ở hai phía đối lập. Nếu đây là sự khiêu khích thì cứ cho là vậy đi. Bùm. Ngay sau đó, Võ Sĩ tung một quyền thật mạnh ra, giống như tiếng sấm sét. Nếu như Diệp Kình Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hãi không nói nên lời. Bởi vì đây chính là bôn lôi quyền. Chẳng qua bôn lôi quyền của Võ Sĩ vượt trội hơn nhiều so với Diệp Kình Thiên cả về tốc độ lẫn sức mạnh. Ngay cả đôi mắt của Mục Lang cũng đông cứng, đồng tử đột ngột co lại. Bôn lôi quyền, làm sao anh lại biết bôn lôi quyền? Anh có quan hệ gì với thủ hộ Bắc Cảnh? Đôi mắt của Mục Lang lập tức trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Võ Sĩ. Bốn cảnh chủ Đông Nam Tây Bắc đã từng chiến đấu với nhau vì tranh đoạt danh hiệu ẩn chủ. Cuối cùng thủ hộ Bắc Cảnh đã áp đảo toàn bộ và dễ dàng đánh bại ba cảnh chủ còn lại. Lúc ấy, cả người của thủ hộ Bắc Cảnh đều mặc quân phục, trên mặt đeo mặt nạ sắt, không thể nhìn thấy rõ mặt. Nhưng Mục Lang đã quá quen thuộc với từng chiêu thức chiến thắng của anh. Chính là bôn lôi quyền. Nghe vậy, Võ Sĩ cười lạnh lùng, vấn đề này tốt nhất là tự mình tìm hiểu đi. Nếu để cho Mục Lang biết thủ hộ Bắc Cảnh cũng chính là người sáng lập dòng dõi chiến thần thì không biết biểu cảm của ông ta sẽ biến hóa như thế nào. Võ Sĩ rất mong đợi. Anh ta có dự cảm rằng ngày này sẽ không còn lâu nữa đâu. Đi chết đi. Võ Sĩ gầm lớn một tiếng. Trong nháy mắt, anh ta bộc phát một sức mạnh cường đại, kinh khí của anh ta gào thét giống như sấm đánh. Anh dám. Mục Lang cũng gầm lên đầy giận dữ. Trong điện quang hỏa thạch cũng lao lên nghênh đón. Bởi vì đã từng nhìn thấy sức mạnh của bôn lôi quyền cho nên Mục Lang cũng lần đầu sử dụng sức mạnh của mình. Mặc dù không phát huy toàn lực nhưng ông ta tin rằng sức mạnh này cũng đủ để chống lại bôn lôi quyền của Võ Sĩ. Bùm! Nhưng khoảnh khắc hai người va chạm nhau, nụ cười trên khuôn mặt của Mục Lang lập tức cứng đờ. Một lực đạo mạnh mẽ bùng phát trong lòng bàn tay, Mục Lang vô thức rút tay về. Không ổn! Sắc mặt của Mục Lang thay đổi rõ rệt. Sau khi lùi về thì lại đua ói ra theo bản năng. Nhưng đã quá muộn. Kẻ mạnh so chiêu với nhau, thay đổi trong nháy mắt. Một khoảnh khắc do dự cũng đủ để dẫn đến cục diện thay đổi đến mức long trời lở đất. Bôn lôi quyền của Võ Sĩ đẩy lui Mục Lang, khiến cơ thể ông ta cứng ngắc. Ngay sau đó, anh ta lại xuất hiện trước mặt Tân Nam như một bóng mạ, lạnh lùng nhìn người đối diện. Anh muốn làm gì? Tân Nam sợ tới mức tè ra cả quần. Nước tiểu ố vàng thấm ướt quần. Không nói lời nào, Võ Sĩ đá một cú thật mạnh vào Tần Nam. Bùm! Nhất thời, cả người Tần Nam giống như một con diều đứt dây, bị đá bay ra xa. Không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi xuống bên chân của Tần Vĩnh Nghiêm. Hạ Tần Vĩnh Nghiêm sợ tới mức quát to một tiếng và ngã xuống đất. Ông ta đã lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi đả kích. Lúc này, nhìn thấy Tần Nam không cử động. Giống như một thi thể nằm trước mặt mình, Tần Vĩnh Nghiêm bị dọa sợ. Tần Nam ML. Tần Vũ cũng hét lớn một tiếng, nhưng khi đặt tay lên mũi để xem hơi thở thì phát hiện anh ta đã sớm tắt thở chết rồi. Lúc này, Mục Lang cũng khôi hồi tinh thần lại, ánh mắt tàn bạo nhìn Võ Sĩ, anh giết con nuôi của tôi. Một luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa khắp xung quanh. Võ Sĩ đứng khoanh tay, vẻ mặt lãnh đạm, tôi đã nói, anh ta nhất định phải chết. Vào giờ khắc này,
Trên người võ si có một khí thế ngất trời, trông giống như một bậc thầy võ thuật. Tần Vũ, Tần Vĩnh Nghiêm và những người khác cũng đều chết lặng. Sắc mặt của Mục Lang trở nên vô cùng khó coi. Con trai nuôi của ông ta bị giết chết ngay trước mặt mình, đó thật sự là một cú tát vào mặt ông ta. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài thì sau này ông ta còn mặt mũi nào để bảo hộ Tây Cảnh đây? Cho nên, sát ý trong mắt Mục Lang hiện lên hừng hực, không đội trời chung với võ sĩ, nhưng võ sĩ lại giễu cợt nhìn Mục Lang, cười nói, bây giờ, hai chúng ta xem như huề nhau, ông còn muốn đánh tiếp sao? Đánh tiếp, tôi theo anh. Ngài Mục, ở bên kia, Tân Vũ đang ôm thi thể của Tân Nam, trên mặt tràn đầy sát khí và giận dữ. Nhưng sự phẫn nộ và sát khí này đều được ngụy trang. Anh ta rất có khả năng sẽ trở thành gia chủ kế tiếp của Tần Thị, mà với tư cách là một gia chủ, điều quan trọng nhất anh ta có thể làm là bênh vực người nhà. Tần Nam là người có cũng được không có cũng được trong Tần Thị, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì cũng là người trong tộc, bây giờ anh ta lại bị giết chết ngay trước mặt mọi người, cho dù người kia là võ sĩ thì cũng phải đưa ra một lời giải thích. Nhưng mà Mục Lang lạnh lùng nhìn võ sĩ mấy lần, khí thế trên người cũng chậm rãi rút đi, sát ý cũng dần biến mất. Nhìn thấy cảnh này, võ si cười lạnh lùng, thế nào, đường đường là ngài Mục bảo vệ Tây Cảnh mà cũng có lúc sẽ luống cuống sao. Ánh mắt của Mục Lang vẫn vô cùng rét lạnh, võ si, anh thật sự cho rằng tôi sợ anh sao? Người cũng đã bị giết, nếu tôi tiếp tục chiến đấu thì có ích lợi gì không? Cũng may nơi này rất thưa thớt, ít người qua lại. Nếu không thì cảnh tượng Mục Lang và võ si đánh nhau vừa rồi nhất định có thể sẽ xuất hiện trên tiêu đề bài báo. Hai người đều là nhân vật của công chúng, một khi bị đào ra chuyện vì sao lại xảy ra xung đột thì đối với danh tiếng của cả hai đều không có lợi. So sánh với tính mạng của Tần Nam thì Mục Lang để ý danh tiếng của bản thân hơn. Cũng đúng, vậy thì chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi. Võ si nói với Mục Lang. Nhưng Mục Lang lại mỉm cười lạnh lùng, bỏ qua. Có thể bỏ qua sao? Chúng ta xem như đã kết hận thù, chờ cho đại hội Bắc Cảnh kết thúc, tôi sẽ tìm anh để phân định thăng bại. Võ si hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí còn nhẹ nhàng nở nụ cười. Được, vậy tôi xin yên lặng chờ ngài Mục đến cửa. Nói xong, anh ta tính toán quay trở lại Bắc Hiên các lần nữa. Anh ta vẫn chưa uống xong rượu, nhất định phải trở về tiếp tục uống. Mặc dù Bắc Hiên các là một khách sạn 5 sao, nhưng hoạt động kinh doanh khá ế ẩm do vị trí hẻo lánh cộng thêm giá cả đắt đỏ. Nhưng điều này lại đúng như ý muốn của võ si, anh ta chỉ muốn trò chuyện cùng Vương Nhất, sao có thể chọn một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố chứ? Tuy nhiên, sau sự kiện này, chắc hẳn danh tiếng của Bắc Hiên Các sẽ chấn động một trận. Ngài Mục, mắt thấy võ si muốn rời đi, Tân Vũ lại lo lắng hô to một tiếng. Nhưng lần này, Mục Lang cũng không có bất kỳ hành động nào, mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tân Vũ. Tân Vũ, tôi rất tán thưởng anh, nhưng con đường tôi đã đi nhiều hơn những gì mà anh trải qua. Tôi cũng biết rất rõ trong lòng anh suy nghĩ điều gì. Mục Lang cảnh cáo. Sắc mặt Tân Vũ nhất thời thay đổi, vẻ mặt biến hóa một lúc, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Người vui vẻ nhất chắc chắn là Tân Hồng Long. Anh ta không ngờ rằng chỉ một cuộc gọi cho Tân Nam đến đã có thể đảo ngược tình thế. Sau khi cùng Mục Lang mỗi người một ngã, ánh mắt của Tân Vũ nheo lại thật sâu. Đánh giá Tân Hồng Long, Hồng Long, chiêu này của em cũng đẹp thật đấy. Tân Hồng Long thản nhiên mỉm cười, đáp lại, cũng còn kém anh họ. Ông cụ Tần Vĩnh Nghiêm cũng chăm chú nhìn Tân Hồng Long, trong đồng tử đã vẩn đục thỉnh thoảng lại lóe lên một tia sáng, sau đó trở lại bình thường. Đối với sự cạnh tranh giữa hai anh em, Tần Vĩnh Nghiêm cũng không muốn can thiệp vào. Ông ta còn chưa chết, chức gia chủ vẫn do ông ta nắm quyền, cho dù là Tân Hồng Long hay là Tân Vũ. Người nào trở thành gia chủ thì ông ta cũng đều rất yên tâm. Cạnh tranh lành mạnh giúp cho gia tộc ngày càng mạnh mẽ hơn. Chẳng qua hiện tại Tần Vũ có lợi thế hơn so với Tân Hồng Long. Liệu cục diện có thể nghịch chuyển được hay không thì cứ rửa mắt mong chờ vậy. Giải quyết xong. Khi võ ép lên lâu, Vương Nhất lập tức cười hỏi một câu. Võ si gật đầu, nhưng vẫn vô cùng đau lòng nhìn cả người Tông Vinh bê bết máu, đáng tiếc, Tông Vinh vẫn tàn phế. Vương Nhất cười nói, để cho y sĩ tới xem một chút đi, có lẽ anh ấy sẽ có biện pháp. Võ sĩ lập tức trở nên kích động, y sĩ đang ở Giang Thành sao? Vương Nhất gật đầu, không chỉ có y sĩ, nhạc sĩ cũng đang ở đây. Lông mày của võ sĩ lập tức giãn ra, có y sĩ ở đây thì khả năng bình phục của đệ tử anh ta sẽ rất lớn. Vương Nhất đứng lên, thời gian cũng không còn sớm,
chúng tôi xin phép về trước. Võ Si còn muốn giữ người lại nhưng Vương Nhất chỉ cười nói, cũng đâu phải là không gặp lại. Hôm nay Mục Lang đến Giang Thành, vậy ngày khai mạc đại hội Bắc Cảnh cũng không còn xa nữa. Quả nhiên, Vương Nhất đoán không lầm. Hai ngày sau, Hiệp hội Vũ đạo Giang Thành thông báo rằng đại hội Bắc Cảnh sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu Giang Thành sau 3 ngày nữa. Sở dĩ quyết định rời lịch đến 3 ngày sau là vì phía chính phủ sẽ tiến hành bán vé vào cửa. Tất cả các hoạt động cạnh tranh quy mô lớn đều có vô số dòng vốn đằng sau, cũng như có rất nhiều nhà tư bản tiến hành đầu tư. Vậy làm thế nào để hồi vốn? Ngoài trừ quảng cáo thương mại, nghiên cứu phát minh sản phẩm ngoại vi thì phương pháp trực tiếp nhất, rõ ràng nhất chính là bán vé vào cửa. Có thủ hộ Tây Cảnh Mục Lang ở đây, còn có sự xuất hiện của ngài Võ Si, cùng với các nhân vật lớn mà ngày thường chưa chắc có thể thấy được thì giá vé vào cửa nhất định không hề thấp. Chỉ dựa vào vé vào cửa thì có lẽ cũng sẽ thu hồi được vốn. Vé vào cửa được bán trên mạng đã tăng từ mức giá ban đầu là 3 triệu nâng lên tới mấy trăm triệu một tấm. Thật là điên rồ. Lý Khinh Hồng không nhịn được thở dài, cô A cũng mua một tấm. Cũng may là cô ta đã lập tức mua được ngay sau khi mở bán vé. Nếu như chậm chân thì cũng không giành được vé nào. Vương Nhất cười nói, em muốn có vé sao không nói sớm với anh một tiếng. Vương Nhất trực tiếp lấy một xấp vé vào cửa ra khỏi ngực áo. Lý Khinh Hồng trợn to mắt không thể tưởng tượng nổi, anh lấy đâu ra nhiều vé vào cửa như vậy. Cô ta nghe nói vé vào cửa của Đại hội Bắc Cảnh chỉ được bán trên mạng thôi. Mua được vé trên mạng đều dựa vào tốc độ của ngón tay, có thể cướp được một tấm vé cũng đã rất may mắn rồi, Vương Nhất lấy ở đâu ra nhiều vé như vậy. Vương Nhất nói như một chuyện hiển nhiên, tất cả những người tham gia Đại hội Bắc Cảnh đều có thể nhận được vé vào cửa miễn phí. Lý Khinh Hồng gật đầu, em biết, nhưng chẳng phải anh đã bị Hiệp hội Võ đạo phía Bắc liệt vào danh sách đen, không thể tham gia Đại hội Bắc Cảnh sao? Liên quan đến chuyện này, Vương Nhất mỉm cười không nói gì thêm, chỉ nói, để bày tỏ thành ý, Diệp Thúy Như đã đưa cho gạch dưới anh mấy tấm vé này. Em lấy vé mang đi chia đi. Lý Khinh Hồng vốn dĩ rất vui vẻ khi có được mấy tấm vé này, nhưng vừa nghe thấy tên của Diệp Thúy Như thì sắc mặt của cô ta lập tức trầm xuống. Cô ta có chút chua chát nói, anh vẫn còn liên lạc với cô ta sao? Vương Nhất cười khổ, không nghĩ tới Lý Khinh Hồng lại ghen tuông, anh lập tức an ủi, không có cách nào khác đành phải giao thiệp xã giao, ai bảo cô ta là người của vương tộc Diệp Thị. Sau này khi công việc kinh doanh của em phát triển và mở rộng đến thị trường Yên Kinh thì còn phải giao thiệp với cô ta nữa. Lý Khinh Hồng đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, chỉ đành hừ một tiếng, em sẽ dâng cả nhà đến Đại hội Bắc Cảnh xem như thả lỏng một chút, mấy phiếu dư sẽ dùng để khen thưởng cho nhân viên xuất sắc của tập đoàn. Ý này cũng không tệ. Vương Nhất tỏ vẻ đồng ý. Vương Nhất nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt của anh có hơi ngưng trọng. Có thể thả lỏng sao? Không biết tại sao, anh có dự cảm rằng Đại hội Bắc Cảnh này chẳng qua chỉ là một sự kiện để các thế lực va chạm lẫn nhau. Rất nhiều người đều xem Đại hội Bắc Cảnh lần này là một nơi giải quyết chấm dứt. Võ Si và Mục Lang. Anh và Mục Lang. Lý Khinh Hồng và Diệp Thúy Như. Tân Hồng Long và Tần Vũ. Nhạc Sĩ và Tân Vũ MCV còn có. Khương Nhã Mi và Tiêu Minh. Còn một ngày nữa là đến ngày khai mạc Đại hội Bắc Cảnh. Buổi đêm ở Giang Thành lạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có hơi lạnh nhẹ nhẹ. Thiên Cung Nguyệt Viên, khách sạn tốt nhất ở Giang Thành. Diệp Thúy Như ngồi trên ban công, gió đêm thổi vù vù, trong tay còn cầm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc. Hôm nay, có một vị khách đặc biệt đến khách sạn của cô ta. Chính là người đàn ông ngồi đối diện. Chị họ, không ngờ gặp lại nhau, chị đã trở thành đại tiểu thư của Diệp Thị rồi. Kim Thành Phong không nhịn được cảm khái nói. Lần cuối cùng chia tay nhau, Diệp Thúy Như nói cho Kim Thành Phong biết họ thật của cô ta là họ Diệp. Kim Thành Phong còn khóc lóc nửa ngày. Chung sống hơn mười mấy năm, nếu bảo không có tình cảm gì thì chắc chắn là nói dối. Diệp Thúy Như mỉm cười, không phải em cũng trở thành chủ tịch tập đoàn Kim Thị rồi sao? Vương Nhất không có lừa em. Kim Thành Phong ngượng ngùng cười nói, là do chị họ tặng cho em, nếu không thì làm sao đến phiên em chứ? Tập đoàn Kim Thị dưới trướng của Diệp Thúy Như đã phát triển đến đỉnh cao, sau đó vì phải trở về Diệp Thị nên cô ta đã giao lại tập đoàn Kim Thị cho Kim Thành Phong tiếp quản. Kim Thành Phong cũng không phụ lòng mong đợi của Diệp Thúy Như, ít nhất tập đoàn cũng không thụt lùi. Thời gian trôi qua nhanh quá, thoáng cái đã qua lâu như vậy rồi. Kim Thành Phong xúc động nói. Cách đây rất lâu,
Vương Nhất đã bắt Kim Thành Phong tới nằm vùng, nói với anh ta rằng một ngày nào đó anh ta sẽ thay thế Kim Thúy Như. Sau đó, anh ta thật sự thay thế Kim Thúy Như và trở thành gia chủ của nhà họ Kim. Mọi chuyện như thể chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Đôi mắt của Diệp Thúy Như dịu đi vài phần. Trong nhà họ Kim, nơi mà ai cũng muốn hãm hại và e ngại cô ta thì cũng chỉ có người em họ Kim Thành Phong này luôn cho cô ta cảm giác hơi ấm gia đình. Diệp Thúy Như muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen dừng lại dưới lầu. Trong mắt cô ta lóe lên một tia lạnh lùng, cô ta nói với Kim Thành Phong, em nên rời đi. Hả? Kim Thành Phong hơi sửng sốt, anh ta cũng chỉ vừa mới tới thôi mà. Vậy mà chị họ lại muốn đuổi anh ta đi. Tuy nhiên, hành động này rất Kim Thúy Như. Kim Thành Phong gần như bị Diệp Thúy Như ép buộc đẩy ra khỏi cửa, hơn nữa cô A còn giúp bấm thang máy. Đỉnh đong. Cửa thang máy mở ra, vài người mặc áo choàng đen bước ra, gần như lướt ngang qua người Kim Thành Phong. Kim Thành Phong vô thức quay đầu lại, nhưng trong tiềm thức cũng dùng mình một cái. Anh ta thật sự cảm nhận được một luồng sát khí. Vân quen thuộc như vậy. Trong đầu Kim Thành Phong chợt nhớ đến một nữ sát thủ có đôi mắt đỏ như máu. Anh ta rất muốn nhìn xem bọn họ muốn đi đâu nhưng cửa thang máy đã đóng lại. Lý Tinh Sở, Lãnh Nhan cùng một người đàn ông mặc áo choàng đen đi thẳng vào phòng của Diệp Thúy Như. Đó là em họ của cô à? Trên mặt người đàn ông mặc áo choàng đen phảng phất một nụ cười như có như không, châm chọc nói. Đôi mắt của Diệp Thúy Như lập tức trở nên lạnh lùng, nếu anh dám ra tay với người thân của tôi thì cho dù phải chết, tôi cũng sẽ kéo anh theo cùng. Người đàn ông mặc áo choàng cười nói, cô không có năng lực này đâu. Hơn nữa, tôi cũng không có hứng thú dùng đến chuyện này để uy hiếp cô. Ngày mai, đại hội Bắc Cảnh sẽ bắt đầu, tôi chỉ muốn cùng cô kiểm tra đối chiếu kế hoạch một chút. Sau một lúc lên kế hoạch bí mật, sắc mặt Diệp Thúy Như có chút tái nhợt, trên trán chảy rất nhiều mồ hôi. Cô ta ngồi trên ghế sofa, thở hổn hển. Người đàn ông mặc áo choàng khẽ cười, không hổ là song kiều của Diệp Thị, lên kế hoạch không chê vào đâu được. Diệp Thúy Như không hề dao động trước lời ca tụng của người đàn ông mặc áo choàng, thậm chí sắc mặt còn trở nên lạnh lùng hơn. Tôi không hiểu, mục đích cuối cùng của anh là gì?